Đương nhiên, sở dĩ chỗ chúng tôi có thể chế hội viên như vậy, chính là để phân chia ra cậu chủ đỉnh cao và nhà giàu mới nổi sơ cấp, hội viên bạch ngân như cậu, chỉ sợ là bán hết của cải đi mới có được đúng không? Sao có thể đánh đồng với hội viên chí tôn đỉnh cao? Được chứ, Ngũ Phi cười lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt ra hiệu cho mấy tên bảo vệ kia. Nếu đã như vậy, vậy tôi cũng làm một tấm thẻ là được rồi đúng không? Anh ta nói anh ta là hội viên chí tôn, vậy tôi cũng làm một tấm như thế, anh ta sẽ không có quyền lợi nữa chứ gì. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, đột nhiên lắc tay một cái, tấm thẻ kia văng mạnh ra ngoài, cắm thẳng vào cây cột bên cạnh Ngũ Phi, một nửa tấm thẻ đều ghim vào bên trong cây cột. Trời ạ! Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh, đây chính là cây cột chịu trọng lực, bên trong là ruột đặc, thế nhưng người trẻ tuổi này lại dùng một cái thẻ, hơn nữa còn ném thẻ ra ghim vào trong, đây là thực lực gì vậy? Quá mạnh! Làm thẻ cho tôi đi! Trần Triệu Dương vốn còn muốn dạy dỗ tên Tiết Chính Nghĩa ngu ngốc này để lấy thẻ hội viên của anh ta vào tay, nhưng mà anh lại đột nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa. Bởi vì, trong lúc anh nhìn xuyên tường, trong phòng rên tầng 5 có khoảng chừng hơn 10 người có cổ trùng trong cơ thể, không cần đoán cũng biết, tất nhiên những người này đều là vu thần giáo. Về phần những người còn lại, mặc dù trong cơ thể không có loại cổ trùng đó, nhưng cũng không thể coi thường, bởi vì trong ai những người đó đều cầm vũ khí nóng. Chắc chắn người có cổ trùng trong cơ thể là tầng quản lý của vu thần giáo, mà những người không có cổ trùng hẳn là người bình thường. Bây giờ những người này tụ tập ở cùng một chỗ, nhất định là đang thương lượng một vài chuyện, anh cách quá xa, nếu như chỉ bằng vào khẩu ngữ, căn bản không có khả năng nghe được toàn bộ, cho nên, nhất định anh phải lên trên nóc tòa nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Cậu đừng tưởng rằng cậu có vũ lực, chúng tôi sẽ khuất phục, thật sự cho rằng câu lạc bộ chí tôn chúng tôi dễ trêu sao. Ngũ Phi kìm nén sự chấn động trong lòng, sau đó hung dữ nói, dù sao, thực lực của câu lạc bộ chí tôn bọn họ cũng không thể khinh thường. Có phải ông bị ngốc hay không? Tôi nói là làm thẻ, ông đừng ở đó rông dài với tôi, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó nói với người hầu gái dẫn anh đến. Quản lý Ngũ, chuyện này, người hầu gái lập tức có chút khó xử, dù sao, Trần Triệu Dương xảy ra xung đột với quản lý của bọn họ, bây giờ cô ta nên làm gì? Cứ làm cho anh ta đi. Tôi muốn nhìn xem anh ta có thể trả nổi tiền hay không, Tiết Chính Nghĩa bên cạnh lại cười lạnh một tiếng, đây chính là 100 triệu, không phải 1-200 đồng, cho nên, anh ta mới không ngăn cản Ngũ Phi. Sao nào, anh cảm thấy tôi không trả nổi tiền sao, Trần Triệu Dương đảo tròn mắt, nảy ra ý hay. Với dáng vẻ đó của anh, có thể có được 100 triệu ư. Đừng đùa, bán anh đi cũng không đáng 100 triệu, Tiết Chính Nghĩa cười lạnh, không hề nể mặt nói. Nếu anh đã nói như vậy. Vậy chúng ta đánh cược đi, nếu như tôi không bỏ ra nổi chút tiền này, chính là tôi thua, nếu như tôi lấy ra được, như vậy là anh thua, ánh mắt Trần Triệu Dương có chút né tránh, nói. Được thôi, tôi đánh cược với anh, nhưng mà nếu không có tiền cược thì tôi không chơi, nhất định phải có tiền cược mới được, Tiết Chính Nghĩa cũng không phải đồ đần, đương nhiên thấy được ánh mắt Trần Triệu Dương đang né tránh, liền nói. Anh nói đi, anh muốn thế nào, vẻ mặt Trần Triệu Dương cứng lại, sau đó hỏi. Nếu như tôi thắng, vậy anh phải quỳ xuống gọi tôi là ông nội, đồng thời quỳ từ nơi này ra đến bên ngoài câu lạc bộ, Tiết Chính Nghĩa cười âm trầm, nói. Anh đừng quá đáng, Trần Triệu Dương nghe xong, lập tức làm như có chút gấp gáp, hét lên. Quá đáng sao, nếu như sợ thua, bây giờ có thể xéo đi, nhưng mà là bị ném ra ngoài, Tiết Chính Nghĩa cười lạnh, anh ta không ngại dãm đạp hung ác hơn. Cũng được, nhưng nếu như anh thua thì sao? Tôi cũng không cần anh gọi tôi là ông nội, tôi không có đứa cháu trai xấu như thế, anh cứ đưa thẻ hội viên chí tôn cho tôi là được, như thế nào, Trần Triệu Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ nói. Anh, được, được lắm, anh muốn thẻ hội viên chí tôn của tôi cũng được, lại thêm một cái nữa, đánh gãy hai chân của anh, trong ánh mắt của Tiết Chính Nghĩa toàn là sát ý, lúc này hung ác nói. Nếu đã như vậy, vậy thì tìm một người làm chứng đi. Tên nịnh hót này không thể được, đổi một người làm chứng khác. Trần Triệu Dương tiện tay chỉ vào Ngũ Phi, không chút khách khí nói. Tên nhóc kia, cậu nói cái gì? Cậu có tin không? Chỉ bằng vào câu nói này của cậu, tôi sẽ có thể rút đầu lưỡi của cậu ra, đánh gãy chân cậu rồi ném ra ngoài không? Sắc mặt Ngũ Phi cực kỳ khó coi, mặc dù khách khứa tới nơi này đều có thực lực rất mạnh, nhưng cũng vô cùng tôn trọng ông ta, cho tới bây giờ chưa từng có tình huống như vậy. Thật sao? Nếu như câu lạc bộ đế tôn của mấy người chính là như vậy, tôi thật sự thấy rất thất vọng. Danh không đúng với thực rồi,
Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó chào phúng nói. Tên nhóc kia, cậu, Ngũ Phi còn muốn nói cái gì, thế nhưng lại bị một giọng nói ngắt lời. Để tôi làm người làm chứng, có được không? Khi giọng nói này truyền đến, những tiếng giày cao gót cũng vang lên, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Trần Triệu Dương nhìn qua, trước mắt lập tức sáng lên. Chỉ thấy người tới có chiều cao ít nhất là 1m8, dáng người và khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng rất tốt, chiều cao cũng tầm 1m7, chiều cao giống người phụ nữ này đúng là rất hiếm có. Dáng dấp cao gầy thì không sao, nhưng ngũ quan của cô ta lại vô cùng xinh đẹp, thậm chí có thể nói là đẹp tuyệt vời, chỉ là làn da của cô ta lại không tốt lắm, có chút ố vàng, còn có một chút tàn nhang, những thứ này đã phá hủy hình tượng nữ thần của cô ta, khiến khuôn mặt đẹp của cô ta bị giảm bớt đi nhiều. Lúc đầu Ngũ Phi còn muốn nổi giận, dù sao bị người A ngắt lời cực kỳ khó chịu. Thế nhưng khi ông ta nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng cúi đầu xuống. Tổng Giám Đốc Thái, tôi, lúc này Ngũ Phi vô cùng ngoan ngoãn đi đến trước mặt Thái Văn Văn. Ở đây không có phần cho ông nói chuyện, đi qua một bên đứng cho tôi đi, Thái Văn Văn ngắt lời Ngũ Phi, sau đó nhìn về phía Trần Triệu Dương. Anh này, thật sự rất xin lỗi, tôi là người phụ trách câu lạc bộ Thái Văn Văn. Thái độ của Ngũ Phi chỉ đại diện cho cá nhân ông ta, không có liên quan gì đến câu lạc bộ chúng tôi hết. Nếu như anh muốn tìm người làm chứng, tôi nghĩ hẳn là tôi có tư cách. Thái Văn Văn nở nụ cười hiền hòa, nhìn Trần Triệu Dương, nói. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ cần tên ngu ngốc này có thể đồng ý là được. Trần Triệu Dương nhún vai, tỏ vẻ mình không thèm để ý. Có điều trong lòng Trần Triệu Dương lại cảnh giác hẳn lên, người phụ nữ này không đơn giản, xem ra cần phải cẩn thận một chút. Cậu cả Tiết, anh cảm thấy thế nào? Thái Văn Văn xoay đầu lại, trên mặt ôn nhu biểu lộ trực tiếp trở nên lạnh lùng, không chút khách khí nói. Cô Thái đứng làm chứng đương nhiên không thể tốt hơn, là vinh hạnh của tôi. Tiết Chính Nghĩa cảm nhận được cảm xúc của Thái Văn Văn thay đổi, suýt chút nữa thì mắng chửi, người này quá độc ác, thái độ đối với Trần Triệu Dương và thái độ đối với mình cũng quá khác nhau. Nếu đã như vậy, anh này, anh hãy chứng minh tài lực của anh một chút đi, Thái Văn Văn cười lạnh. Sau đó nói với Trần Triệu Dương, thái độ lại trở nên dịu dàng. Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày, anh cũng cảm giác thái độ của Thái Văn Văn này có vấn đề, anh cũng không quen biết người phụ nữ này, thế nhưng nếu đã không biết cô ta, vậy người phụ nữ này có thái độ đối với mình như vậy là có ý gì? Cô cứ cho người tra số dư còn lại trong thẻ là được. Rồi, Trần Triệu Dương chỉ vào tấm thẻ ghim trên cây cột, nói. Thái Văn Văn nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Lúc này cũng nhìn về phía tấm thẻ ngân hàng ghim trên cây cột kia. Sở dĩ cô ta đến đây, cũng là bởi vì vừa rồi nhìn được. Một màn này trong camera, cũng không phải là cô ta không hiểu cái gì, đương nhiên nhìn ra được người trẻ tuổi này thật sự có thực lực, sợ rằng câu lạc bộ vô tình đắc tội với người không thể đụng vào, cho nên cô ta mới vội vã chạy tới. Khi Thái Văn Văn đến nơi nhìn thấy tấm thẻ này, đồng tử của cô ta đột nhiên co rụt lại, mặc dù không thể thấy được toàn bộ tấm thẻ. Nhưng cô ta đã nhận ra, tấm thẻ này là thẻ đen giới hạn toàn cầu, một năm chỉ được. Phát hành vài tấm, phàm là người có được loại thẻ này, tất cả đều là cường hào một phương. Mà người trẻ tuổi trước mắt này có thể có được tấm thẻ đen như vậy, tuyệt đối không đơn giản, cho dù không phải của bản thân anh, vậy cũng nói rõ thế lực sau lưng anh không hề kém cỏi. Anh cứ nói đùa, anh là người nắm giữ thẻ đen toàn cầu, tài sản không có chục tỷ là không thể nào lấy được. Làm sao tôi dám kiểm tra anh có tư cách làm thẻ hội viên ở chỗ chúng tôi không chứ? Thái Văn Văn cầm lấy tấm thẻ đen kia, căn bản không thể rút ra được, sau đó bất đắc dĩ nói với Trần Triệu Dương. Lúc này anh đi lên trước, rút tấm thẻ đen từ trên cây cột ra, tiện tay đưa cho Thái Văn Văn. Cô có thể không kiểm tra, nhưng chưa chắc anh ta đã bằng lòng, Trần Triệu Dương nhìn lướt qua Tiết Chính Nghĩa, thản nhiên nói. Tiết Chính Nghĩa nghe anh nói vậy, trong lòng lập tức siết chặt lại. Vừa rồi anh ta cũng nghe được Thái Văn Văn nói gì, lúc đầu đúng là anh ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao, Tiết Chính Nghĩa có biết về thẻ đen toàn cầu, ông cụ nhà anh ta cũng muốn có một tấm, thế nhưng căn bản không có tư cách để xin. Ngay cả ông cụ nhà anh ta còn không lấy được, làm sao tên này có thể lấy được chứ? Không sai, ai biết tên này có thể làm giả một tấm hay không chứ? Tiết Chính Nghĩa cười lạnh, sau đó không chút nhượng bộ mà nói. Phải biết anh ta chính là hội viên chí tôn. Nếu thật sự thua, vậy thì quá lỗ. Mặc dù, anh ta không cho rằng mình sẽ thất bại. Cậu cả Tiết, có lẽ anh không biết cái gì gọi là thẻ đen toàn cầu, không bằng anh gọi điện thoại cho bố anh thử xem. Hỏi ông ta một chút,
xem ông ta có biết hay không, Trần Triệu Dương còn chưa nói cái gì, Thái Văn Văn bên cạnh lại không chịu. Dù sao, vừa rồi cô ta đã nói là không cần kiểm tra, mà Tiết Chính Nghĩa lại cứ đòi phải kiểm tra, đây không phải là vả vào mặt mình sao? Cô Thái, tôi biết thẻ đen trên toàn thế giới, tôi đây không phải sợ cái của anh ta là hàng nhái à? Nhìn thấy Thái Văn Văn tức giận, Tiết Chính Nghĩa lập tức co rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Nếu như anh ta muốn kiểm tra, thì để cho anh ta kiểm tra đi, chết cũng phải cho anh ta chết được rõ ràng, nhưng Trần Triệu Dương cũng không muốn dây dưa với anh ta, lúc này đưa thẻ đen cho người hầu gái. Nhìn tới đây, Thái Văn Văn chỉ có thể gật đầu, cô ta cũng muốn biết, người trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, tuy rằng tấm thẻ đen này không nói rõ được tất cả, nhưng cũng nói lên năng lực của anh. Người hầu gái kia thành thạo cầm máy quẹt thẻ bắt đầu thao tác, sau khi Trần Triệu Dương đưa ra mật khẩu, người hầu gái kia lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, miệng cũng không khép lại được. Rốt cuộc có bao nhiêu, Thái Văn Văn chứng kiến cái dáng vẻ không có tiền đồ của người dưới mình, liền tức giận không có chỗ nào phát ra được, giật lấy cái máy quẹt thẻ kia. Chuyện này, sau khi cô ta nhìn rõ mấy con số, trong mắt khiếp sợ không có lời nào có thể diễn tả được. Thực ra Trần Triệu Dương cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu tiền, ngược lại tiền của Hứa Thiệu Phong kiếm được cũng đều gửi vào trong này, bây giờ. Tăng Kim Lai cũng là người mình, cho nên, chuyện làm ăn dưới tay anh ta cũng chuyển một phần tiền đến đây. Có ý gì, vốn dĩ Tiết Chính Nghĩa còn một chút ảo. Tưởng, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ của Thái Văn Văn và người hầu gái kia, thì đã biết, lần này xong. Đời, đoán chừng anh ta phải thất bại. Cho anh ta xem một chút đi. Trần Triệu Dương chỉ vào cái máy quẹt thẻ, ra hiệu để cho Tiết Chính Nghĩa nhìn một chút. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Anh làm sao có thể có nhiều tiền như vậy được? Nếu như anh thật sự có nhiều tiền như vậy, tại sao tôi lại không biết anh? Vẻ mặt Tiết Chính Nghĩa không dám tin, dù sao, dưới cái nhìn của anh ta, thành phố Nam Hải sẽ không có người mà anh ta không biết, làm sao đột nhiên nhô ra một nhân vật lớn như vậy? Hơn nữa còn thuộc hàng đỉnh cấp. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Còn cần phải báo cáo cho anh à? Anh là cái thá gì? Trần Triệu Dương không chút khách khí nói với Tiết Chính Nghĩa. Nói xong, Trần Triệu Dương trực tiếp tiến lên, lấy ra thẻ hội viên chí tôn của Tiết Chính Nghĩa ở trong túi bên phải. Thật ngại quá, nhận thua cuộc đi, bây giờ nó là của tôi rồi. Nói xong, Trần Triệu Dương bỏ thẻ vào trong túi mình. Tôi còn chưa lên tới phía trên của lầu 2, trước tiên tôi đi chơi đùa một chút, đợi tôi chơi đủ rồi, tôi lại tới đây tiến hành đổi tên. Trần Triệu Dương nói, trực tiếp cầm thẻ đi về phía thang máy. Bây giờ đúng là anh không muốn kéo dài thêm thời gian nữa, vừa rồi đã làm lỡ một lúc lâu. Mãi đến tận khi Trần Triệu Dương vào thang máy, người ở đây mới phản ứng lại. Trên mặt Thái Văn Văn lộ ra vẻ mặt buồn phiền, cô A không nghĩ tới mình giúp anh như vậy, một câu cảm ơn của anh cũng không có mà lại đi luôn. Đối lập với sự phiền muộn của Thái Văn Văn, Tiết Chính Nghĩa thật sự sắp sụp đổ. Bởi vì thẻ hội viên là bố anh ta mới làm năm nay, đây chính là cái thẻ bố anh ta xoay sở rất lâu cuối cùng mới làm được, ngày hôm nay anh ta lén lút mang đi chơi, nhưng không ngờ lại thua. Anh ta có thể tưởng tượng dáng vẻ của bản thân mình bị bố đánh cho thành đầu heo. Nghĩ tới đây, Tiết Chính Nghĩa lôi điện thoại ra, nếu anh làm tôi khổ sở, vậy thì anh cũng đừng mong thoải mái. Thái Văn Văn đương nhiên nhìn ra sự không cam lòng của Tiết Chính Nghĩa, nhưng mà trung tâm giải trí không phải là nơi từ thiện. Lúc này cô ta bảo bảo vệ đuổi Tiết Chính Nghĩa ra ngoài. Trần Triệu Dương đương nhiên không biết tình hình của Tiết Chính Nghĩa, kể cả có biết, anh cũng sẽ không cảm thấy có gì không thích hợp, làm bất cứ chuyện gì đều phải chịu đựng hậu quả, không có bản lĩnh, thì đừng ôm việc vào người. Trần Triệu Dương đi thang máy thẳng tầng 5, trang trí của tầng 5 đúng là rất đẹp, có điều, anh cũng không quan tâm những thứ này, nhanh chóng đi tới vị trí phòng khách của những người kia. Thực ra Trần Triệu Dương vô cùng nghi hoặc, theo lý mà nói, tầng năm này chỉ có hội viên chí tôn mới có thể đi tới chỗ này, vậy thì nhiều người vu thần giáo như vậy làm sao tiến vào được. Phải biết rằng, mỗi một cái là 100 triệu, những người này ít cũng phải có 20, đây chính là con số rất lớn. Có điều, Trần Triệu Dương mặc kệ những người này làm cách nào mà chiếm được thẻ hội viên, anh dùng ấm thẻ hội viên của mình quẹt một phòng bên cạnh phòng của những người kia. Hội viên chí tôn ở đây có chỗ tốt, chính là người ở đây làm cái gì, đều không có ai biết. Tính bảo mật vô cùng cao, mà hội viên chí tôn có thể gọi các loại hình phục vụ bất cứ lúc nào, ở đây, chỉ có việc mà anh không nghĩ tới, không có việc bọn họ không làm được. Trần Triệu Dương ở trong một phòng sát vách nghe ngóng một lúc, tuy là nghe được một số thứ, thế nhưng bởi vì không nghe toàn bộ,
cho nên có chút mơ hồ. Có điều, Trần Triệu Dương vẫn có được một vài tin tức có tác dụng. Số 17, Hổ Kiều Than, nghỉ thức tế trời. Nếu như đến sớm hơn một chút, có lẽ có thể nghe được càng nhiều tin tức có ích hơn, có điều, mặc kệ thế nào, có được một tin tức như vậy, cũng coi như là có tác dụng. May mà mình tới đúng lúc, nếu không thì tùy tiện ra tay, tối đa cũng chỉ có thể ngăn chặn những người này, mà nghỉ thức tế trời sau này, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quan trọng đối với Vu Thần Giáo, đến lúc đó tung lưới bắt hết là được. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương không tiếp tục theo dõi nữa, đợi sau khi những người này rời đi, anh mới ra khỏi nơi này. Mắt nhìn xuyên tường theo những người này, Trần Triệu Dương mới phát hiện, khu dành cho hội viên Chí Tôn không đơn thuần chỉ là tầng 5, từ tầng 5 xuống có một thang máy chuyên dụng, sau khi xuống đó, nơi này chính là một sàn giải trí, suối nước nóng, sòng bạc, trường đua ngựa lại còn có cả trường đua xe. Chẳng trách, nếu như hội viên Chí Tôn chỉ có chỗ tầng 5 thế này, làm sao có chuyện phí hội viên một năm 100 triệu, cảm thấy đúng là khác động trời. Có điều, mục đích của Trần Triệu Dương đã đạt được, anh cũng không muốn tiếp tục ở đây, lúc này đi ra thang máy tới lầu 2. Lúc này Hồ Biện đang ở lầu 2 trò chuyện vui vẻ với mấy cô gái, dáng dấp kia, tuyệt đối phù hợp với tác phong con nhà giàu. Đi thôi, Trần Triệu Dương lên tiếng nói với Hồ Biện một chút. Đến rồi, Hồ Biện vừa nghe thấy Trần Triệu Dương, nhanh chóng đứng dậy, quay lại nói với mấy cô gái kia, trở về chúng ta nhắn tin WeChat nha. Nói xong, không đợi mấy cô gái đáp lời, Hồ Biện nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trần Triệu Dương. Thế nào, có đầu mối gì sao? Lúc này anh ta có chút nóng nảy nhỏ giọng hỏi. Đi ra ngoài rồi nói, nhưng Trần Triệu Dương lại lắc đầu, cũng không nói tỉ mỉ, bây giờ cùng với Hồ Biện đi ra phía bên ngoài. Chờ một chút, ngay lúc hai người Trần Triệu Dương và Hồ Biện chuẩn bị rời đi, Thái Văn Văn lại gọi anh lại. Anh trai này, anh vẫn còn thủ tục đổi thẻ đấy, vẻ mặt Thái Văn Văn có chút quyến rũ, nhẹ nhàng nói với Trần Triệu Dương. Tuy rằng cô ta gặp rất nhiều thanh niên tuấn tú, nhưng đối với Trần Triệu Dương, lại có một loại yêu thích không tên. Còn trẻ như vậy, lại có nhiều tiền, kể cả là trong nhà, vậy cũng coi như là một phần thực lực, nhưng mấu chốt là rất đẹp trai. Làn da kia, dáng vóc kia, khuôn mặt kia, cô ta thừa nhân, cô ta thèm. Ngại quá, nhờ cô giúp tôi trả chiếc thẻ hội viên Chí Tôn này lại cho Tiết Chính Nghĩa nhé, tôi không cần dùng đến nớ. Trần Triệu Dương khẽ mỉm cười, đưa tay đặt chiếc thẻ vào trong tay Thái Văn Văn. Ôi, anh ấy đẹp trai quá. Khi nhìn thấy nụ cười sáng ngời ấy của anh, cô ta ngẩn người, đôi mắt như hóa thành trái tim. Cho đến khi Trần Triệu Dương ra khỏi câu lạc bộ thì Thái Văn Văn mới giật mình hoàn hồn. Gì cơ, anh không cần thẻ hội viên sao? Sau khi bình tĩnh lại, lòng cô ta ngổn ngang cảm xúc. Một mặt Thái Văn Văn cảm thấy dáng vẻ vứt chiếc, thẻ trị giá ngàn vàng, hoàn toàn không xem tiền bạc ra gì của đối phương quá ngầu. Một mặt cô ta lại nghĩ sao người này có thể coi nhẹ câu lạc bộ đế tôn bọn họ như vậy, làm cho cô ta thấy rất khó chịu. Không cần đâu, tôi không thường đến đây nên có thẻ hội viên cũng chẳng làm gì, trả lại cho anh ta đi, dù sao thì tên đó cũng quá đáng thương, Trần Triệu Dương xoay người nhún vai, ra vẻ không quan tâm. Quá cậy thế hiếp người, đây mới là người có tiền này, lúc này Thái Văn Văn cực kỳ sùng bái anh, ánh mắt nhìn về phía anh cũng lấp lánh đầy sao. Phải rồi. Tôi nghĩ anh nên đi cửa sau đi, Tiết Chính Nghĩa kia mới gọi điện thoại, hình như kêu người tới đấy, cô ta bất chợt nghĩ đến vừa rồi trước khi đi anh ta có gọi một cú điện thoại, bèn nhắc nhở. Cửa sau, Trần Triệu Dương ngạc nhiên, cười khẩy nói, cửa sau thì xin miễn, tôi rất muốn nhìn xem Tiết Chính Nghĩa này có thể tìm ai để vớt phát lại mặt mũi cho anh ta. Ôi chao, anh đừng hành động theo cảm tính chứ, nghe nói bố của tên kia có quan hệ với nhiều thế lực lắm đấy. Nếu tìm đến thật thì anh sẽ gặp nguy hiểm mất, Thái Văn Văn lo lắng khuyên can. Không sao, tôi muốn xem ở thành phố Nam Hải này có ai làm gì được tôi, anh hờ hững cười, nói với Thái Văn Văn, cảm ơn cô, mặt của cô tôi có thể trị được đấy, có thời gian thì tới Hồ Lộc Minh tìm tôi nhé, tôi sẽ chữa mặt cho cô miễn phí. Sao cơ, nghe lời anh vừa nói, Thái Văn Văn há hốc mồm. Trước đây cô ta rất khi người khác bàn tán về mặt mình nên thường xuyên trang điểm đậm, sau rồi cũng bất chấp. Không trang điểm nữa, cứ để mặt mộc mà ngẩng cao đầu thôi. Không ngờ người này lại nói có thể chữa khỏi mặt mình, điều này làm cho nỗi hy vọng đã chết trong lòng Thái Văn Văn lại bùng lên lần nữa. Có bề ngoài đẹp trai thế này chắc không phải lừa đảo đâu nhỉ. Chưa kể anh còn có tiền như thế, muốn lừa đảo cái gì của cô ta chứ. Trong lúc Thái Văn Văn suy nghĩ, Trần Triệu Dương và Hồ Biện đã đi đến bãi đậu,
chỉ là hai người vừa ngồi vào xe của mình thì có vài chiếc xe xông vào chặn đường. Vừa rồi đứa nào vứt thẻ hội viên chí tôn của con Audi đấy, một đám đàn ông mặc đồ đen xuống xe, mặc dù trong tay không có vũ khí gì nhưng chỉ đứng đó thôi cũng khiến cho người thường sợ chết khiếp. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên mập mạp đô con, sau lưng ông ta là Tiết Chính Nghĩa. Lúc này, anh ta tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo, ngồi xuống ngay trước mui xe Trần Triệu Dương, đập xuống xe anh, giận dữ hét, thằng Ôn kia, cút xuống đây cho tôi. Hôm nay ông nội anh sẽ dạy anh cách làm người. Giám đốc Tiết, cậu cả Tiết, nơi này là câu lạc bộ đế tôn, hai người làm vậy là không để câu lạc bộ chúng tôi vào mắt à? Hay là hai người không xem ông chủ của chúng tôi ra gì? Thái Văn Văn lấy lại tinh thần, đi tới tức giận nói. Thì ra là cô Thái, chúng tôi có ở trong câu lạc bộ đâu, đang ở ngoài mà. Cô Thái, cô có cần phải so đo như thế không? Tiết Hải cười lạnh, không hề nể nang ai. Ông, nghe ông ta nói vậy, cô ta muốn nói gì thêm nhưng cũng bất lực. Bởi vì bãi đậu xe của câu lạc bộ nằm ở phía sau, khu trước không thuộc về câu lạc bộ, chẳng qua là người bình thường không biết mà thôi, hiển nhiên là tên Tiết Hải này nắm rõ điều đó. Trần gia, phải làm sao đây, thấy tình hình nguy cấp, Hồ Biện hốt hoảng hỏi anh. Đừng vội, anh lắc đầu, tỏ ra không quan tâm. Vì anh đã thấy người đang ngồi trong xe, anh biết người đó. Anh Hồ, thằng cháu này không chịu đi ra, Tiết Chính Nghĩa vỗ lớp kính mấy cái, thấy Trần Triệu Dương không động đậy thì quay đầu hét lên với người trong xe mình. Hồ Biện, lái xe, hất anh ta xuống đi, vừa lúc đó, anh đột nhiên nói với Hồ Biện. Trần gia. Vậy không hay lắm đâu, lỡ xảy ra án mạng thì sao, anh ta giật mình, hỏi lại ngay. Không sao đâu, cứ lái xe đi, Trần Triệu Dương tự tin đáp. Vậy được, nghĩ đến thân phận của anh, Hồ Biển cũng không do. Dự nữa, rùm rùm, đột nhiên Tiết Chính Nghĩa cảm giác cái xe dưới mông mình rung lên, điều này làm cho anh ta lập tức hoảng hồn. Thằng khốn nạn, đừng có làm bậy, lúc này Tiết Chính Nghĩa hoảng thật, hối hận tại sao lại ngồi trên xe. Trần Triệu Dương ngồi ở ghế lái phụ nói với Hồ Biện, lái xe, dùng tốc độ tối đa. Hồ Biện đạp chân ga, xe phát ra một tiếng nổ rồi phóng ra ngoài. Tiết Chính Nghĩa đang ngồi trên mui xe sững sờ, liều mạng bám lấy xe sợ bị hất ra, nếu bị đè dưới bánh xe thì thê thảm biết mấy. Tiết Hải không ngờ đối phương lại cương quyết đến thế, sợ con trai mình chịu thương tổn gì nên giận dữ quát mấy tên đàn ông lực lưỡng kia, mấy người chết hết rồi à. Ngăn cậu ta lại, cứu con tôi nhanh lên. Vốn dĩ trả tiền để người khác làm việc thay mình là chuyện rất bình thường, nhưng nếu người trả tiền không xem mình là người thì sao mà làm việc cho kẻ đó được. Mấy tên côn đồ này đều là người nóng tính, nghe. Thấy lời này thì đều muốn tát chết Tiết Hải, nhưng đại ca của họ chưa ra lệnh nên cũng không dám kêu ca, chỉ có thể nuốt cơn tức giận vào trong. Giữa lúc đó, xe của Trần Triệu Dương đụng mạnh vào xe Tiết Hải, Tiết Chính Nghĩa bị hất văng ra, ngã sâm trên xe bố mình. Thấy cảnh tượng này, Tiết Hải vội vàng chạy tới đỡ con trai xuống. May mà ở gần nên không bị thương, chỉ hơi chóng mặt do bị hất ra mà thôi. Thằng Hồ, mày ra đây đi, ông ta hét với người đang còn ngồi trong xe. Lúc này Hồ Tuấn Kiệt cũng bị dọa sợ, ban đầu hắn chỉ định ra dáng một chút thôi vì dù sao người quan trọng luôn đến cuối cùng mới ra sân, nhưng ngồi trong xe thì lại bị đụng đến ngã trái ngã phải, điều này làm cho. Hắn vô cùng phẫn nộ. Khốn kiếp, dám đụng xe tao à? Tao thấy mày chán sống rồi đấy, Hồ Tuấn Kiệt lắc đầu xuống xe, sau đó hắn chạy sang một chiếc xe lấy cây gậy bóng chảy ra, đằng đằng sát khí đi tới xe của Trần Triệu Dương. Xong, giờ thì xong đời chắc chắn không chạy thoát được, thấy cảnh này, Hồ Biện há hốc mồm, suy sụp nói. Biết vậy anh ta đã không làm theo lời Trần Triệu Dương rồi, bọn xã hội đen này không dễ trêu chút nào, đụng xe bọn họ còn không phải là sẽ bị đánh chết sao. Anh ở trong xe chờ, tôi ra ngoài một lát. Trần Triệu Dương nói với Hồ Biện đang ngồi cạnh mình. Trần gia, anh đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm, Hồ Biện còn muốn nói gì thì Trần Triệu Dương đã mở cửa xe đi ra ngoài. Anh, mới nói ai chán sống đấy, đầu Hồ Tuấn Kiệt nóng lên, hắn mới thể nhất định phải cho tên này biết tay nhưng vừa nghe thấy giọng nói này thì toàn thân đầu run lên, sợ hãi từ trong xương. Đang nói mày đấy thằng chó, không ngờ mày dám đụng con tao, tao nhất định phải giết mày, Tiết Hải đỏ mặt tía tai chạy tới. Mặc dù con trai không gặp mệnh hệ gì nhưng ông ta vẫn bị làm cho sợ hãi. Thằng Hồ, nhanh bắt thằng này lại đi, tao phải trừng trị nó để cho nó biết tại sao hoa lại có màu đỏ. Tiết Hải nhìn về phía Hồ Tuấn Kiệt, hung hãn quát. Chát! Ngay lúc đó,
Hồ Tuấn Kiệt nhăn nhó phất tay tát vào mặt ông ta. Hắn dồn hết sức bình sinh vào cái tát này, khiến cho Tiết Hải bị đánh bay hai cái răng, mặt mũi sưng tấy. Này thì bắt cái đầu mày chứ bắt, mày muốn trừng trị ai thế? Bây giờ mày nói cho tao biết tại sao hoa lại có màu đỏ đi. Mày nói đi, có gan thì nói đi chứ, Hồ Tuấn Kiệt sắp thức điên, hết đấm rồi lại đá Tiết Hải. Mới rồi Hồ Tuấn Kiệt còn đang nổi giận đùng đùng, nhưng vừa nghe thấy giọng nói ấy, ngẩng đầu lên nhìn thì hắn sợ đến mức bắp chân cũng rút gân. Cả đời này hắn sợ nhất là Trần Triệu Dương. Ban đầu Trần gia vẫn chưa nổi tiếng ở thành phố Nam Hải, sau này danh tiếng của anh ngày một vang xa, hắn cũng dựa vào một chút quan hệ lúc trước với Trần gia để thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, Hồ Tuấn Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lần này giúp Tiết Hải ra mặt lại dính vào Trần gia, điều này thật sự làm hắn sụp đổ, nỗi căm thù hai bố con nhà họ Tiết trong lòng càng lớn. Á, nhầm rồi, thằng Hồ, mày nhầm người rồi, Tiết Hải bị trận hành hung làm cho sững sờ, vội vàng lên tiếng. Nhầm người, không nhầm đâu, là đánh mày đấy, ai bảo mày hại tao. Mày muốn chết cũng đừng có kéo ông đây chết chùm, ông đây còn trẻ lắm, lúc này Hồ Tuấn Kiệt đang nổi nóng nên đương nhiên không hề nương tay, đánh đập rất đáng sợ. Những kẻ Hồ Tuấn Kiệt mang tới đang đứng bên cạnh đều ngơ ngác, không biết tại sao đại ca lại đánh người thuê họ. Mặc dù họ cũng cực kỳ khó chịu với Tiết Hải nhưng tốt xấu gì ông ta cũng đã trả tiền cho họ, thế nên dù bất mãn đến mấy cũng sẽ không nói gì. Thế mà bây giờ đại ca lại ra tay đánh ông già Tiết Hải này, điều này làm cho tâm trạng bọn họ cực kỳ sảng khoái. Chuyện gì thế này, Thái Văn Văn cũng ngẩn người, không ngờ tình thế hoàn toàn xoay ngược lại. Cô ta biết đến Hồ Tuấn Kiệt, nhưng không ngờ Tiết Hải gọi hắn tới để rồi bị hắn đánh cho bầm dập, thật là quá kỳ lạ. Tiết Chính Nghĩa cũng há hốc mồm. Mới tỉnh táo lại một chút thì thấy Hồ Tuấn Kiệt thế mà lại hành hung bố mình, trong lúc nhất thời anh ta cũng không biết nên làm sao. Hồ Biện sững sờ, Trần Triệu Dương ra ngoài rồi chỉ nói có một câu mà Hồ Tuấn Kiệt đã đánh, thật là thần kỳ. Trần Triệu Dương chỉ đứng nhìn chứ không nói gì. Đánh được một lúc, Hồ Tuấn Kiệt nhận ra anh không nói mình dừng lại nên cũng không dám dừng, đành tiếp tục đánh. Thôi, đánh nữa là chết người đấy, bấy giờ Trần Triệu Dương mới mở miệng nói hắn dừng lại. Nghe anh nói vậy, Hồ Tuấn Kiệt lập tức dừng tay, chạy đến nịnh nọt, Trần gia, đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, nếu tôi biết người ông già khốn kiếp này muốn đối phó là cậu thì có cho mấy lá gan tôi cũng không dám đâu. Người không biết không có tội, đứng lên đi, Trần Triệu Dương gật đầu, không trách cứ hắn, nhìn về phía Tiết Hải đã bị đánh cho thần người. Chưa hiểu rõ ngọn ngành mà đã kêu đánh kêu giết, xem ra bình thường ông cũng làm việc như thế, nhìn ông ta, anh lạnh nhạt nói. Chó má! Đến Trần gia mà cũng dám chọc vào, tao thấy mày không muốn làm ăn ở Nam Hải rồi đấy, Hồ Tuấn Kiệt a dua lại đạp Tiết Hải một phát, nói cho ông ta biết đây là ai. Ban đầu Tiết Hải còn vô cùng căm tức, nghĩ Hồ Tuấn Kiệt quá chó, trả tiền mời hắn tới mà cuối cùng lại đánh ông ta. Nhưng khi nghe thấy cách Hồ Tuấn Kiệt gọi Trần Triệu Dương, trong đầu ông ta đột nhiên hiện lên một người. Trần gia là truyền thuyết của thành phố Nam Hải với chiến tích tiêu diệt nhà họ Diệp, đứng vững tại Nam Hải. Sau đó lại thống nhất toàn bộ giới xã hội đen tại Nam Hải, về sau thì nghe nói hai thành phố Vân Hải và Long Hải đều lần lượt thần phục dưới chân, anh đã trở thành ông trùm chân chính. Tiết Hải chưa lần nào nghĩ rằng có một ngày mình có thể tiếp xúc với một nhân vật máu mặt như thế, nhưng khi thật sự tiếp xúc, ông ta chỉ cảm thấy hối hận khôn cùng và tức giận vì thằng con của mình. Nếu không do thằng chó đó thì sao ông ta có thể chọc giận một kẻ kinh khủng như vậy được? Anh Hồ, tại sao vậy? Đó chỉ là một kẻ bụi đời. Tại sao anh lại vì một thằng như anh ta mà đánh bố tôi chứ? Đến tận lúc này, Tiết Chính Nghĩa vẫn không nghĩ ra được nguyên do, cất giọng chất vấn Hồ Tuấn Kiệt. Thằng kia, mày kéo thằng ngu đó đến đây, hắn chỉ vào một người. Người đó tiến lên nắm tóc Tiết Chính Nghĩa, kéo anh A lại gần. Á, đau, đau, Tiết Chính Nghĩa không ngờ mình lại rơi vào bước đường này, chỉ biết liều mạng gào thét. Đúng là một thằng ngu si, đến cả đối tượng muốn trả thù là ai cũng không biết mà đã ra tay. Tao thật sự tò mò làm thế nào chúng mày đã sống đến bây giờ. Hồ Tuấn Kiệt không hề thấy anh ta đáng thương, đá anh ta đến trước mặt Tiết Hải, lạnh lùng nói. Được rồi, chuyện này giao cho anh xử lý, đừng làm quá mức, tôi đi trước đây. Trần Triệu Dương không có hứng thú tham gia vào chuyện này, bố con nhà họ Tiết chỉ là mấy tên ất ơ ở đâu đó, không đáng để anh làm lớn chuyện. Trần gia, cậu đi thong thả, nghe vậy, Hồ Tuấn Kiệt nhẹ nhõm thở hắt ra. Theo ý của anh thì anh muốn thả cho hai người này một con đường sống, có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Tiết Hải bị đánh bầm dập đang chú ý lắng nghe cũng thở phào, xem như ông ta giữ được mạng của mình rồi. Trần Triệu Dương lên xe, không yêu cầu những người này bồi thường vì dù sao chiếc này cũng chỉ là hạng tầm thường, lười lãng phí thời gian. Chờ đến lúc xe của Trần Triệu Dương đi, Hồ Tuấn Kiệt mới nhẹ lòng. Mỗi lần đứng trước mặt Trần gia, hắn đều không dám thở mạnh vì quá áp lực. Nhìn về phía bố con nhà họ Tiết vô cùng thê thảm dưới đất, Hồ Tuấn Kiệt lạnh lùng nói, mạng của mấy người thật là quá may mắn, may mà đó là Trần gia đấy, chứ là tao thì bọn mày đã thành ma từ đời nào rồi. Bọn tôi không biết cậu ta là Trần gia, nếu biết thì có chết cũng không dám kiếm chuyện với Trần gia đâu, mặt sưng tấy như một con heo nhưng Tiết Hải lại không dám oán hận chút nào. Do thằng chó đần độn này cả, nếu không vì nó thì ông đây đã không phải bầm dập thế này rồi, nói một lúc thì Tiết Hải lại giận dữ, giấy giụa đứng dậy ngồi trên người con mình mà đánh một trận. Tiết Chính Nghĩa tự biết mình đuối lý nên không dám phản kháng. Mang đi đi, Hồ Tuấn Kiệt phung tay lên, nói tay chân mang hai bố con ồn ào này đi. Trần Triệu Dương không nói gì trong suốt đường đi, lúc trở lại Hồ Lộc Minh thì phát hiện có người đang chờ ở ngoài cổng, người đến không phải ai khác, chính là Bạch Thấm. Sao cô lại đến đây, anh hơi ngạc nhiên, dù đã nghĩ đến Long Tổ sẽ cử người đến hỗ trợ nhiệm vụ lần này nhưng không ngờ đó lại là Bạch Thấm. Sao vậy? Không chào đón tôi à, cô ấy chu đôi môi nhỏ nhắn lên, rất bất mãn vì thái độ của anh. Chào đón chứ, làm sao không chào đón được, vào, đi. Trần Triệu Dương nói nhanh, anh cũng không muốn ở đây cãi vã với Bạch Thấm. Thế mới được chứ, cô ấy hừ lạnh, mở cửa lên xe. Tổ trưởng cử tôi đến để giúp anh hoàn thành nhiệm vụ nên sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với nhau, Bạch Thấm chủ động nói rõ với Trần Triệu Dương. Đã đến giúp đỡ thì phải nghe theo lệnh của tôi không mong có một đồng đội không nghe lời đâu, anh thản nhiên đáp. Dỡ, nghe thấy câu nói đầy cứng rắn của anh, cô ấy hơi ấm ức nhưng vẫn quật cường gật đầu. Hồ Biện rất ngạc nhiên vì Trần Triệu Dương lại có một mặt khác như thế, một cô gái xinh đẹp hiếm có thế này mà anh vẫn lạnh lùng vô tình thật. Xe lái đến biệt thự số 2, lúc này trong biệt thự chỉ có mỗi mình Nam Cung Yến. Giang Tử Phong, cậu đến biệt thự số 2 đi, Trần Triệu Dương xuống xe rồi gọi cho cậu ấy. Hai người ở đây chờ một lát nhé, chút nữa Giang Tử Phong sẽ đến sắp xếp chỗ ở cho hai người, sau đó chúng ta sẽ thương lượng nhiệm vụ, Trần Triệu Dương không có ý cho hai người đi vào. Bạch Thấm mà vào thì vợ anh lại hiểu lầm mất. Bắt chúng tôi đứng ngoài cửa không cho vào trước là sao? Bạch Thấm hơi tức giận, có khi nào người được xem như công chúa nhà họ Bạch như cô ấy bị đối xử như vậy đâu. Bạch Thấm lập tức mở cửa xuống xe. Anh không cho tôi vào, tôi cứ vào đấy, lẩm bẩm một câu, cô ấy tức tối đi đến biệt thự. Này, cô, Trần Triệu Dương muốn ngăn cản nhưng Nam Cung Yến lại đi ra ngay lúc này. Sao thế chồng, đây là, cô đã nghỉ ngơi được kha khá. Thấy anh về thì mừng rỡ đi ra, nhưng vừa đến nơi thì thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần xuống xe, hơn nữa trông còn khá quen mắt. Vợ à, hai người cũng biết nhau đấy, em quên rồi sao? Cô ta từng ám sát em, thấy Nam Cung Yến đi ra, anh bất đắc dĩ nói. Ám sát em, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, quả nhiên cô bị thu hút sự chú ý, cẩn thận nhìn Bạch Thấm, chợt nghĩ đến cái gì? Cô là sát thủ kia, Nam Cung Yến bật thốt, lập tức làm tư thế chiến đấu. Em đừng lo, cô ta cùng phe với mình, Trần Triệu Dương nhanh chóng đi đến ôm cô, thì thầm. Anh giải thích thân phận của Bạch Thấm cho cô, nghe, sau khi biết cô ấy là người của Long Tổ, Nam Cung Yến mới thở phào nhẹ nhõm, cũng thực sự tha thứ sau khi biết cô ấy chỉ vì bị Vu Thần Giáo kiểm soát tâm trí nên mới làm chuyện đó. Em gái, vào thôi, vào trò chuyện với chị, Nam Cung Yến kéo Bạch Thấm vào biệt thự. Thấy cảnh này, Trần Triệu Dương vỗ trán một cái. Anh định đưa hai người này đi, còn mình thì về biệt thự hâm nóng tình cảm với bà xã, giờ thì hay rồi, hai cái bóng đèn cao áp to đùng như nhau cùng ở đây thì còn làm ăn gì được. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cơ thể mềm mại của cô run lên, quyến rũ chừng mắt nhìn anh. Tiếp theo chúng ta phải lập kế hoạch, vào ngày 17, cũng là ngày mai, họ sẽ tiến hành nghi thức tế trời ở Hồ Kiều Than, mà Hồ Kiều Than ở đâu thế, Trần Triệu Dương nói ra thông tin mình lấy được ra rồi nhìn về phía Hồ Biện. Hồ Biện lớn lên ở thành phố Nam Hải nên đương nhiên rất hiểu biết về nơi này. Hồ Kiều Than cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, đó từng là một bến cảng rất phồn hoa nhưng sau này bất ngờ xảy ra một trận sóng thần, cuốn chìm toàn bộ khách du lịch trên bờ biển làm gần 100 người gặp nạn. Có thể nói rằng sự kiện đó đã khiến cho cả Nam Hải đều chấn động, Hồ Biện nghe xong thì nuốt nước miếng, nói một cách khó khăn.
Người ta đồn nơi đó thường xuyên có ma quỷ lộng hành, ban đầu vẫn còn có người tiếp tục sống ở đấy sau khi các tai nạn xảy ra, nhưng vì sau đó liên tục phát sinh những vụ việc đáng sợ nên dần dần dọn đi, rồi nơi đó bị bỏ hoang không ai ở. Về sau, một số nhà phát triển không tin có ma nên chuẩn bị phát triển ở đó, kết quả không được mấy ngày thì xuất hiện đủ thứ chuyện lạ, cuối cùng không ai dám đến nữa. Ồ, có chuyện đó nữa à, nghe Hồ Biện nói vậy, Trần Triệu Dương nhíu mày. Thứ bàng môn tả đạo vu thần giáo này chọn một địa điểm như thế để làm nghỉ thức tế trời sợ là không chỉ vì nơi đó vắng người, chắc chắn còn có mục đích nào khác, chỉ là bây giờ họ không biết rốt cuộc mục đích của vu thần giáo là gì. Ghê thế hả, Nam Cung Yến giật mình khi nghe câu chuyện rùng rợn của Hồ Biện, lo lắng ôm lấy cánh tay Trần Triệu Dương, van nài, anh không đi được không? Hay chúng ta báo cảnh sát đi, ngày mai mấy người đó làm nghỉ thức tế trời thì bắt lại. Nghe thấy câu này của cô, Bạch Thấm trợn trắng mắt. Nam Cung Yến này đúng là đóa hoa trong nhà kính, mấy lời như thế mà cũng nói ra được, chắc là không biết vu thần giáo là gì rồi. Vợ à, không thể báo cảnh sát được, dù có báo thì họ cũng chỉ là người bình thường, không bắt được đâu, không những thế còn rất dễ rút dây động rừng nữa. Đương nhiên Trần Triệu Dương thấy được vợ đang lo lắng cho mình, lòng ngập tràn hạnh phúc, ôm cô nhẹ nhàng an ủi. Anh không đi không được sao, mặc dù Nam Cung Yến biết thực lực của anh rất mạnh nhưng vẫn lo sốt vó. Có một câu nói rất đúng, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, tuy anh không thích quan tâm mấy chuyện thế này nhưng có một số việc không thể trốn tránh được, anh cưng chiều nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô. Thấy dáng vẻ anh em kia của hai người, Bạch Thấm và Hồ Biện lúng túng. Dám giải cơm chó ngay, trước mặt người ngoài, đúng là chết người mà. Khụ khụ, Trần Triệu Dương, có phải chúng ta nên lập kế hoạch hành động rồi không? Bạch Thấm thật sự không muốn nhìn hai người này sâu ân ái nữa, ho hai tiếng ngắt lời. Chờ một lát, Trần Triệu Dương không dừng lại, dù sao chỉ cần ra mặt đủ dày thì người xấu hổ sẽ thành người khác thôi, anh mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Thôi, đừng anh em nữa, mọi người nói chuyện đi, tôi đi lên trước đây, Nam Cung Yến biết mình mà còn ở đây thì anh không thể nào tập trung làm việc được. Chuyện này chứa nhiều yếu tố nguy hiểm, cứ để Trần Triệu Dương chuyên tâm lên kế hoạch thì hơn, cô không muốn vì kế hoạch không kỹ lưỡng mà khiến cho chuyện tiếc nuối nào xảy ra. Trần Triệu Dương lưu luyến nhìn Nam Cung Yến lên tầng trên, thật sự hy vọng những người này mau chóng đi khỏi đây. Khụ khụ, được rồi đấy, người ta đã đi lên rồi, đừng trồng cây xin nữa, Bạch Thấm thật lòng không muốn thấy dáng vẻ này của anh chút nào, không vui nói. Trồng cây xin cái gì? Đó là bà xã tôi nhìn cô ấy lên lầu còn không được à, Trần Triệu Dương quay đầu trách cứ, tâm trạng vốn đã không tốt nên đương nhiên anh cũng không tỏ ra tử tế với thành viên chính thức của Long Tổ là Bạch Thấm. L rồi, chuyện này Long Tổ mấy người định dùng đội hình thế nào, anh không nói kế hoạch của mình ra mà nhìn về phía cô ấy, hỏi thẳng. Sao lại nói là Long Tổ mấy người chứ? Cứ như anh không thuộc Long Tổ vậy, nghe Trần Triệu Dương nói thế, Bạch Thấm không nhịn được lại khó chịu trừng mắt nhìn anh. Anh lập tức xấu hổ, đúng là anh được xem như một thành viên của Long Tổ thật, mà hình như anh còn là vai vế trưởng lão gì nữa. Đúng rồi. Chức vụ của tôi ở Long Tổ là gì thế? Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Trần Triệu Dương hỏi. Anh thuộc bộ phận tuần sát, tương tự như Khâm Sai Đại Thần đấy, có thể cầm thượng phương bảo kiếm mà giám sát các chỉ nhánh Long Tổ, quyền lực cực kỳ lớn, Bạch Thấm hơi ghen tị giải thích cho anh. Dựa vào đâu chứ? Cô ấy đã ở Long Tổ một thời gian rất lâu mà vẫn chỉ là đội trưởng nho nhỏ của một địa phương, Trần Triệu Dương vừa gia nhập đã trở thành tuần sát viên của Long Tổ, chuyện này thật sự quá không công bằng. Trời đất, cái tên Nguyên Thu này dám lừa tôi, thì ra tôi chỉ được cái chức vụ ngồi chơi sơi nước, đến cả một cấp dưới cũng không có, Trần Triệu Dương vừa nghe. Bạch Thấm nói xong thì vỗ bàn, hướng mặt về phía bắc mà mắng. Bạch Thấm và Hồ Biện há hốc mồm, cái tên này không bị gì đấy chứ. Chức vụ này mà có thể so đo ai nhiều người hơn sao? Cho dù dưới trướng nhiều tay chân đến mấy cũng không phải thân tín vì họ đều trực thuộc Long Tổ. Chỉ có những người có chức vụ ngang ngửa Khâm Sai Đại Thần như Trần Triệu Dương mới nắm trong tay quyền lực chân chính. Thế mà Trần Triệu Dương lại đi ngược lại, tỏ thái độ không hài lòng, chắc không phải trong đầu toàn bã đậu đấy chứ. Thôi, tính sổ anh ta sau, thấy ánh mắt của hai người, Trần Triệu Dương hơi lúng túng khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm. Trước mắt Long Tổ chỉ còn lại Vu Hòa Vĩ và Trương Hàng nên không thể điều động nhiều người được đâu, Bạch Thấm chán nản nói. Nghe cô ấy nói vậy. Trần Triệu Dương im lặng. Vinh Dương và Phạm Thanh Thanh đã bị giết trong quá trình áp giải Mộ Dung Phong, anh còn nhớ những lúc hợp tác cùng hai người họ, đâu ai ngờ nay đã là âm dương cách biệt.
hay là thôi, thực lực của họ không đủ, đi cũng rắc rối, Trần Triệu Dương không đành lòng để họ xảy ra chuyện gì nên nói thẳng. Trong nhiệm vụ lần này chỉ có cô và tôi sẽ phái hai tay súng bắn tỉa, bố trí cơ quan gì đó trên toàn bộ lối đi có thể chạy trốn của mấy người kia, anh nói kế hoạch của mình ra. Đại ca, bọn em đến rồi, giữa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đây đi, anh nói vọng ra ngoài. Tật Phong và những người khác nối đuôi nhau vào, ai nấy đều không dám đùa giỡn khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Triệu Dương. Hắc Tử, cậu chiếu bản đồ địa hình Hồ Kiều Than ra đi, anh nhấn nút dưới tay vịn sofa, rèm cửa sổ xung quanh đều đóng lại, một cái màn hình máy chiếu chậm rãi hạ xuống. Đại ca, đây là bản đồ địa hình ở Hồ Kiều Than, Hắc Tử nhanh nhẹn kết nối máy tính của mình với màn hình, sau đó chiếu bản đồ mình tìm được ra. Bản đồ địa hình này vốn người thường không được phép có, Hắc Kiện phải hack vào một số cơ quan mới có để dùng. Bản đồ này rất rõ nét, chẳng những có đường đi xung quanh mà còn có nhà cửa gần đó, thậm chí đến cả khoảng cách giữa các kiến trúc và nhà cửa cũng được đánh dấu rất kỹ lưỡng, đây hoàn toàn là một tấm bản đồ chi tiết và kỳ công. Bạch Thấm nhíu mày, một bản đồ như vậy đáng ra không nên xuất hiện trong tay Trần Triệu Dương mới phải. Ban đầu cô ấy định dạy anh cách vận dụng cơ sở dữ liệu trong nội bộ Long Tổ để tra cứu những thông tin liên quan đến phương diện này, bây giờ lại không dùng được. Mạc Uyên, cậu lại đây, bố trí cơ quan ở những nơi này cho tôi, nhớ là bố trí cho kỹ vào, nếu kẻ địch thoát được thì tôi hỏi tội cậu đấy. Trần Triệu Dương ra chỉ thị với Mạc Uyên, vì những chỗ này đều vô cùng quan trọng, rất có thể kẻ địch sẽ chạy trốn từ những chỗ đó. Đại ca yên tâm, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu. Tôi sẽ lấy hết vốn của mình ra, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Mạc Uyên lập tức võ ngực đảm bảo. Tốt, Ưng Tử, cậu dùng số tiền tôi cho để mua đạn bản tỉa đặc biệt, đứng ở chỗ nào cao chút để trấn giữ mấy chỗ này với Mạc Uyên, phải luôn giữ liên lạc, Trần Triệu Dương ra chỉ thị với Ưng Chuẩn. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, cậu ta chợt đứng dậy, phấn khởi đáp. Hắc Tử, nhiệm vụ của cậu là lấy thông tin của đối phương nhanh nhất có thể để xác định vị trí của họ. Cái này rất quan trọng. Chúng ta không thể luôn bị động chịu đòn được, chỉ khi lấy được thông tin thì chúng ta mới giữ được thế chủ động, Trần Triệu Dương vừa nhìn Hắc Kiện vừa nghiêm túc nói. Đại ca đừng lo, cứ giao cho em, chỉ cần họ gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đi thì cho dù ở chân trời góc biển, em cũng có thể xác định vị trí chính xác cho anh, Hắc Kiện tự tin lên tiếng. Nhìn thấy Trần Triệu Dương bố trí nhiệm vụ đâu vào, đấy, Bạch Thấm và Hồ Biển khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết Trần Triệu Dương có năng lực cá nhân rất mạnh. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ biết cấp dưới của Trần Triệu Dương cũng có kỹ năng xuất sắc đến vậy, đây quả thật là một tiểu đội chiến thuật đặc biệt, hơn nữa lại có sự dẫn dắt của anh, thật không biết loại nhiệm vụ nào có thể làm khó được mấy người họ. Nhiệm vụ lần này sẽ xuất hiện rất nhiều võ giả, những thứ mà tôi cho các cậu nhất định phải mang theo, vào thời điểm mấu chốt thì cứ lấy ra dùng, đừng sợ lãng phí, những thứ đó không quý giá bằng mạng sống của mình. Sau khi phân chia nhiệm vụ xong, Trần Triệu Dương lại quét mắt nhìn mấy người bọn họ, hung ác nói. Vâng, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, mấy người Tật Phong lập tức trở nên hưng phấn, đã lâu rồi bọn họ chưa có trận chiến nào thực sự, cuối cùng thì cũng có thể đánh một trận thỏa thích rồi, nỗi sỉ nhục mà Vu Thần Giáo gây ra cho bọn họ lần trước, lần này nhất định bọn họ sẽ rửa sạch hoàn toàn. Giang Tử Phong và Hứa Thiệu Phong đứng ở bên cạnh hâm mộ không thôi. Hai người họ cũng muốn tham chiến nhưng thực lực của bọn họ còn không đủ để tự bảo vệ chính mình, cho nên chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Em cũng tham gia, ngay khi Trần Triệu Dương đang còn làm công tác động viên hai người kia thì một bóng dáng từ trên tầng 2 đi xuống. Trần Triệu Dương sửng sốt, chỉ thấy Nam Cung Yến đã thay bộ váy dài lúc đầu ra, đổi thành một bộ quần áo bó sát, làm tôn lên dáng người xinh đẹp của cô, phía sau lưng còn đeo một thanh kiếm dài. Bà xã, em không được đi. Còn muốn anh phải phân tâm để chăm sóc cho em xa ơ, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Mặc dù lúc bình thường anh cực kỳ cưng chiều Nam Cung Yến, nhưng loại chuyện này rất nguy hiểm, anh tuyệt đối không đồng ý. Anh đang coi thường em đúng không? Nam Cung Yến nghe vậy liền nhướng mày, đưa tay nắm chặt thanh kiếm sau lưng, rồi đột nhiên rút ra, đâm thẳng về phía Trần Triệu Dương. Anh không ngờ bà xã nhà mình lại ra tay đột ngột như vậy, trong lòng nhất thời hoảng sợ, nhanh chóng lui về sau. Ngay lập tức Nam Cung Yến lại vươn tay trái ra, ban đầu vốn là một tay cầm kiếm, nhưng thời điểm tay trái của cô lướt qua tay phải, trong tay cô lại có nhiều thêm một thanh kiếm, sau đó cô hung hăng đâm về hướng Trần Triệu Dương đang trốn tránh. Chết tiệt, bà xã, em thật sự dám đâm đến vị trí này, cảm nhận được bà xã thay đổi chiêu thức, Trần Triệu Dương lại bị dọa sợ,
bởi vì thanh kiếm dài trong tay bà xã không hướng đến vị trí nào khác mà đang nhắm ngay vào đúng quần anh. Anh có thể không hoảng sợ sao, làm gì có người đàn ông nào rơi vào tình huống này mà lại không hoảng sợ cho được. Anh nói xem, Nam Cung Yến mỉm cười đắc ý, hai thanh kiếm trong tay cô giống như trăm hoa đua nở, nhanh như chớp đâm về phía Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến đột nhiên ra tay làm cho tất cả mọi người trong biệt thự vô cùng hoảng sợ, mấy người họ. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc xung quanh rồi vội vàng đứng sang một bên, để lại cho hai người họ đủ không gian hoạt động. Kiếm pháp thật tốt, ngay khi Nam Cung Yến lộ ra hai thanh kiếm, đồng thời biến đổi chiêu thức, Bạch Thấm không nhịn được mà phải thốt lên một tiếng khen hay. Điều này giống như việc hai tay hỗ trợ lẫn nhau, nhưng thật sự rất khó để làm được như vậy, một người nhưng lại giống như hai người đang chiến đấu. Hơn nữa Nam Cung Yến thể hiện kiếm pháp quá mức trôi chảy, hoàn toàn không giống với người mới tập võ chưa bao lâu, mà giống như một bậc thầy kiếm thuật. Bà xã, đừng đánh nữa, anh đồng ý cho em đi theo được chưa? Dừng lại, Trần Triệu Dương nấy giờ chỉ có thể trốn tránh, anh cũng không muốn lấy bản thân mình ra mạo hiểm. Hai thanh kiếm trong tay Nam Cung Yến là do chính anh đưa cho cô, đó tuyệt đối là kiếm tốt. Hừ, như vậy còn nghe được. Nam Cung Yến dùng hai thanh kiếm tấn công Trần Triệu Dương khiến cho anh phải liên tục lui về sau rồi mới bằng lòng cất kiếm, lùi lại. Quá xuất sắc, chị dâu, chị thật trâu bờ. Xong rồi, chúng ta có đi cũng chẳng được tích sự gì. Lần đầu tiên nhìn thấy đại ca kinh ngạc như vậy, có chút mới mẻ. Đám người Tật Phong đứng bên cạnh nhìn thấy một màn lúc nấy lập tức kích động đến mức đứng dậy vỗ tay, ra tay như vậy cũng thật tàn nhẫn. Nghe thấy những lời khích lệ của bọn họ. Nam Cung Yến hơi ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng vẫn có chút đắc ý, cô ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Dương, dáng vẻ như thể đang hỏi anh có phục hay không. Bà xã, anh biết em tài giỏi, nhưng mà, những kẻ đó đều là những tên liều lĩnh không cần mạng, anh sợ, tuy rằng Trần Triệu Dương đã đồng ý nhưng anh vẫn lo lắng như trước. Hừ, chẳng lẽ em cứ mãi ở trong vòng bảo vệ của anh được sao? Anh đã quên sự việc xảy ra hai ngày trước rồi à, anh không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh em. Mà bản thân em cũng muốn tự bảo vệ mình, làm cho bản thân ngày càng cường đại hơn, vẻ mặt Nam Cung Yến kiên nghị, cô quả quyết nói. Bà xã, anh xin lỗi, nghe được lời nói của bà xã, trong lòng Trần Triệu Dương áy náy không thôi, anh lập tức tiến lên ôm cô vào lòng. Mấy người Tật Phong thấy tình hình này nào dám ở lại trong này nữa, bọn họ nhanh chóng lặng lẽ rời đi, để lại hai người Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương. Ông xã, lên tầng, được Trần Triệu Dương ôm vào lòng. Hai mắt Nam Cung Yến liền trở nên mê ly, cô nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai anh. Trần Triệu Dương vừa nghe xong đã lập tức bị trêu chọc, đến lúc này rồi sao anh có thể nhẫn nhịn được nữa, ngay lập tức bế cô lên rồi bước nhanh lên tầng. Sự việc sau đó, không cần phải miêu tả rõ ràng. Bình thường, Hồ Kiều Than vốn là một nơi yên tĩnh, nhưng lúc này lại xuất hiện một đám người ở đó, tại trung tâm của Hồ Kiều Than được dựng lên một cái đài lớn, trên đài bày ra vô số phù chú được viết bằng chữ triện. Ở bốn góc của đài có bốn cây cột, trên cột có rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Ở giữa đài là một chậu lửa thật lớn, bên cạnh chậu lửa còn có mấy cây cột sắt, dây xích này nọ, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi sởn tóc gáy. Đây cũng là một chỗ khá hẻo lánh của bãi đất Kiều Than, lại thêm đủ loại truyền thuyết ma quỷ, nên rất ít khi có người tới nơi này, cho dù cái đài lớn như vậy được dựng lên cũng không khiến cho người khác chú ý đến. Vào ban đêm, Trần Triệu Dương đã một mình đến đây để tra xét tình hình. Anh phát hiện, mặc dù nơi này có không ít người của Vu Thần Giáo, nhưng cũng không có bao nhiêu người có thực lực cường đại, chỉ là mấy ên thấp kém, xem ra, quả nhiên là đối phương muốn ngày mai mới tụ họp đông đủ, một khi đã như vậy, đành để cho đối phương nhảy nhót thêm một ngày. Trần Triệu Dương lặng yên không tiếng động tra xét tình hình bên trong, rất nhanh anh đã thăm dò ra được thời gian chính xác cử hành nghỉ thức tế trời. Sau khi điều tra rõ ràng, Trần Triệu Dương chạy như bay ước chừng 20 km mới đến chỗ đậu xe của mình. Sở dĩ anh phải chạy xa như vậy là bởi vì xung quanh đây không có đường nào đi được, tất cả đều bị chặn kín, vì không muốn rút dây động rừng nên Trần Triệu Dương mới không phá hủy những chướng ngại vật này. Hắc Tử, đã bố trí ổn thỏa cả chưa? Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương lập tức hỏi Hắc Kiện còn đang làm việc với máy tính. Đại ca, thật tuyệt vời, chiếc máy bay không người lái này trâu bò thật. Vậy mà chúng ta còn có được quyền khống chế một phần không phận, Long Tổ cũng tốt thật nhỉ, Hắc Kiện thuần thục điều khiển máy bay không người lái, vừa mở miệng đã hào hứng nói với Trần Triệu Dương. Nếu đã sắp bố trí xong thì cậu vất vả hơn một chút rồi, phải ở trong này theo dõi tình hình, Trần Triệu Dương gật đầu, vô cùng vừa lòng với biểu hiện của Hắc Kiện. Đại ca,
chuyện này có gì đâu mà vất vả, đây vẫn chưa là gì so với những gì trước đó chúng ta phải gánh chịu. Đại ca về nhà đi, về muộn quá chị dâu lại tức giận đớ, Hắc Kiện mỉm cười, sau đó trêu đùa nói. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa hừng đông mà Trần Triệu Dương và những người khác đã trên đường lái. Xe đến Hồ Kiều Than, nhưng họ không đi cùng nhau mà chia ra để tránh rút dây động rừng, bị người của Vu Thần Giáo phát hiện. Khi bọn họ đến vị trí đã phân công từ trước thì trời cũng vừa sáng. Không sai, theo kế hoạch thì bọn người Vu Thần Giáo sẽ bắt đầu hành động khi mặt trời vừa lên, lúc đó đốt lửa sẽ không gây chú ý, hơn nữa giờ này hầu hết ai cũng còn đang ngủ nên sẽ không bị phát hiện. Cậu Tử lái xe, Tật Phong ngồi ở ghế phó lái, còn Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến và Bạch Thấm ngồi ở hàng sau. Họ đều là những cường giả am hiểu về cận chiến nên đương nhiên sẽ hành động cùng nhau. Còn về Hồ Lộc Minh thì Trần Triệu Dương không hề lo lắng chút nào, dù sao có bốn vị lão giả ở đó, ai mà đến Hồ Lộc Minh kiếm chuyện vào lúc này thì thất bại là cái chắc. Ban đầu nhóm Thẩm Tu định hành động chung với nhóm Trần Triệu Dương vì dẫu sao Vu Thần Giáo này cũng không phải thứ tốt lành gì cho cam, nhưng anh không đồng ý, mục đích của anh khi làm nhiệm vụ lần này là rèn luyện cho họ. Mặc dù Tật Phong và những người khác đã bắt đầu tu luyện nhưng họ vẫn chủ yếu dùng cách cũ vào giây phút chiến đấu. Thế nên muốn họ chiến đấu như một võ giả thì nhất định phải rèn luyện thật nhiều. Là người dẫn dắt tổ chức Huyết Lang đứng trên đỉnh thế giới ngầm quốc tế, Trần Triệu Dương hiểu rõ một điều rằng nếu đặt bọn họ dưới sự bảo vệ của anh thì không có cách nào kích thích khả năng chiến đấu thực sự của họ và cũng không thể giúp họ chân chính trưởng thành. Đúng như Nam Cung Yến đã nói, bản thân không thể bảo vệ được mọi người từng giây từng phút được, bọn họ phải học cách chiến đấu. Đến cả một tổng giám đốc bá đạo như Nam Cung Yến cũng cần tự thân vận động thì không cần phải nói đến nhóm Tật Phong đã ấp ủ ngọn lửa trong lòng từ lâu. Lúc sắp đến nơi, Trần Triệu Dương liên hệ với Hắc Kiện, cậu ta đã di chuyển, không một mực ở trong xe mà ẩn núp. Vừa nhận được một tin tức không tốt lắm, Hắc Kiện phát hiện đoạn đường quốc lộ trong phạm vi 20 km có nhiều chỗ bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau, không thể lái qua, chúng ta phải bỏ xe lại đi bộ thôi, anh hơi bất đắc dĩ. Mặc dù đã đoán trước được trên quốc lộ sẽ có đủ thứ chướng ngại vật nhưng Trần Triệu Dương vẫn không ngờ Vu Thần Giáo này quá là tỉ mỉ, lợi dụng đặc điểm ma quỷ lộng hành mà biến cả khu vực đường kính 20 km này thành một vùng đất không người. Đi thôi, Nam Cung Yến không chần chừ, mặc dù 20 km nghe rất đáng sợ nhưng cô đã là võ giả tiên thiên, đi trên khoảng cách dài thế này không thành vấn đề. Mọi người xuống xe bắt đầu đi bộ, Tật Phong và Cẩu Tử đeo hai cái ba lô lớn. Bên trong chứa vũ khí bí mật do Trần Triệu Dương cung cấp. Tuy Bạch Thấm rất tò mò vũ khí bí mật mà anh nói nghĩa là gì nhưng cũng không hỏi nhiều, đến lúc cuộc chiến bắt đầu là biết thôi. Trong số bọn họ không có ai yếu kém, tốc độ đều rất nhanh, tăng tốc đi một đường chưa được nửa tiếng đã đến Hồ Kiều Than. Nhờ vào đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương, mọi người không cần phải giảm tốc giữa chừng mà vẫn duy trì tốc độ cao đến một vị trí cao gần Hồ Kiều Than. Trước tiên mọi người núp ở đây chờ tín hiệu của tôi, lấy ống nhòm ra hết đi, Trần Triệu Dương dặn dò mọi người rồi nhìn về phía Nam Cung Yến, nói, vợ, em tự chú ý an toàn nhé. Được rồi, đừng dài dòng, đi nhanh rồi phát tín hiệu cho bọn em đi, cô lập tức thẹn thùng, không ngờ anh lại quan tâm với mỗi mình ngay trước mắt nhiều người như vậy, nhưng lòng cô vẫn cảm thấy thật ngọt ngào. Trước khi đi, Trần Triệu Dương nháy mắt với Cẩu Tử và Tật Phong rồi mới rời khỏi đây. Hai người đương nhiên biết ý của đại ca là gì, tuy thực lực của chị dâu quả thật rất mạnh nhưng cô lại không có kinh nghiệm chiến đấu cơ bản, nhất là trong cuộc chiến sinh tử thế này, chỉ cần hơi lơ là chút thôi là có thể nguy hiểm đến tính mạng ngay. Vì vậy có hai kẻ cuồng chiến đấu với kinh nghiệm phong phú ở đây sẽ yên tâm hơn nhiều. Bạch Thấm đang đứng cạnh thầm chua xót trong lòng, mặc dù từ lâu cô ấy đã biết Trần Triệu Dương có vợ rồi, hơn nữa còn rất tốt với vợ mình nhưng không ngờ. Tình cảm giữa hai người lại sâu sắc đến vậy. Muốn đạt được tâm nguyện sợ rằng hơi khó khăn. Trần Triệu Dương như một con ma vậy, ban đầu Nam Cung Yến và những người khác còn nhìn thấy được qua ống nhòm, về sau thì không thể biết được anh đang ở đâu. Thế rồi nhóm người Nam Cung Yến không nhìn anh nữa mà đặt sự chú ý lên tế đàn lớn ở chính giữa Hồ Kiều Than. Lúc này, tế đàn đã được đốt lửa, ngọn lửa khổng lồ cao chừng 2 mét, phía trước tế đàn ngoại trừ mấy cây cột sắt ra thì có một cái bàn đặt đầy đồ tế trên đó. Vài người đã bắt đầu tụ tập trước tế đàn, chưa đến 10 phút sau thì ở đó có ít nhất 2 đến 300 người, chẳng qua họ đều đứng dưới tế đàn. Khi tia nắng đầu tiên ló dạng, mười mấy người đi ra ở căn nhà bên cạnh ngạo nghễ đi tới tế đàn. Lúc những người này đến gần nơi tập trung,
Đám đông từ từ tách ra một con đường rồi làm một hành động khiến cho nhóm Nam Cung Yến rất kinh ngạc, đó là quỳ xuống, mà khuôn mặt của họ tiều tụy vô cùng. Mười mấy người kia cảm nhận được sự kính sợ ấy thì đầu càng ngẩng cao, vẻ kiêu ngạo trên mặt càng rõ nét, hiển nhiên là rất hưởng thụ cảm giác được người người kính ngưỡng quỳ lạy. Khi đã lên trên tế đàn, mười mấy người này cũng đột nhiên quỳ xuống đất, cất giọng hô lên, kính xin thần sử giáng trần. Kính xin thần sử, kính xin thần sử, kính xin thần sử, những giáo đồ cuồng nhiệt ở bên dưới đồng thời cao giọng hô lên. Ngay lúc đó, một bóng người từ trên trời hạ xuống như thiên thần hạ phàm, đứng trên tế đàn. Phu thần, thần sử, phu thần, thần ét thấy cảnh này, các giáo đồ vốn đã cuồng nhiệt càng điên cuồng hét lên, ai nấy đều như đã hóa rồ. Các giáo dân yêu mến, đứng lên đi, phu thần đã cảm nhận được tấm lòng thành của mọi người, thần sử vừa từ trên trời giáng xuống thấy vậy thì đột nhiên vung hai tay lên, ngọn lửa thật cao chợt nổi phừng phừng, phóng lên độ cao chừng 5 mét. Trần Triệu Dương, sao anh ấy lại ở trong đó vậy, Nam Cung Yến đột nhiên chỉ vào một người trong đám đông, lo lắng la lên. Đại ca nằm vùng đây mà, Tật Phong và những người khác cũng nhanh chóng nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy Trần Triệu Dương đang hơi ngồi xổm trong đám đông. Đã đi thám thính tình hình thì đương nhiên anh sẽ chọn cách ổn thỏa nhất, nấp trong đám đông sẽ không gây ra chuyện gì, dù sao có nhiều người thế này, không thể nào ai cũng biết mặt nhau được. Ngặt nỗi có một điều làm Trần Triệu Dương bực mình là những người này lại quỳ xuống, nếu không quỳ thì e là sẽ bị vạch trần ngay nên anh chỉ đành ngồi chồm hổm xuống, miễn sao không tạo cảm giác khác biệt là được rồi. Các vị giáo dân, ngay trong đêm qua, phu thần đã hạ ý chỉ của thần, nói trong chúng ta có kẻ xúc phạm người. Nên chúng tôi đã điều tra suốt đêm, dưới sự chỉ dẫn của thần rốt cuộc cũng tìm được những kẻ xúc phạm ký ỷ thần sử kia chậm rãi đi đi lại lại trên giàn tế, nói với vẻ mặt thần bí. Nghe được lời của thần sử, tất cả giáo dân đều ồ lên, mọi người tự nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu. Trần Triệu Dương cũng giả bộ mù mịt, nhìn trái nhìn phải để bản thân không khác người. Mọi người không cần nhìn nữa, tôi đã xác định được kẻ xúc phạm kia rồi. Người đâu, giải kẻ xúc phạm kia đến cho tôi, thần sử vung tay lên, cho người lôi kẻ xúc phạm kia đến. Chẳng mấy chốc, 5 người choàng khăn trùm màu đen bị dẫn ra, dựa vào dáng người của những người này thì bọn họ có 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ. 5 người họ bị đám người vu thần giáo trói vào, một cây cột lớn, ngay sau đó, khăn trùm đầu của họ cũng bị kéo ra. Vốn dĩ Trần Triệu Dương không quan tâm lắm sự xuất hiện của những người này, nhưng khi ánh mắt anh đảo qua người phụ nữ kia, đột nhiên trợn trừng mắt, cô gái kia là người anh quen biết. Cô gái này chẳng phải ai xa lạ mà chính là cháu gái của Cố Kiến Trung, Cố Lăng Nhi. Lúc anh đi thành phố Vân Hải thì không gặp được Cố Lăng Nhi, không nghĩ tới cô ta lại rơi vào tình huống này. Trong trí nhớ, Cố Lăng Nhi danh mãnh quái đản, khuôn mặt ngọt ngào luôn khiến người ta vô cùng yêu thích. Nhưng mà hiện tại quần áo cô ta rách tả tơi, cả người dơ bẩn, chủ yếu nhất là ánh mắt trở nên chết lặng. May mà Trần Triệu Dương dựa vào tính toán số mệnh có thể nhìn ra được, tuy rằng Cố Lăng Nhi rất nhếch nhác nhưng mà vẫn giữ được sự trong sạch. Trần Triệu Dương hơi ngạc nhiên, chỉ dựa vào dáng người của Cố Lăng Nhi ta, cô ta tuyệt đối là lựa chọn số 1, làm gì có ai mà nhịn nổi chứ. Nhưng dù như vậy Cố Lăng Nhi vẫn có thể tự bảo vệ bản thân, điều này khiến Trần Triệu Dương vô cùng kinh ngạc. Đối với những kẻ xúc phạm này, chúng ta có quy định rõ ràng, hỏa tế. Cho nên, 5 kẻ xúc phạm này cần phải chịu hỏa tế, sử dụng thần lửa để tinh lọc linh hồn dơ bẩn của bọn họ. Thần sử hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, vài người tiến lên phía trước, bắt đầu dội xăng vào 5 người bọn họ. 5 người vốn đã mất tê liệt, đột nhiên cảm nhận được xăng trên người mình, tất cả lập tức đều tỉnh táo lại, điên cuồng gào thét. Các người la hét cái gì? Câm miệng hết cho tôi. Đây chính là may mắn của các người có thể được thần lửa tỉnh lọc linh hồn xấu xí của chính mình, đó là may mắn mà các người tu cả đời chưa chắc có được. Thần sử thấy bọn họ không ngừng la hét, nhất thời hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói. Ông nội của tôi là Cố Kiến Trung, ông ấy sẽ không bỏ qua cho các người. Cố Lăng Nhi cũng đã tỉnh táo vài phần, lúc này cũng cao giọng hét lên. Cô nói là cái ông già đạt cảnh giới tiên thiên kia sao? Cho dù là ông ta thì một tay tôi cũng có thể bóp chết. Nghe được lời của Cố Lăng Nhi, thần sử cười lạnh một tiếng, sau đó cao ngạo nói. Đốt lửa, hắn ta nói xong, lập tức ra lệnh cho mấy người bên cạnh. Lúc này trong lòng Cố Lăng Nhi hoàn toàn rối loạn, cô ta biết mình chắc chắn phải chết, những người này thật sự sẽ thiêu rụi cô ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô ta lộ ra vẻ hối hận, cô ta không nên trộm chạy đến đây.
cô ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ dựa vào năng lực của mình có thể tạo ra một mảnh trời riêng. Nhưng mà, cô ta trăm triệu lần không thể nghĩ đến, người chỉ đưa cô ta đi xây dựng sự nghiệp lại là người của tà giáo, sau đó, mọi chuyện cứ vậy thuận lý thành chương, nếu cô ta không nghe theo, thì sẽ bị đánh, cuối cùng sẽ lưu lạc đến mức bị người ta xâm phạm. Lúc này, có người lấy ra một cái bật lửa chuẩn bị châm lửa. Trần Triệu Dương thấy thế, trong lòng run sợ, anh biết không thể đợi thêm nữa, nếu cứ tiếp tục đợi mọi người sẽ mất mạng. Thần sử, chờ chút đã, tôi có ý kiến khác, ngay lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thành kính nói với thần sử. Hả, cậu có ý gì, nói tôi nghe thử xem, vốn đã chuẩn bị đốt lửa, thần sử nghe được Trần Triệu Dương nói, nhất thời lộ ra nụ cười đùa bốn, trực tiếp hỏi anh. Là thế này, người đàn bà đã xúc phạm kia nhất định không thể hỏa thiêu như vậy được, nên ném cô ta vào. Núi thần lửa mới đúng, Trần Triệu Dương tiến lên phía trước, giữ tợn nói. Lời của Trần Triệu Dương khiến những giáo dân xung quanh cao giọng hét lớn, hiện trường trở nên vô cùng nóng nảy. Mà lời nói của Trần Triệu Dương cũng khiến cho Cố Lăng Nhi chú ý, cô ta không nghĩ tới Trần Triệu Dương lại xuất hiện vào lúc này. Vốn dĩ trong lòng cô ta đang rất thống khổ thì bắt được ánh mắt anh ném cho cô. Trần Triệu Dương nhân cơ hội này đi đến bên dưới tế đàn, anh không chần chờ chút nào đột nhiên nhấc chân nhảy lên, cả người xông thẳng lên tế đàn. Cậu là ai, muốn làm gì hả, cuối cùng thần sử kia cũng phát hiện không thích hợp, hét lớn một tiếng. Tôi là ông nội ông, đến dạy dỗ thằng cháu bất hiếu này, Trần Triệu Dương quát lớn một tiếng, thẳng tay. Chụp một phát vào sợi dây cột trên người Cố Lăng Nhi. Mất điểm cố định, Cố Lăng Nhi đã từng chịu tra tấn không còn một chút sức lực nào. Ngã thẳng xuống mặt đất. Trần Triệu Dương thấy vậy, ôm lấy vòng eo mềm mại của cô ta, đồng thời nhún mũi chân, ôm lấy Cố Lăng Nhi nhanh chóng lùi về phía sau. Một thanh trường đao mạnh mẽ chém thẳng vào chỗ Trần Triệu Dương vừa đứng, đập vào tảng đá trên mặt đất, tạo thành một cái lỗ hổng to bằng bàn tay trên nó, đủ để thấy một đao vừa nãy khủng bố bao nhiêu. Sốt ruột như thế làm gì chứ? Đừng gấp, hôm nay ông nội chơi cùng cháu, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng. Đồng thời nhét cho Cố Lăng Nhi một viên đan dược, tình huống hiện tại của cô ta không ổn lắm, phải làm cho cô ta khôi phục lại năng lực đi lại đã. Trong lòng Cố Lăng Nhi tràn đầy cảm động, cô ta không bao giờ dám nghĩ tại thời khắc nguy hiểm nhất Trần Triệu Dương lại xuất hiện. Kỳ thật cô ta cũng từng ảo tưởng rằng anh sẽ đến cứu cô nhưng mà cô ta biết đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, ai ngờ lại thành sự thật. Bà chị của tôi, đừng có biểu lộ sự hoa xỉ ở cái thời điểm này chứ, nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Khôi phục một chút chân khí của cô đi, thấy Cố Linh Nhi nhìn mình trìu mến, Trần Triệu Dương vô cùng sốt ruột, người chị em này không đúng lúc tí nào, lửa cháy đến nơi rồi kia kìa. Nghe Trần Triệu Dương nói, mặt Cố Lăng Nhi lập tức đỏ bừng, cô ta nhanh chóng né tránh ánh mắt sáng chỗ khác, đồng thời yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể, cũng may đối phương không có phá hủy chân khí của cô ta. Thật sự khiến người khác cảm động, một là kẻ xúc phạm thần, một người khác quấy rầy nghi thức tế trời. Tội không thể tha, hai người các ngươi đều phải bị hiến tế cho vu thần, thần sử không hề sốt ruột, nơi này toàn là người của hắn ta, còn đối phương chỉ có một mình, dù thế nào cũng không thể trốn thoát được. Hiến tế, hiến tế, hiến tế, các tín đồ phía dưới đỏ mặt tía tai la hét lên, bọn họ hoàn toàn là những tín đồ điên cuồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người Nam Cung Yến phía trước thấy Trần Triệu Dương cũng không thèm nói đã nhảy ra ngoài. Sốt ruột không thôi, lúc này bọn họ đành điên cuồng chạy đến hồ kiều than. Muốn hiến tế tôi, chỉ bằng mấy miếng phế liệu này của các ông sao, nghe thấy lời nói của thần sử, Trần Triệu Dương cười lạnh, khinh thường nhìn hắn ta nói. Người đâu, tới bắt cậu ta lại cho tôi, cẩn thận một chút, tôi muốn người còn sống, đứt tay đứt chân gì đó không quan trọng, thần sử phất tay, để đám người đi ra trước tiến lên. Mười mấy người nhanh chóng vây quanh Trần Triệu Dương và Cố Lăng Nhi, vòng vây chậm rãi xiết lại. Có thể đối chọi nổi không, Cố Lăng Nhi thấy một màn này đột nhiên hoảng sợ. Cô ta biết rõ sự lợi hại của những người này, nếu không dựa vào thực lực của cô ta đã sớm chạy thoát rồi, cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế. Chỉ vài tên phế vật này, yên tâm đi, giao cho tôi là được, Trần Triệu Dương khinh thường nói, hoàn toàn không để những người này vào mắt. Được, vậy tôi yên tâm hồi phục rồi, Cố Lăng Nhi gật đầu, tuy cô ta và Trần Triệu Dương gặp mặt nhau không nhiều lắm. Nhưng cô ta hiểu rất rõ thái độ làm người của anh, Trần Triệu Dương sẽ không nói dối, cũng sẽ không mạnh miệng, bởi vì anh khinh thường nói những điều đó. Lúc này, Trần Triệu Dương tháo một sợi dây thừng.
trên tế đàn xuống, cố định Cố Lăng Nhi sau lưng mình, sau đó mới nhìn những người xung quanh. Thật ra thực lực của những người này không yếu, mạnh nhất là một gã thiên tiên đỉnh. Dựa vào một đám người như vậy, đổi lại là người khác có lẽ đã sớm bị dọa sợ, đáng tiếc, người bọn họ đụng tới lại là Trần Triệu Dương. Đột nhiên có người vọt ra, là một người đàn ông hơn 40 tuổi, thực lực đã đạt đến thiên tiên đại thành, ông ta cảm thấy thực lực của mình rất mạnh mẽ cho nên mới làm người đầu tiên lao đến. Một tên, Trần Triệu Dương thản nhiên nói, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, anh tát một phát, người đàn ông kia không có chút sức phản kháng nào bị một cái tát của Trần Triệu Dương đánh bay ra ngoài, mà hơi thở của ông A cũng đã biến mất trong lúc bay trên không trung. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, người nọ đáp thẳng xuống mặt đất, cú ngã này chỉ có thể nói thật thê thảm. Cái gì vậy? Thấy một màn như vậy, mọi người ai cũng trợn tròn mắt, các tín đồ điên cuồng vốn còn đang ồn ào tựa như bị siết cổ, miệng vẫn mở thật to nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào. Tất cả cùng lên cho tôi, không cần quan tâm sống chết, vị thần sử kia thấy vậy, nhất thời nóng nảy, đành hét lên. Vừa nãy còn muốn bắt sống, giờ lại biến thành giết chết bất luận tội. Giết, những người còn lại điên cuồng lao vào Trần Triệu Dương, đều là bộ dáng không sợ chết. Muốn chết, Trần Triệu Dương không chút nương ai với người của Vu Thần Giáo, tuy sau lưng có Cố Lăng Nhi nhưng mà anh vung đấm vung đá tới đâu là có người chết đến đó, căn bản không thể hợp lại giết anh. Chết tiệt, đây là tên điên ở đâu đến vậy, thần sử thấy vậy, trong lòng buồn bực kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương tràn ngập sát ý. Lưu An, giết cậu ta cho tôi, thấy chỉ còn sót lại mười mấy người, rốt cuộc thần sử không nhịn được nữa, chợt quát một tiếng. Theo lời nói của thần sử, một người đàn ông có mái tóc che khuất cả gương mặt từ dưới tế đàn vọt lên, trong ai cầm theo một thanh kiếm đen đâm thẳng đến mi tâm của Trần Triệu Dương. Cảm nhận được hơi thở này, ánh mắt Trần Triệu Dương trở nên ngưng trọng, bởi vì anh cảm nhận được trên thân kiếm của người đàn ông này mang theo sát ý, chắc chắn anh ta phải giết rất nhiều người rồi mới có thể ngưng tụ ra sát ý thế này, tính xâm lược mạnh vô cùng. Trần Triệu Dương hơi nghiêng đầu, đồng thời mạnh mẽ giơ chân đạp thẳng đến chỗ trái tim của Lưu An. Lưu An nhanh chóng đưa tay chặn phía trước, sau đó anh ta bị Trần Triệu Dương đạp một cước bay ra ngoài, cũng may nhờ cánh tay cản lại, nếu không chỉ sợ một cú đạp này có thể hoàn toàn đánh anh ta không có đường lui. Anh vậy mà là, tông sư, sắc mặt Lưu An đột nhiên thay đổi, bởi vì người có thể né tránh kiếm của anh ta, hơn nữa đường cùng vẫn có thể phản kích, tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể làm được, sợ là chỉ có võ đạo tông sư mới có được thực lực khủng bố thế này. Nhiều lời vô nghĩa làm gì? Có đánh nữa không? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, không trả lời anh A. Tuổi người này không lớn, thực lực không ổn nhưng mà anh nhìn ra được, Lưu An này chỉ còn nhiều nhất 3 năm sống. Sinh mệnh lực của anh ta cạn kiệt rồi, có lẽ đây mới là nguyên nhân vì sao anh ta mạnh đến vậy. Chẳng qua, điểm này lại khiến Trần Triệu Dương cảm thấy hứng thú, có thể dùng sinh mệnh lực để tăng thực lực của người khác đến mức này, thủ đoạn không đơn giản. Cho dù anh là tông sư cũng vô dụng, chết đi cho. Tôi, Lưu An hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng thoát ra, tốc độ của thanh kiếm màu đen trong tay nhanh hơn lúc trước ít nhất 2 lần, trong giây lát đã đến trước mặt Trần Triệu Dương. Nhìn thấy cổ họng của anh, ánh mắt Lưu An tràn ngập vẻ khát máu, tựa như anh ta đã thấy được tình cảnh cổ họng đối phương bị cắt đứt, thật sự quá tuyệt vời. Quá chậm, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, cho dù không dùng năng lực kéo chậm của đôi mắt xuyên thấu thì dựa vào tốc độ này của Lưu An chẳng đủ quấy nhiễu anh. Không đợi trường kiếm đến gần, Trần Triệu Dương đã tiến đến phía sau Lưu An, đồng thời mạnh mẽ đạp. Một phát. Mà lúc này trong mắt Lưu An, Trần Triệu Dương còn đang ở yên đó không nhúc nhích. Lưu An, cẩn thận, thần sử sợ hãi, tốc độ này tuyệt đối không phải người vừa bước vào võ đạo tông sư, lần này đã phải tấm sắt rồi. Làm sao Lưu An có thể nghe được những lời đó chứ? Lúc này anh ta đang bận chìm đắm trong sự phấn khích khi Trần Triệu Dương bị kiếm của anh ta cắt cổ. Cả người Lưu An tựa như viên đạn bị Trần Triệu Dương đá bay ra, nơi rớt xuống chính xác là hỏa đài đang cháy hừng hực. Thần sử phía sau không thể không ra tay, cả người chợt lóe, bay đến địa điểm Lưu An rơi xuống, vươn tay tiếp lấy anh ta. Ông có chắc đón được anh ta không? Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, nổ. Chỉ thấy Lưu An đang bay giữa không trung đột nhiên trừng lớn hai mắt, cơ thể cứ như một quả khinh khí cầu. Điên cuồng hấp thụ không khí, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Tuy thần sử kia trải qua rất nhiều thời khắc máu tanh, nhưng tận mắt nhìn thấy một người trực tiếp nổ tung, khung cảnh này thực sự chấn động. Các tín đồ điên cuồng xung quanh cũng bị dọa đơn ra,
Bọn họ chưa từng gặp chuyện nào như vậy, một người đang sống sờ sờ bị đánh cho nổ tung, thật kinh khủng, thật đáng sợ. Việc này đương nhiên do Trần Triệu Dương làm, vừa nãy anh đã kích thích hiệu lực của thuốc trong cơ thể Lưu An, hiệu quả này của thuốc chính là lý do tại sao anh ta có năng lực hồi phục và thực lực mạnh mẽ như vậy. Phần hiệu lực đó của thuốc đáng lẽ còn đủ để anh ta dùng 3 năm, nhưng Trần Triệu Dương đã kích hoạt nó. Tuy thân thể Lưu An rất mạnh mẽ, nhưng lại không thể thừa nhận một loại dược lực cuồng bạo như vậy, cho nên anh ta mới phải nổ tan xác bỏ mình. Cho dù Trần Triệu Dương không kích hoạt, đợi 3 năm trôi qua, anh ta còn phải chết thảm hơn. Chết có lẽ là một chuyện rất không tệ với anh ta. Cậu đi chết đi cho tôi, lúc này khuôn mặt của thần sử cực kỳ xấu xí, đánh nổ người của hắn ta ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho hắn ta mất hết mặt mũi. Dù sao thì ở đây có rất nhiều tín đồ đều nhìn thấy, nếu như hắn ta không thể gỡ hòa một phần thì e rằng tín ngưỡng ở trong lòng những kẻ cuồng tín này sẽ bị lung lay. Thần sử hét lên một tiếng thật lớn, tốc độ cả người cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhảy tới trước mặt Trần Triệu Dương, hung hăng đánh một chưởng về phía anh. Muốn chơi trò tâm nhãn với tôi à, ông vẫn còn kém một chút, Trần Triệu Dương đã phân tích những chuyện người này sẽ làm thông qua đôi mắt xuyên thấu, người này không phải muốn tấn công anh, mục tiêu của hắn ta là Cố Lăng Nhi ở sau lưng anh. Trần Triệu Dương không né tránh, mà đánh ra một quyền một cách quyết liệt, buộc người này không thể không chuyển trọng tâm chiến đấu về phía mình. Thật là thú vị, thần sử nghênh đón một chưởng với Trần Triệu Dương, sau đó lùi lại vài bước. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn ta đã vang lên tiếng chuông báo động. Đưa cô ta đi đi, thần sử nở nụ cười xấu xa, sau đó ra vẻ hào phóng mà nói. Cứu chúng tôi với. Làm ơn, hãy cứu chúng tôi. Trong nhà còn có bố mẹ già và con nhỏ, tất cả đều đang chờ tôi nuôi sống, hãy cứu tôi với. Ngay khi thần sử vừa dứt lời, những người sẽ bị hỏa thiêu cùng với Cố Lăng Nhi bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, lập tức dùng sức hét lớn. Trần Triệu Dương, cứu bọn họ đi, bọn họ cũng rất đáng thương, Cố Lăng Nhi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng chợt sinh ra sự đồng cảm, lập tức nói với Trần Triệu Dương. Cô ta nghĩ chắc chắn Trần Triệu Dương sẽ ra tay. Câm miệng, sống chết của các người thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải cứu các người? Sắc mặt của Trần Triệu Dương lại cực kỳ xấu, quát những người đó. Nghe được những lời này của Trần Triệu Dương, mấy người kia đều ngạc nhiên rồi sau đó niềm hy vọng ở trong mắt bọn họ đều tan tành. Tại sao, rõ ràng là anh có khả năng cứu bọn họ rất đáng thương, tại sao anh lại máu lạnh như vậy, lúc này Cố Lăng Nhi nổi giận mà công kích Trần Triệu Dương bằng lời nói. Bọn họ có liên quan gì đến tôi không? Tại sao tôi phải mạo hiểm lớn như vậy để cứu bọn họ, Trần Triệu Dương hừ lạnh rồi không khách sáo mà đáp trả lại Cố Lăng Nhi. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, vẻ mặt của Cố Lăng Nhi lập tức thay đổi nhưng cô ta cũng không dám nói cái gì nữa. Mà sắc mặt của vị thần sử kia cũng không được tốt lắm, trên tay hắn ta xuất hiện thêm một chiếc bật lửa, trực tiếp châm lửa. Nếu cậu đã không quan tâm đến bọn họ, vậy thì lấy bọn họ làm hiến tế đi, thần sử mỉm cười xấu xa, giơ bật lửa ở trong tay lên, thản nhiên nói. Thần sử, anh ta chính là Trần Triệu Dương, là mục tiêu của chúng ta, đúng lúc này, có thêm 3 người từ phía xa đi tới, mà hơi thở của 3 người này đều vô cùng mênh mông, nhìn thoáng qua cũng biết bọn họ là cường giả. Cái gì, cậu chính là Trần Triệu Dương? Hừ, vốn dĩ tôi đã muốn thả cậu đi, nhưng không ngờ cậu lại tự mình đến địa bàn của chúng tôi, vậy thì không thể giữ cậu được nữa, thần sử nghe vậy thì trong mắt chợt hiện lên ý cười hung ác, tàn nhẫn. Bầy tam quỷ kiếp trận bắt cậu ta cho tôi, thần sử nói thẳng với 3 người vừa mới tới. Vâng, thần sử, nghe thấy lời nói của thần sử, 3 người kia đáp lại. Trần Triệu Dương hơi cau mày. Thực lực của 3 người này vừa mới đạt tới trình độ võ đạo tông sư, nhưng anh lại có cảm giác khủng hoảng nhàn nhạt từ trên 3 người bọn họ, điều này làm cho anh hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng Trần Triệu Dương đã từng đánh bại đỉnh phong võ tông, 3 người này vừa mới vào cảnh giới tông sư, lại có thể mang đến cho anh cảm giác như vậy, đúng là có hơi thú vị. Sau đó Trần Triệu Dương lại cảm thấy hối hận, đáng lẽ nên để cho một trong 4 người thẩm tu tới đây mới đúng, nếu không thì sẽ không có ai để ý đến tên thần sử kia. Nào, hãy để cho tôi xem thực lực của các người một chút, để xem có đỡ nổi một chiêu hay không, Trần Triệu Dương lên tiếng khiêu khích trước, hiển nhiên là muốn làm cho cảm xúc của đối phương bị dao động. Cả 3 người đều không bị những lời này tác động mà trực tiếp vây quanh Trần Triệu Dương, đồng thời trong tay bọn họ lại có thêm một thanh kiếm quái dị, kiếm không thẳng mà là cong, hơn nữa ở thân kiếm còn có những lỗ thủng to nhỏ khác nhau.
Ba người bọn họ vung thanh kiếm quái dị ở trong tay, một làn sóng âm thanh lờ mờ lập tức truyền đến, chui thẳng vào trong tai của Trần Triệu Dương và Cố Lăng Nhi. Hừm, hãy bịt tai lại, đừng nhìn bọn họ, nằm lên lưng tôi, vẻ mặt của Trần Triệu Dương thay đổi, trong miệng phát ra một âm tiết, sau đó anh xé rách một góc áo đưa cho Cố Lăng Nhi ở đằng sau, sắc mặt của cô ta rất khó coi, ánh mắt hơi mê man. Bị tiếng nói có chứa tinh thần lực của Trần Triệu Dương đánh thức, Cố Lăng Nhi thở dài, sau đó nhét góc áo vào lỗ tai của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn ba người kia đang lộ ra vẻ mặt tươi cười cùng với ánh mắt đắc chí khi nhìn Trần Triệu Dương và Cố Lăng Nhi, nhưng khi anh đánh thức Cố Lăng Nhi và bảo cô ta bịt tai lại, bọn họ biết chuyện này xong rồi, chiêu thứ nhất đã kết thúc. Muốn chết, trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên một tia lạnh lẽo, trực tiếp lao thẳng về phía ba người bọn họ mà không do dự một chút nào. Trong nháy mắt đã tới trước mặt một người trong số đó, đá ra một cước, người này không có một chút sức nào để phản kháng, cứ thế mà bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Trần Triệu Dương lại cau mày, bởi vì anh cảm thấy bản thân mình như đá lên bông, lẽ ra không thể đánh bay ra ngoài mới đúng, nhưng mà hẳn ta lại bị anh đánh bay, cái này đúng là có hơi đáng sợ. Khặc khặc, thật thú vị, đến đây tiếp đi, sau khi người kia bị Trần Triệu Dương đá văng về sau rồi lại bắn ngược trở về như một quả bóng. Ngay sau đó, ba người hợp thành trận pháp, đồng thời đè ép về phía Trần Triệu Dương. Hơi thở của ba người càng lúc càng mạnh, khiến cảm giác bị áp chế ngày càng nặng nề, thanh kiếm quái dị ở trong tay ba người lại gầm lên, phát ra từng đợt âm thanh như tiếng hú của ma, đánh thẳng về phía Trần Triệu Dương. Con cóc nhảy lên MU bàn chân, không chết người nhưng lại khiến người ta ghê tởm. Mở ra cho tôi, Trần Triệu Dương hừ lạnh, sau đó đột nhiên hé miệng, một làn sóng âm thanh khủng bố thổi ra một cách mạnh mẽ. Vốn dĩ ba người vô cùng kiêu ngạo về thủ đoạn sử dụng âm thanh của bọn họ, dưới sức chiến đấu mạnh mẽ của Trần Triệu Dương có thể so sánh với tiếng gầm của sư tử, bọn họ lập tức bị đánh trả trong nháy mắt, cả ba người bỗng nhiên phun máu tươi, hiển nhiên là đã bị cắn trả. Hóa ra đây là mánh khóe của các người à, tôi còn tưởng rằng đó là một mánh khóe thần kỳ gì đó đấy, không ngờ chỉ là cái trò mèo ba chân này, thật sự là khiến người ta thất vọng, Trần Triệu Dương lắc đầu. Ngoại trừ hộc máu mồm thì mũi và tai của cả ba người đều bắt đầu chảy máu. Liều mạng đi, không liều mạng không được đâu, ba người bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của Trần Triệu Dương mạnh đến nhường nào, bọn họ biết nếu như, anh lại ra tay một lần nữa thì có lẽ bọn họ sẽ mất mạng. Các ngươi mau dùng hết sức đi, nếu không thì ép muộn, Trần Triệu Dương cười lạnh, cũng không có ý định nương tay, mang theo Cố Lăng Nhi ở trên lưng, chân phải của anh bỗng nhiên đánh ra, trực tiếp bao phủ lấy ba người bọn họ. Không ổn rồi, thần sử thấy vậy, sắc mặt chợt thay. Đổi, lập tức nhảy lên phía trước, muốn cùng nhau chống lại đòn tấn công của Trần Triệu Dương. Nhưng mà tốc độ tấn công của Trần Triệu Dương quá nhanh, thần sử này mới đi được nửa đường, chân của anh đã liên tiếp đá vài phát vào ba người kia. Với thực lực của Trần Triệu Dương mà dùng hết sức, thì ba tên này đã chết trước khi anh phát huy xong. Bắn cho tôi, lúc này thần sử đã cực kỳ kinh hãi. Hắn ta biết với thực lực của bản thân mà chống lại Trần Triệu Dương thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bây giờ hắn ta đã mặc kệ những kẻ cuồng tín kia, trực tiếp bảo người của hắn ta rút súng ra. Bùm! Khi thần sử vừa mới dứt lời, một tràng tiếng súng vang lên. Cho dù cậu có thể đánh thì cậu có thể đỡ được, súng đạn sao, nghe thấy tiếng súng, thần sử chợt lộ ra vẻ lạnh lùng, lên tiếng chế nhạo. Chẳng qua là hắn ta còn chưa nói xong. Một vài người đã rơi ra khỏi cửa sổ của ngôi nhà đơn sơ mà bọn họ đang ở, cảnh Trần Triệu Dương bị bản chết như hắn A mong muốn cũng không xuất hiện. Đúng lúc này, Tật Phong và Cầu Tử cầm súng trên tay bước ra ngoài, Nam Cung Yến và Bạch Thấm cũng theo sát phía sau, người vừa nổ súng chính là Cầu Tử và Tật Phong, bọn họ nhìn thấy có người lấy súng ra muốn bắn, đương nhiên bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn nên đã bắn bọn họ trước. Vốn những tín đồ này vẫn còn đang cầu tín, nhưng khi tiếng súng vang lên, bọn họ đã hoàn toàn chết lặng, không còn tín ngưỡng cái gì nữa mà là điên cuồng bỏ chạy ra xa. Tín ngưỡng là chuyện trong chốc lát, nếu mất mạng ở đây thì thật sự là mất nhiều hơn được. Khi có tiếng súng nổ, một nhóm người lao ra khỏi ngôi nhà đơn sơ. Mặc dù Tật Phong và Cầu Tử không phải là tay súng bản tỉa nhưng mà kỹ thuật bản súng của bọn họ cũng rất mạnh. Bọn họ đã rút súng ra bắn mấy tên cầm súng trong tay này trước. Không tới 20 giây, những người cầm súng trên tay đều bị giết chết. Còn lại là những người cầm vũ khí, hai người bọn họ cũng không dùng súng nữa mà từ trên đùi rút ra một con dao găm rồi phóng về phía những người đó. Nam Cung Yến và Bạch Thấm cũng không chịu thua kém, cùng nhau lao vào trong đám người.
May mà cậu tử nhớ tới nhiệm vụ mà Trần Triệu Dương đã nói, cho dù có ra tay thì cũng không được. Cách Nam Cung Yến quá xa, như vậy thì cậu ta mới kịp thời ra tay giúp đỡ. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Tôi thật sự rất tò mò, Vu Thần giáo các người làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Sống cho thật tốt không được sao? Trần Triệu Dương hơi phiền não nhìn về phía thần sử rồi hỏi một cách nghiêm túc. Cậu thì biết cái gì? Cậu là người không có tín ngưỡng, thật sự rất đáng thương. Đợi đến khi thần linh sống lại, những người phàm đáng thương như các người sẽ chỉ đau khổ, cho nên bây giờ tôi mới cho các cậu một cơ hội trở thành đầy tớ của thần. Như vậy thì khi thần linh hạ xuống, các cậu sẽ thực sự trở thành cường giả, thật sự có thể kiểm soát vận mệnh của chính bản thân mình. Lúc này, thần sử vẫn không quên tuyên truyền tư tưởng cho đám người Trần Triệu Dương, hiển nhiên là hắn ta đã bị Vu Thần giáo tẩy não rất nghiêm trọng. Trần Triệu Dương hơi nhíu mày, từ lời nói của vị thần sử này, anh đã có được một số thông tin hữu ích. Thần linh được Vu Thần giáo tín ngưỡng sắp sống lại và lý do tại sao những người của Vu Thần giáo này lại làm nhiều việc như vậy có lẽ là liên quan đến sự sống lại của thần linh này. Ông nói thần linh sống lại là sao? Thần linh thật sự ồn tại sao? Thật sự có thể khiến tôi mạnh mẽ sao? Trần Triệu Dương không vội ra tay, mà lại lên tiếng hỏi, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Nghe thấy lời này của Trần Triệu Dương, thần sử hơi sửng sốt, hắn ta cũng chỉ là nói như vậy mà thôi, nhưng mà không ngờ anh lại cảm thấy hứng thú. Hừ, đúng là người phàm ngu dốt, đương nhiên thần linh chính là Vu Thần của chúng tôi, có pháp lực tối cao. Và thần lực mạnh mẽ, các cậu có thể trở thành đầy tớ của thần linh, đó chính là vinh hạnh của các cậu. Thần sử nói một cách cồng nhiệt, rõ ràng là khi nói đến Vu Thần, sự sùng bái của hắn ta lập tức thăng hoa. Nếu Vu Thần đã là thần linh thì tại sao lại phải sống lại? Không phải lúc nào cũng còn sống sao? Đột nhiên ánh mắt của Trần Triệu Dương giảm đi một chút cuồng nhiệt, sau đó bình tĩnh hỏi. Cậu thì biết cái gì, Vu Thần tối cao đã bị thương khi chiến đấu với tà thần nên đã lâm vào tình trạng ngủ say, việc mà các con dân và đầy tớ của thần linh phải làm là khiến cho thần linh sống lại. Thần sử lộ ra vẻ mong đợi, lạnh lùng nói. Trần Triệu Dương nghe xong thì nhíu mày, sau đó đôi mắt xuyên thấu của anh nhìn về phía dưới tế đàn, phát hiện ra tế đàn này không phải là loại tế đàn đơn giản, vậy mà bên dưới tế đàn lại trống rỗng, trên bức tường đá lại chạm trổ một sơ đồ tuyến đường rất phức tạp. Điểm cuối của những tuyến đường trên sơ đồ này cũng hợp lại ở một chỗ, đó là một chiếc bình ngọc có khắc rất nhiều ký hiệu, thoạt nhìn đã tạo cho người ta có cảm giác thần bí. Mặt khác, khi nhìn vào năm người này, Trần Triệu Dương mới phát hiện ra rằng vị trí của cột trụ ở chỗ bọn họ tương ứng với năm cái bệ bên dưới, nếu năm người bọn họ bị đốt cháy, năng lượng sinh ra sẽ rơi vào năm cái bệ này. Lực lượng của năm cái bệ không ngừng hội tụ, cuối cùng lại rơi vào bên trong bình ngọc. Nhìn thấy điều này, Trần Triệu Dương chợt nhận ra lý do tại sao Vu Thần giáo này lại làm như vậy, chính là sử dụng những người trẻ tuổi này để chiết xuất ra năng lượng đặc biệt. Chắc năng lượng đặc biệt này là thứ có thể đánh thức Vu Thần gì đó đang ngủ say kia. Không hổ là người thuần âm thuần dương, nghĩ đến một người đẹp như Cố Lăng Nhi cũng gặp nạn, vậy nghĩa là thần linh này cần rất nhiều để có thể sống lại, cho nên Vu Thần giáo mới mọc lên như nấm ở khắp nơi. Được rồi thằng nhóc, nói một câu thôi, có tham gia hay không? Nếu tham gia thì nhất định sẽ có tương lai tươi sáng, nhìn thấy Trần Triệu Dương gật đầu, thần sử tưởng anh đồng ý, lập tức truy hỏi. Nếu hẳn ta có thể tìm được một người trẻ tuổi và mạnh mẽ như vậy cho Vu Thần giáo, đó chắc chắn sẽ là một công lao rất lớn, đến lúc đó hắn ta sẽ tiến gần hơn một bước với thần linh. Tôi tham gia em gái ông ấy, mau chết đi cho tôi, Trần Triệu Dương nói xong, anh lao đến chỗ thần sử với tốc độ nhanh như chớp, đánh một đấm vào. Mặt thần sử. Vốn thần sử còn đang vui mừng khi nghe thấy ba chữ đầu tiên của Trần Triệu Dương, nhưng sau khi nghe rõ anh nói gì thì sắc mặt rất xấu. Hắn ta cảm thấy mình bị lừa, nhìn Trần Triệu Dương đang xông đến, hắn ta lập tức vật lộn với anh. Đúng là thực lực của thần sử này không hề yếu, tuy thực lực của Trần Triệu Dương mạnh mẽ nhưng còn phải bảo vệ Cố Lăng Nhi để cô ta không bị thương. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hơi bị bó tay bó chân, thực lực không thể phát huy hoàn toàn. Tôi đã khôi phục một ít rồi, anh thả tôi xuống đi, tất nhiên Cố Lăng Nhi nhìn thấy cảnh này, điều này khiến trong lòng cô ta cảm thấy hổ thẹn. Lập tức nói với Trần Hạo. Được, Trần Triệu Dương gật đầu, lúc này đánh ra mấy chiêu tấn công nhanh, buộc thần sử lùi lại, sau đó cởi sợi dây ở trên người. Lúc này Cố Lăng Nhi mới khôi phục được một chút, trên người Trần Triệu Dương ngã xuống đất rồi nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Mà lúc này tên thần sử kia lại nhanh chóng lao về phía mấy người cầu tử, hiển nhiên,
hẳn ta biết với thực lực của mình căn bản không có cách nào nhanh chóng giết chết Trần Triệu Dương được, như vậy chỉ còn một biện pháp, bắt người mà anh quan tâm để uy hiếp anh. Muốn chết, đương nhiên Trần Triệu Dương cảm nhận được ý đồ của đối phương, điều này khiến anh cực kỳ giận dữ, cả người xông ra ngoài. Không có Cố Lăng Nhi ràng buộc, tốc độ của Trần Triệu Dương đạt đến mức nhanh nhất, cả người giống như một tia chớp, chỉ trong giây lát đã đến bên cạnh thần sử, sau đó anh đột nhiên từ trên trời giáng xuống giống như một con đại bàng, đạp mạnh về phía sau lưng thần sử. Hắn ta cảm nhận được phía sau truyền đến hơi thở nguy hiểm, bỗng nhiên thấy cực kỳ sợ hãi, thần sử không ngờ được thế mà tốc độ của Trần Triệu Dương lại có thể nhanh đến như vậy. Hắn ta không chút do dự lăn người sang bên cạnh để tránh né. Làm xong những chuyện này, sắc mặt của thần sử bỗng trở nên cực kỳ khó coi, ở đây còn có một số tín đồ điên cuồng đang nhìn mình, hắn ta là một thần sử, thế mà lại bị một người thế tục đánh thành như vậy, vô cùng nhục nhã. Đây là trận chiến của hai người chúng a, nếu như ông còn dám tùy tiện nhúng tay vào trận chiến của những người khác, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không có nhẹ nhàng như vậy đâu, Trần Triệu Dương cười lạnh, sau đó vỗ một trường ra, luồng khí mạnh mẽ đánh bay mấy người vu thần giáo ở gần anh nhất ra ngoài, còn chưa rơi xuống mặt đất đã không còn hô hấp. Cậu, chết đi cho tôi, cuối cùng lúc này thần sử đã quyết định, muốn đánh một trận sống còn với Trần Triệu Dương, nếu như anh không chết, cho dù hôm nay thế nào hắn ta cũng không thể sống nổi, càng không cần phải nói đến bảo vệ được căn cứ này. Hai người lao vào đánh nhau, với lực chiến của bọn họ, dưới chấn động của trận chiến cường độ cao này, không người nào dám tới gần trong phạm vi 100 mét. Trần Triệu Dương cố ý dẫn dắt thần sử kia đến chỗ ế đàn để đánh, rất nhanh chấn động của trận chiến giữa hai người đã phá hủy hơn một nửa tế đàn, để lộ ra vài thứ ở bên trong, đương nhiên cũng phá hủy những thứ đó. Trần Triệu Dương không hề nương tay mà chiến đấu hết sức mình, bằng không với lực chiến của tên này, chỉ sợ không có một ai trong mấy người Tật Phong là đối thủ, hơn nữa thực lực của mấy người Ưng Chuẩn, căn bản cũng không ngăn được hắn ta. Thực lực thật sự của Trần Triệu Dương quá kinh khủng, có thể coi là lực chiến khủng bố, đối đầu với thần sử này mà cũng không chiếm được lợi thế gì. Mà quan trọng là, thân thể của người này cứ như là không có xương cốt, có lúc rõ ràng anh đã đập lên trên người đối phương rồi, thế nhưng đối phương lại vô cùng cứng rắn, khiến tất cả đòn tấn công của anh đều trượt mất. Tôi cũng không tin, ông đúng là rắn hay sao? Cho, dù ông là rắn, hôm nay ông cũng phải đền tội cho tôi, Trần Triệu Dương đánh đến mức trong lòng bừng bừng lửa giận, lúc này chân khí trong cơ thể ngưng tụ ra, hóa thành một thanh trường đao, chém mạnh vào trên người tên thần sử kia. Chỉ là, anh không ngờ rằng tên thần sử này đúng là giống như một con rắn, làm đủ loại động tác để tránh né đòn tấn công của anh. Trần Triệu Dương nhìn xuyên thấu, phát hiện đường vận chuyển của chân khí trong cơ thể người này không giống người bình thường lắm. Ha ha, cậu không giết tôi được đâu, tôi có sức mạnh mà thần linh ban cho, nếu cậu đã không giết được tôi, vậy sẽ bị tôi giết. Lúc này thần sử đã không có chút kiêng dè nào nữa, ban đầu hắn ta còn bị Trần Triệu Dương dọa, nhưng sau khi hắn ta sử dụng loại sức mạnh mà thần linh ban cho, hắn ta mới phát hiện thế mà đòn tấn công của anh không tạo được ảnh hưởng gì với hắn ta. Đáng chết, có bản lĩnh thì ông cứ đến đây, Trần Triệu Dương có vẻ luống cuống nói. Chết đi cho tôi, thần sử cười lạnh một tiếng, sau đó toàn bộ cơ thể vặn vẹo thành góc độ không thể tưởng tượng nổi giống như một con rắn lớn, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Trần Triệu Dương, trong tay có thêm một con dao găm, đâm mạnh vào sau lưng Trần Triệu Dương. À, Trần Triệu Dương, cẩn thận! Cố Lăng Nhi đứng một bên xem chiến đấu thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc kêu lên, liều lĩnh bổ nhào về phía bên kia. Lúc này trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cho đối phương giết Trần Triệu Dương. Cô đừng đi qua, cô qua đó sẽ chỉ làm anh ấy càng thêm bị động thôi. Ngay lúc Cố Lăng Nhi muốn xông ra, Nam Cung Yến vẫn luôn chú ý đến Trần Triệu Dương cũng lao đến, ngăn cản cô ta. Cô tránh ra cho tôi, Cố Lăng Nhi thấy có người cản đường thì gấp gáp. Vỗ một trưởng về phía Nam Cung Yến. Đàng hoàng một chút đi, Nam Cung Yến biến hai thanh kiếm trong tay mình thành một thanh, sau đó bắt lấy cổ tay Cố Lăng Nhi. Cô cứ nhìn đi, lúc này trong lòng Nam Cung Yến rất bất đắc dĩ, mặc dù cô đã sớm biết Trần Triệu Dương ưu ú như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người liều lĩnh nhào lên, nhưng cô không ngờ được một lần hành động ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một người vì Trần Triệu Dương mà liều lĩnh ra tay. Bị Nam Cung Yến ngăn cản, Cố Lăng Nhi hơi tỉnh táo. Một chút, sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương chiến đấu với tên thần sử gì đó, rốt cuộc cô A đã hiểu rõ vì sao. Nam Cung Yến muốn ngăn cản mình. Chỉ thấy Trần Triệu Dương đối mặt với hành động quỷ quái của thần sử thì lộ ra một nụ cười như ý vì đã đạt được âm mưu.
Có thể nói là Nam Cung Yến cực kỳ quen thuộc với Trần Triệu Dương, nhìn thấy nụ cười của anh, đương nhiên biết anh lại muốn gài bẫy người ta, cô sẽ không cho phép Cố Lăng Nhi đến phá hỏng cuộc chiến mà anh vất vả lắm mới tạo ra được. Lúc này xem ông chạy đi đâu, chân khí trong cơ thể Trần Triệu Dương cứ như đang sôi trào, bao phủ lấy cả người anh, sau đó chân khí hóa thành ngàn vạn ánh đao chém về phía thần sử. À, cậu lừa tôi, thế mà cậu dám giở trò lừa bịp, trong nháy mắt trên người thần sử đã bị ngàn vạn đao khí của Trần Triệu Dương chém ra mấy vết thương, mỗi một vết thương đều cực kỳ sâu, chỉ là lần này đã khiến cả người hắn ta đầm đìa máu me, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo dậy đời vừa rồi. Thần sử biết, nếu như lúc này còn không chạy trốn, chỉ sợ sẽ phải viết di chúc ở đây. Nghĩ tới đây, chân khí trong cơ thể hắn ta sôi trào lên giống như nước sôi, sau đó con đường vận chuyển đã thay đổi, sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên đỏ bừng. Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên lao ra, cả người cứ như được lắp lò xo, bắn thẳng lên trên cao mấy mét, đổi hướng trên không trung ngay lập tức, bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài hồ Kiều Than. Trần Triệu Dương hơi sững sờ, anh không nghĩ tới tên này bị mình đánh cho bị thương nặng như vậy rồi, thế mà còn có thể trốn, điều này khiến Trần Triệu Dương cực kỳ bội phục. Thần sử chạy trốn, tất cả đám người của Vu Thần giáo cũng không còn dám tranh đấu nữa, điên cuồng bỏ chạy ra bên ngoài, hơn nữa còn chạy tán loạn. Mặc dù thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng bọn họ có ít người, căn bản không có cách nào đuổi kịp được nhiều người như vậy. Ông xã, hắn ta chạy trốn rồi, anh không đuổi theo hắn ta sao? Nhìn thấy tên thần sử kia chạy trốn, Nam Cung Yến vội vàng mở miệng nói. Nếu anh đuổi kịp hắn ta, đám ưng tử sẽ hận anh mất, Trần Triệu Dương cười một cái, sau đó bất đắc dĩ nói. Trong lần chiến đấu này, mấy người Tật Phong đều chiếm được cơ hội ra tay. Nhưng hai người ưng tử và Mạc Uyên bởi vì canh giữ ở đằng sau, cho nên mới không đi lên, nếu bọn anh tiêu diệt hết đám người rồi, chỉ sợ hai người ưng tử sẽ oán trách anh mất. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến bất đắc dĩ lắc đầu, những người ở cùng với anh đều là tên cổng chiến đấu, chả trách mấy người Trần Triệu Dương, huyết lang có thể đạt tới thành tựu như vậy, chỉ sợ cũng có liên quan với việc bọn họ chiến đấu hung hăng. Trần Triệu Dương, người của chúng tôi cũng muốn vào sân, thế nhưng lại bị chặn lại. Anh xem đi, lúc này Bạch Thấm đột nhiên đi tới, trên mặt đầy vẻ buồn bực. Nói với Trần Triệu Dương. Cô đợi tôi gọi điện thoại cho bọn họ đã, Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra gọi cho ưng chuẩn. Cô nói với ưng tử đi, Trần Triệu Dương lại đưa điện thoại cho Bạch Thấm, để Bạch Thấm nói với ưng tử. Người của chúng tôi phụ trách chặn đường những tín đồ bỏ chạy tán loạn kia, các anh phụ trách đánh lén những người Vu Thần giáo chạy trốn. Bạch Thấm biết rất rõ vị trí của mình, mặc dù Long Tổ cũng không thiếu cao thủ. Nhưng thành phố Nam Hải bọn họ lại quá ít kẻ mạnh, nhất là sau khi trải qua chuyện lần trước, hai người Vinh Dương đều chết rồi, bên phía bọn họ càng không có người mạnh. Chỉ còn lại một vài quân dự bị thực lực không mạnh lắm, Bạch Thấm không thể để những người này đi làm đá chọi đá với những người mạnh như Vu Thần giáo. Được, nhưng lần hành động này là do Long Tổ dẫn đầu, nếu như bọn họ không hề làm gì, chẳng phải là quá vô dụng rồi sao? Như thế cũng tốt. Để mấy người ưng tử tránh giết nhầm đám tín đồ cuồng kia, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, Long Tổ làm việc vẫn vô cùng chu đáo. Trần Triệu Dương để bọn họ chờ ở chỗ này, anh thì chui xuống bên dưới tế đàn, tìm được nơi tập trung cuối cùng, võ một trưởng xuống, khiến tảng đá ở đó vỡ nát, lộ ra một viên linh thạch, điều này khiến Trần Triệu Dương nở một nụ cười vui vẻ. Anh không bỏ qua cho nơi này, quét mắt nhìn xuyên thấu, đã tìm được một chút bảo tàng của chi nhánh Vu Thần giáo. Một cái hộp gấm, bên trong đựng 10 viên linh thạch to nhỏ không đồng đều, lớn nhất là bằng nắm tay trẻ con, nhỏ nhất cũng bằng ngón cái người trưởng thành, đây chắc chắn là thu hoạch lớn. Trần Triệu Dương vừa mới vơ vét xong, hai người ưng chuẩn và Mạc Uyên đã trở về. Đại ca, đã tiêu diệt hết đối phương rồi, còn có một người bị thương rất nặng, bọn em còn chưa ra tay, hắn ta đã ngã rồi, ưng chuẩn có chút buồn bực nói, vốn nghĩ rằng có thể trổ hết tài năng, kết quả là chỉ bắt được mấy tên tép diêu. Sao bọn họ có thể không phiền muộn được? Đúng đấy, đại ca, những cơ quan mà tôi bố trí đều là chuẩn bị cho võ đạo tông sư, kết quả chỉ bắt được mấy. Tên võ giả tiên thiên, đúng là quá phiền muộn, Mạc Uyên cũng u oán nói. Mấy người Nam Cung Yến còn đỡ, Bạch Thấm và vài thành viên Long Tổ xung quanh thì càng phiền muộn hơn, bọn họ tự nhận là thành viên rất mạnh ở trong Long Tổ, ngay cả bọn họ còn không đối phó được với võ giả tiên thiên, thế mà những người kia còn ghét bỏ đối phương quá yếu. Đúng là khiến bọn họ vô cùng xấu hổ. Cố gắng tu luyện đi, lúc nào năng lực cận chiến của mấy người có thể gần bằng bọn cậu tử, sẽ có thể đánh đã nghiền, Trần Triệu Dương nhìn thấy vậy thì tức giận nói.
Đi thôi, đi gặp tên ngã xuống kia, đương nhiên anh muốn đi thẩm vấn người đó, chắc hẳn hắn ta biết rất nhiều chuyện. Rất nhanh, mấy người Trần Triệu Dương đã đến trước mặt người của Vu Thần Giáo bị dùng dây thừng chất liệu đặc biệt trói lại, mà lúc này trên người tên thần sử cầm đầu kia lại be bét máu me, hơi thở vô cùng yếu ớt, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Trần Triệu Dương đi lên trước, ngồi xổm xuống, vỗ lên trên người tên này một cái. Lúc đầu, ông đã có cơ hội chạy trốn trước khi chúng tôi đến, nhưng mà bây giờ ông đã hoàn toàn không còn cơ hội, Trần Triệu Dương làm xong chuyện thì cười tủm tỉm nhìn hắn ta. Cậu, thế mà cậu lại phế tôi, cậu thật là độc ác, lúc này thần sử đã tỉnh táo lại, căm hận nhìn Trần Triệu Dương, nói. Không sai, đúng là phế ông đi đấy, nếu không thì sao? Ông là kẻ địch, không giết ông đã không tệ rồi, anh giang tay ra, sau đó Tử Tốn nói. Cậu đã phế tôi rồi, cậu cảm thấy tôi sẽ phối hợp sao? Thần sử khôi phục lại bình thường, sau đó cười lạnh, nhắm mắt lại, ra vẻ như muốn chết. Không sao, ông muốn chết. Lát nữa tôi sẽ tác thành cho ông, trước đó, tôi muốn giúp ông giải trừ hết phệ tâm gỗ trong cơ thể, Trần Triệu Dương nói, ngón tay điểm mấy lần ở trên người hắn ta. Chỉ chốc lát sau, một con cổ trùng đã chui ra khỏi vết thương trên người thần sử, chỉ là con cổ trùng này còn trưởng thành hơn mấy con Trần Triệu Dương ép ra trước đó. Nó đột nhiên dùng cái cánh trong suốt sau lưng mình lên muốn bay đi, mà hiển nhiên Trần Triệu Dương đã sớm chuẩn bị, ngón tay kẹp một chiếc ngân châm, đột nhiên lắc một cái. Ngân châm liền ghim cổ trùng đó lên trên mặt đất. Thứ này nên bị thiêu hủy, trong lòng bàn tay Trần Triệu Dương đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, sau đó anh nhét ngọn lửa trong lòng bàn tay vào trên người cổ trùng. Rít! Cổ trùng kia phát ra một tiếng kêu bén nhọn, ngay sau đó liền bốc cháy chỉ còn một nắm cho bụi. Thần sử lúc đầu đã tỏ vẻ ung dung, nhưng khi thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái. Hắn ta không ngờ rằng thế mà Trần Triệu Dương lại giải trừ hết phệ tâm cổ trong người hắn ta, điều này khiến hắn ta có một loại cảm giác không biết làm thế nào. Phải biết, hắn ta vẫn luôn bị phệ tâm cổ uy hiếp mà đi làm một số chuyện, thế nhưng sau khi phệ tâm cổ thật sự bị tiêu diệt, hắn ta lại không biết nên làm cái gì. Nhìn thấy ánh mắt của thần sử này, Trần Triệu Dương hơi sững sờ, tên này không bị làm sao đấy chứ. Hai, cả đời này mỗi ngày tôi đều chém chém giết giết. Hoặc là hãm hại lừa gạt, chưa từng dừng lại bao giờ, mệt mỏi, quá mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, mấy. Người muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi, trên mặt thần sử đột nhiên lộ ra một nụ cười giải thoát, dáng vẻ cực kỳ rộng lượng. Có phệ tâm gỗ, mỗi ngày đều bắt hắn ta đi làm những chuyện này, cho dù hắn ta có muốn nói gì cũng phải suy nghĩ trước rồi mới nói, sợ kích thích phệ tâm cổ, bây giờ phệ tâm cổ đã không còn, chưa bao giờ hắn a cảm thấy thoải mái và giải thoát như bây giờ. Không ngờ thế mà ông lại hoàn toàn hiểu ra vào lúc này, biết nhận lỗi là quý hơn vàng. Tốt lắm, trong lòng Trần Triệu Dương cảm thấy rất vui mừng, lúc này bắt đầu hỏi thăm. Đợi đến khi hỏi xong thứ mà Trần Triệu Dương muốn biết, tên thần sử kia liền bị người của Long Tổ đưa đi, cho dù hắn ta biết quay đầu, nhưng hắn ta đã làm sai quá nhiều chuyện, sợ rằng sẽ phải vượt qua quãng đời còn lại ở trong tù. Thần sử nói ra tất cả các cứ điểm của Vu Thần Giáo ở thành phố Nam Hải. Cùng ngày, nhóm người Long Tổ và Trần Triệu Dương đều tiêu diệt hết tất cả những cứ điểm này. Mà lần chiến đấu này cũng khiến cho nhóm người Nam Cung Yến và Tật Phong trưởng thành ơn không ít, bởi vì Trần Triệu Dương để cho bọn họ không dùng đến súng ống, chỉ dùng vũ khí lạnh. Cũng may mà những cứ điểm này không giống với Hồ Kiều Than lúc trước, có rất nhiều súng ống, bọn họ cũng hành động được vô cùng thuận lợi. Mặc dù đã giải quyết hết tất cả các cứ điểm ở thành phố Nam Hải, nhưng đám người Trần Triệu Dương cũng không vui vẻ gì cho lắm. Bởi vì căn cứ trong lời nhắn nhủ kia của thần sử, thì kế hoạch tỉnh thần này chính là để khôi phục lại thần linh, giống như tế đàn ở Hồ Kiều Than, khắp nơi trên cả nước còn 8 tòa, đều đốt cháy một cô gái có cơ thể cực âm, cùng với 4 người đàn ông có thân thể cực. Dương khi bọn họ đang sợ hãi, dùng cho cốt để ngưng tụ thành một bình tinh hoa, bình tinh hoa sợ hãi này sẽ có người tới lấy, đưa tới trụ sở chính của Vu Thần Giáo, chấp hành kế hoạch khôi phục thần linh. Chuyện như thế, Trần Triệu Dương cũng không có khả năng phân thân ra để đi phá hủy những cứ điểm này, chỉ có thể để Nguyên Thu dẫn người của Long Tổ đi làm. Cũng may là người của Long Tổ phân bố ở khắp các nơi trong Tổ quốc, rất có ưu thế trong những nhiệm vụ như thế này. Sau khi trở lại biệt thự, Trần Triệu Dương bắt đầu bố trí cho Hồ Minh Lộc, anh muốn biến nơi này trở thành một căn cứ vừa có thể công vừa có thể thủ. Không sai, Trần Triệu Dương đang muốn thử bố trí trận pháp mà lão già kia dạy cho anh. Mặc dù anh không biết trận pháp này rốt cuộc có hữu dụng hay không, nhưng mà lão già kia nhất định sẽ không dạy mình mấy thứ vô dụng,
có lẽ trận pháp này thật sự thần kỳ giống như ông ấy nói vậy. Chỉ có điều, sau khi anh bố trí trận pháp xong rồi thì lại phát hiện thiếu một số thứ đồ, nếu như không có mấy vật này, căn bản là không có cách nào để khởi động trận pháp. Ngay lúc Trần Triệu Dương đang suy nghĩ có nên lừa gạt ít tài liệu từ tên nhà giàu nguyên thu kia không, thì Dulia đột nhiên khóc lóc chạy vào từ bên ngoài, theo sau cô ta là đám người Nam Cung Yến. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Triệu Dương tỏ vẻ khó hiểu, vội vàng mở miệng hỏi. Trần Triệu Dương, anh phải giúp em gái của em ấy bị người ta bắt cóc. Julia vừa khóc vừa nói với Trần Triệu Dương. Từ từ, em nói chậm lại một chút, sao em gái của em lại bị người ta bắt cóc được? Thực lực của người bắt cóc cô ấy mạnh đến mức nào chứ? Trần Triệu Dương không thể tin nổi, bởi vì mặc dù sức chiến đấu của Iris chẳng ra làm sao cả, nhưng tốc độ chạy trốn cũng rất lợi hại. Nếu như Trần Triệu Dương không có mắt nhìn xuyên thấu thì sợ là lúc trước muốn bắt Iris cũng có chút khó khăn. Em gái em tới Nam Phi một chuyến, kết quả là bị bộ lạc ở đó bắt cóc, bên kia gọi điện thoại về, nói đưa 10 xe lương thực và 2 xe vũ khí đạn dược đến để trao đổi, nếu không thì sẽ giết con tin. Lúc này cảm xúc của Julia mới ổn định lại được một chút, mở miệng nói. Nam Phi, sao lại chạy tới nơi xa như thế? Có biết cụ thể là nơi nào không? Trần Triệu Dương nhướng mày, hỏi. Là ở bộ lạc Somta, gần nước Brosso, nếu như, muốn đuổi theo tới đó thì trước tiên phải bay qua Brosso, sau đó xuống máy bay thì lái xe tới bộ lạc Somta. Julia nghe Trần Triệu Dương hỏi xong thì lập tức tỉnh táo, suy nghĩ rõ ràng nói. Em điều tra cũng kỹ càng thế nhỉ, nghe, Julia nói vậy, Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn, sợ là, Julia này đã có dự định từ trước, muốn mình tự ra tay, nếu không thì cũng sẽ không điều tra rõ ràng như thế. Ông xã, nếu không thì anh đi giúp, Julia đi, trong nước cô ấy có một mình, không thân thích gì, chúng ta là bạn của cô ấy, nếu như không giúp cô ấy thì cô ấy biết phải làm sao bây giờ, lúc này Nam Cung Yến đột nhiên mở miệng khuyên. Và lại, lúc hai chúng ta kết hôn còn chưa được hưởng tuần trăng mật mà, nhân dịp lần này ra ngoài coi như bù lại, Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương. Không hề nhúc nhích gì, bèn tung chiêu lớn. Hưởng tuần trăng mật thì phải đi. Nhưng mà ở bên Nam Phi cũng làm gì có chỗ nào hay để hưởng chứ, cái chỗ đó chiến tranh liên miên, hoàn toàn không có chút an toàn nào, nói không chừng một lúc nào đó lại có một quả tên lửa bay tới, chết thế nào cũng không biết. Với lại, quốc gia ở bên đó thay đổi quá nhanh, vô cùng hỗn loạn. Cho nên tới nơi đó căn bản là không được bảo vệ, chỉ có thể dùng thực lực của mình để nói chuyện. Nghe Nam Cung Yến nói muốn tới Nam Phi để hưởng tuần trăng mật, Trần Triệu Dương lập tức giật nảy mình, vội vàng nói. Cái gì, hỗn loạn như thế sao? Vậy làm sao bây giờ? Nếu như anh đi thì có thể gặp nguy hiểm không? Không được thì chúng ta thuê người đi giúp bọn họ một lần, không phải những người đó chỉ cần tiền sao? Cho bọn họ tiền luôn, bảo bọn họ trả người, như vậy hẳn là được nhỉ? Nghe Trần Triệu Dương nói nơi đó đáng sợ như Nam Cung Yến lập tức bị dọa sợ, ôm lấy cánh tay Trần Triệu Dương, vội vàng nói. Tiền, ở nơi khác thì tiền đúng là đồ tốt, nhưng ở bên Nam Phi thì tiền chính là thứ khốn kiếp. Lương thực và vũ khí đạn dược mới là trên hết. Nhưng mà đi đến chỗ đó, nếu như em muốn mua lương thực và vũ khí đạn dược cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn nữa, với lòng tham của những người ở Nam Phi này, cho dù có gom hết tất cả mọi thứ cho bọn họ, sợ là bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thả người, chắc chắn là sẽ đòi chúng ta nhiều hơn. Trần Triệu Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ban đầu, huyết lang của Trần Triệu Dương chinh chiến khắp nơi trên thế giới. Đương nhiên một nơi chiến tranh loạn lạc như Nam Phi chính là chỗ mà bọn họ thường xuyên ra vào, cho nên có thể nói là Trần Triệu Dương hiểu rất rõ nơi ấy. Vậy phải làm sao bây giờ, trong nháy mắt sắc mặt của Nam Cung Yến và Julia trở nên khó coi, nếu như đã nói như vậy rồi thì cho dù có đưa hay không đưa tiền cũng giống nhau cả, như vậy chỉ có một biện pháp, chính là nghĩ cách đi cứu viện. Mọi người cũng đã nghĩ tới thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, đi nghĩ cách cứu viện đi, Trần Triệu Dương thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn phải quay lại vùng đất kia, sau khi anh trở về đô thị, thì không có dự định quay lại nghề cũ nữa, nhưng tình hình bây giờ buộc anh phải làm vậy. Chỉ có điều, nếu như bắt buộc phải nghĩ cách để cứu viện, đối với nhóm người Trần Triệu Dương mà nói cũng không phải là chuyện khó, dù sao thì ai cũng đã từng trải qua cuộc sống trong quân đội rồi. Ông xã, em, trong lòng Nam Cung Yến lại thấy vô cùng xoắn xuýt, cô cảm thấy rất hối hận, cô sợ Trần Triệu Dương đi rồi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm đi bà xã, nếu như ở nơi đó, huyết lang của bọn anh mà dám nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu, trong mắt Trần Triệu Dương mang theo vẻ tự tin, ngạo nghễ nói.
Không sai, có bọn em ở đây, các chị cứ yên tâm đi. Lúc này, nhóm người Tật Phong cũng hùa vào theo, vẻ mặt hưng phấn nói. Bọn họ càng khát vọng được xông pha chiến đấu với Trần Triệu Dương một lần nữa, thể nghiệm nhiệt huyết chém giết kẻ địch, không ngờ rằng cuối cùng cơ hội này cũng đến, đương nhiên là bọn họ vô cùng phấn khích. Theo kế hoạch ban đầu của Trần Triệu Dương, chỉ mang theo tiểu đội huyết lang là được rồi, nhưng Nam Cung Yến lại cứ nằng nặc đòi đi theo, nên Trần Triệu Dương đành phải miễn cưỡng đưa Nam Cung Yến và bốn Yulia đi cùng. Bốn người Tật Phong đã rời đi trước đội của Trần Triệu Dương một bước, họ có đường dây riêng, dù sao nơi muốn đến cũng là vùng đất có loạn lạc chiến tranh như Nam Phi, chắc chắn phải chuẩn bị cho thật tốt, vì vậy bốn người bọn họ đã đi chuẩn bị. Khi đến sân bay, ba người Trần Triệu Dương đã đến phòng chờ hạng nhất, vốn dĩ ba người chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng sắp phải lên máy bay rồi. Nhưng ngay khi ba người vừa bước vào, thì gặp một người đàn ông mặc bộ đồ đi biển màu sắc sặc sỡ, đang ngồi trong nhà nhưng vẫn đeo một cặp kính râm to, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng và trên cổ tay còn có một chiếc vòng, nhìn bên ngoài có thể thấy giá trị cũng không hề rẻ, trên ngón tay của anh ta còn có một đê nhẫn màu xanh biếc, có vẻ như anh chàng này là một người giàu có. Anh này không đi một mình, phía sau anh ta là hai người đàn ông mặc vest và đeo kính râm, nhìn thì biết ngay là vệ sĩ. Ngay sau khi anh chàng này bước vào phòng chờ, anh ta chạy thẳng đến chỗ của Nam Cung Yến và Julia. Anh ta đã sống trên đời nhiều năm như vậy rồi, cũng đã gặp qua biết bao nhiêu là người đẹp, nhưng chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như thế này, và lại còn những hai cô, quả là hoàn hảo, cực phẩm trong cực phẩm mà. Hai người đẹp, không biết tôi có vinh hạnh được mời hai cô dùng bữa không? Nhậm Viễn mang theo nụ cười mà anh ta tự cho là đẹp trai ngời ngời bước tới trước mặt của Nam Cung Yến và Julia, sau đó mở miệng bắt chuyện. Cút, Nam Cung Yến và Julia cùng lúc thốt ra một chữ duy nhất với Nhậm Viễn. Nam Cung Yến căn bản vốn là người rất lạnh lùng, chỉ khi ở trước mặt Trần Triệu Dương, thì cô mới dịu dàng như nước, còn đối với người ngoài thì cô thật sự là một nữ hoàng băng giá. Julia thì khác, thường ngày cô ta rất cởi mở, nhưng bây giờ em gái của cô ta đã bị bắt cóc, cô ta còn tâm trạng nào nữa. Hơn nữa, Trần Triệu Dương đang ở gần đây, cô ta không thể để anh nghĩ rằng cô ta là một người phụ nữ tùy tiện được. Nhậm Viễn vừa nghe thấy điều này, anh ta đã vô cùng sửng sốt. Anh ta không ngờ rằng sẽ có người nói chuyện với mình như vậy, anh ta là ai chứ? Anh ta là đại đệ tử cấp cao nhất của Diêm Đại Sư, thường ngày đều được người khác nịnh nọt và tâng bốc, thế mà bây giờ có người bảo anh ta cút thì thật là hiếm thấy. Nhậm Viễn không những không tức giận mà còn cảm thấy hứng thú, chuyến đi và người thú vị như vậy, thật sự là lần đầu tiên anh ta gặp, cho nên nhất định phải tìm hiểu kỹ một chút. Vậy để tôi tự giới thiệu lại một lần nữa. Tôi tên là Nhậm Viễn. Tôi là đại đệ tử cấp cao nhất của Diêm Đại Sư, nói đến đây, khuôn mặt của Nhậm Viễn chợt lộ ra vẻ tự hào, có thể thấy anh ta rất tự mãn về thân phận của mình, nhất định nghĩ rằng điều này có thể khiến hai cô gái lạnh lùng này nghe xong sẽ cực kỳ ngưỡng mộ anh ta. Còn không tránh ra nữa thì tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ, sắc mặt Nam Cung Yến lạnh đi, sau đó nghiêm mặt lại và nói. Cái gì, nhìn thấy đối phương không có phản ứng gì khi nghe đến thân phận của mình, vẻ mặt của Nhậm Viễn đột nhiên thay đổi. Không phải chứ, ở chỗ này mà có thể gặp được đại sư Nhậm Viễn. Nhậm đại sư à, anh có thể xem bói giúp tôi được không? Ngay khi Nhậm Viễn cảm thấy mình sắp nổi điên lên, thì có một tiếng thét chói tai truyền đến. Sau đó một cô gái với vẻ ngoài khá xinh đẹp và thân hình cực kỳ bốc lửa vội chạy đến, nhìn Nhậm Viễn với vẻ ngạc nhiên và vui vẻ nói với anh ta. Nhậm đại sư, tôi đã nghe nói đến tên anh từ lâu rồi. Không ngờ lần này lại may mắn được đi cùng chuyến bay với anh. Không biết anh có thể giúp tôi xem bói một chút không? Cô gái ấy nhìn Nhậm Viễn với sự ngưỡng mộ, gương mặt tràn đầy đợi chờ. Cô ta biết rằng Nhậm Viễn này chỉ luôn xem bói cho những người giàu có và chưa bao giờ xem bói cho người thường, vì vậy cô ta đã tính đến chuyện bị từ chối nhưng vẫn muốn mạo hiểm một lần. Được chứ, gặp được nhau đương nhiên là duyên phận rồi. Không thành vấn đề, hơn nữa sẽ không lấy tiền của cô, sự phiền muộn lúc này trong lòng của Nhậm Viễn cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Xem ra vẫn có người biết đến anh ta là đại sư. Nghĩ đến đây, anh ta quay đầu lại nhìn Nam Cung Yến và Julia, chỉ thấy hai người phụ nữ này đang cười nói vui vẻ cùng một người đàn ông bên cạnh và không thèm để ý đến anh ta, điều này làm cho mũi của anh ta bắt đầu thấy khó chịu rồi. Cô gái, trong gia đình của cô chỉ có một người thân, không biết có đúng hay không, Nhậm Viễn thu lại ánh mắt, sau đó hướng ánh mắt về phía cô gái kia, lìa mắt nhìn một vòng rồi cuối cùng lên tiếng. À, Nhậm đại sư, những gì anh nói quá chuẩn rồi. Tôi được ba tôi nuôi lớn,
vì sinh khó nên lúc sinh tôi ra thì mẹ tôi đã qua đời rồi. Khi nghe những lời này của Nhậm Viễn, đôi mắt của cô gái ấy sáng lên, cô ta gật đầu lia lịa và nói. Còn nữa, sau khi trưởng thành thì cô đã trải qua một trận tai ương. Tai họa này hẳn là hỏa hoạn, không biết có đúng không, Nhậm Viễn vừa nghe lời cô gái ấy nói, thì khuôn mặt anh ta chợt lộ ra vẻ tự hào, rồi anh ta làm ra vẻ là một người rất ưu tú và nói với cô ta. Giọng Nhậm Viễn nói càng lúc càng lớn, chỉ để thu hút sự chú ý của Nam Cung Yến và Julia, anh ta không tin, lẽ nào cái danh tiếng đại sư của anh ta lại có thể thua cái tên nhãi nhép bám váy kia sao? Trời ơi, Nhậm đại sư, anh nói chính xác quá rồi. Năm tôi 20 tuổi đã trải qua một trận hỏa hoạn. Nếu không phải tôi mạng lớn, thì chắc là đã không còn sống ở trên đời nữa rồi. Nghe thấy những lời Nhậm Viễn vừa nói, cô gái này nhất thời hoảng sợ và la to một tiếng. Sau đó thì nắm chặt tay của Nhậm Viễn và nói với anh ta bằng thái độ vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Cô gái à, đừng kích động, bình tĩnh lại nào, mặc dù Nhậm Viễn ra vẻ khuyên nhủ như vậy, nhưng trong lòng anh ta cực kỳ đắc ý, anh ta muốn cho mọi người trong phòng chờ này biết được anh ta lợi hại như thế nào. Tiếng động ở đây đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, những người có khả năng mua vé máy bay ở khoang hạng nhất đương nhiên là những người không thiếu tiền. Và lại bọn họ cũng có người đã từng nghe đến danh tiếng của Nhậm Viễn. Qua, wow, quả nhiên là Nhậm đại sư thật rồi. Không ngờ có thể ngồi cùng chuyến bay với Nhậm đại sư, thật là vinh hạnh quá. Đúng vậy, cô gái đó thật là may mắn. Phải biết là bây giờ Diêm đại sư đã không ra tay nữa, nên tất cả đều sẽ do Nhậm đại sư xem tướng. Nghe nói chi phí để Nhậm đại sư trổ tài là hơn 10 triệu đấy. Mấy người không cập nhật tin tức gì cả. Bây giờ số tiền 10 triệu đó căn bản cũng không mời nổi Nhậm đại sư đâu, Nhậm đại sư bây giờ xem tướng không còn nhìn vào tiền nữa, mà là dựa vào duyên. Mọi người xung quanh đều nhìn cô gái với vẻ ghen tị. Họ thực sự muốn lên xem thử, biết đâu chừng có thể được xem tướng miễn phí thì sao. Chỉ có điều, hiện tại Nhậm đại sư đang xem tướng cho cô gái kia, quá trình đó không thể bị cắt ngang, cho dù bọn họ có vô cùng khát vọng cũng chỉ có thể ngồi yên tại chỗ. Ông xã, chuyện gì thế này? Anh ta thật sự biết xem tướng sao? Động tĩnh ở bên kia cũng hấp dẫn sự chú ý của Nam Cung Yến và Julia, cô bèn hiếu kỳ hỏi Trần Triệu Dương. Julia lại càng tò mò hơn, cô ta là người châu Âu, rất có hứng thú với nền văn minh của Hoa Hạ, mấy cái thuật xem tướng và phong thủy này cô ta cũng có nghe nói tới, chỉ cho rằng đó là thần thoại và truyền thuyết được bịa ra, không ngờ lại thật sự gặp được. Xem tướng, hừ. Các em có để ý trên cổ của cô gái kia có đeo một sợi dây chuyền, trong đó cài ảnh chụp của một người phụ nữ từ lâu lắm rồi không? Trần Triệu Dương cười lạnh, đại sư cái gì chứ, đại sư lừa đảo mới đúng. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, hai người phụ nữ lập tức nhìn về phía cổ của cô gái, đúng là đã phát hiện ra. Đúng vậy, nhưng cái này thì liên quan gì đến xem tướng, Julia khó hiểu hỏi, cô ta rất tò mò cái gọi là tướng thuật này là gì. Các em đã thấy rồi. Vậy thì chắc cũng hiểu một cô gái thời thượng như cô ấy sẽ không bao giờ đeo những thứ không hợp thời trang ở trên người. Các em có nghĩ chiếc vòng cổ có một bức ảnh cũ rất thời trang không? Trần Triệu Dương lắc đầu rồi tiếp tục hỏi. Hai người cùng lắc đầu, sự phối hợp này chắc chắn không hợp mốt mà còn rất quái lạ. Nếu đã như vậy thì tại sao cô gái này lại đeo một chiếc vòng cổ như vậy? Trừ khi người phụ nữ đó là người thân nhất của cô ấy, hơn nữa nhìn vào sự cũ kỹ của bức ảnh. Có thể đoán được người này không còn sống nữa, Trần Triệu Dương giải thích. Qua, hóa ra là thế. Tai nạn thì sao? Làm sao mới có thể thấy được? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, hai người bỗng nhiên mở to hai mắt, sau đó tò mò hỏi. Chuyện này còn đơn giản hơn. Nhìn cổ của cô ấy quấn một chiếc băng đô, nhưng lại có chỗ lộ ra ngoài, có phải là có vết sẹo không? Nếu có một chút kiến thức về y học, sẽ biết vết sẹo này là do bị bỏng, nhìn vào vết sẹo. Có thể biết vết sẹo này chưa lành được bao lâu, vì vậy nói nó có ở sau khi thành niên cũng không quá đáng. Đối với một người phụ nữ, suýt chút nữa bị hủy dung có phải là một tai nạn lớn hay không? Trần Triệu Dương bất đắc dĩ mà giải thích. Anh đã cùng lão già chạy khắp nơi từ khi còn nhỏ, không biết đã thấy bao nhiêu chuyện như vậy rồi, nếu anh muốn trở thành đại sư thì càng phải giống người này. Thì ra là thế, thật là đáng ghét, có muốn vạch trần bộ mặt thật của anh ta không? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Đột nhiên Nam Cung Yến hơi phẫn nộ, lập tức hỏi, em có tin hay không, nếu bây giờ em đứng ra nói tên Nhậm Viễn kia là kẻ lừa đảo, chắc chắn sẽ không có người tin, nhất định sẽ bị chỉ trích. Loại chuyện như một người sẵn sàng đánh, một người sẵn sàng chịu đựng, cho dù em có đi lên nói cũng vô dụng,
người ta sẽ nói em lo chuyện bao đồng. Trần Triệu Dương lắc đầu, không có cách nào quản được loại chuyện này. Vậy thì cứ mặc kệ đối phương nói dối sao, Nam Cung Yến hơi khó chịu, tức giận nói. Các vị hành khách, đi tới, lúc này trên đài bắt đầu thông báo tin tức đăng ký chuyến bay của bọn họ, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dẫn đường cho đám người Trần Triệu Dương đi đăng ký. Lập tức phải lên máy bay, đương nhiên Nam Cung Yến sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa. Còn Nhậm Viễn lại cảm thấy hơi đáng tiếc, vốn dĩ anh ta còn nghĩ sau một loạt hành động như vậy nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của hai người đẹp này, không ngờ lại không có một chút phản ứng nào, điều này khiến Nhậm Viễn hơi chán nản. Bởi vì máy bay chuẩn bị cất cánh, anh ta không thể để lỡ lộ trình chỉ vì tán gái được. Nhưng mà sau đó có một chuyện khiến Nhậm Viễn cảm thấy dễ chịu hơn, bởi vì anh ta không chỉ phát hiện ra người đẹp vừa rồi ngưỡng mộ anh ta đã lên chuyến bay mà anh ta đi, hai người đẹp tuyệt chân kia cũng đi lên chuyến bay này. Điều này khiến trong lòng Nhậm Viễn cảm thấy rất vui vẻ, đây không phải là cho anh ta một cơ hội sao? Cần phải nắm bắt cơ hội, hai người đẹp tuyệt trần như vậy, hơn nữa có vẻ như là hàng còn nguyên vẹn, cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ đến đó, nước miếng của Nhậm Viễn cũng sắp chảy xuống. Lúc này anh ta lên máy bay với tốc độ nhanh nhất, ba người Trần Triệu Dương cùng nhau lên máy bay, điều khiến cả ba người bọn họ bất đắc dĩ là mặc dù ba người bọn họ ngồi cùng nhau, nhưng tên Nhậm Viễn lại ngồi ở bên cạnh bọn họ. Cách có một lối đi. Vốn dĩ Nam Cung Yến và Julia đã tính đến chuyện này rồi, Trần Triệu Dương ngồi ở giữa, cả hai có thể ngồi ở bên cạnh anh. Tuy nhiên, bên cạnh lối đi là cái tên khó ưa, Nam Cung Yến và Julia cũng không muốn ngồi cạnh cái tên này, cho dù có cách một lối đi cũng không được. Cuối cùng, Julia chỉ có thể ngồi ở phía trong cùng, còn Trần Triệu Dương ngồi ngoài cùng và Nam Cung Yến ngồi ở giữa, điều này khiến Julia ghét cái tên Nhậm Viễn này đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên Nhậm Viễn không biết chuyện này, lúc này trong lòng anh ta cũng rất phiền muộn, còn tưởng rằng mình có thể gần gũi với người ta, nhưng không ngờ người ngồi bên cạnh mình lại là người đàn ông đi cùng với hai người đẹp này, mặc dù người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng mà đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn. Ngay khi Nhậm Viễn đều dồn sự chú ý lên hai người đẹp, cô gái ngưỡng mộ Nhậm Viễn cũng đi tới, hiển nhiên là cô ta thực sự rất ngưỡng mộ Nhậm Viễn, vừa rồi cô ta còn chưa xem tướng xong, còn muốn biết hướng đi vận mệnh của mình. Vì vậy, sau khi lên máy bay, cô gái đó đã đến thẳng chỗ của Nhậm Viễn. Vốn dĩ cô gái không có ngồi cạnh Nhậm Viễn, dù sao cô gái đó vẫn là một người đẹp, van nài anh trai nhỏ một hồi, cuối cùng thì anh trai nhỏ cũng đỏ mặt đồng ý. Sau đó, cô gái đó đã lấy được chỗ ngồi bên cạnh Nhậm Viễn như mong muốn. Nhậm đại sư, anh hãy giúp người ta nhìn xem vận thế năm nay của người ta như thế nào, cô gái không thèm để ý đến chuyện bây giờ Nhậm Viễn đã hoàn toàn bị Nam Cung Yến và Julia quyến rũ, mà nắm lấy cánh tay của anh ta, giọng nói thâm tình, chân thành vang lên. Sau khi xuống máy bay, tôi sẽ xem tướng cho cô một lần nữa, Nhậm Viễn hơi nhíu mày rồi hất tay người phụ nữ ra, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Trần Triệu Dương. Hả, Trần Triệu Dương hơi sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Cho anh 1.000 đồng, đổi chỗ ngồi đi, Nhậm Viễn hoàn toàn không nhìn ra quần áo trên người Trần Triệu Dương là nhãn hiệu gì, trong mắt chợt hiện lên vẻ khinh thường. Sau đó từ trong túi lấy ra 1.000 đồng, kiêu ngạo nói với anh. Cút! Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Nhậm Viễn, sau đó phun ra một chữ. Nhậm Viễn đã nghĩ đối phương sẽ quyết định đứng dậy đổi chỗ với anh ta, dù sao thì nhìn quần áo ở trên người của đối phương, e rằng cũng là một kẻ không có nhiều tiền, lúc này anh ta tốn 1.000 đồng để đổi chỗ ngồi thì chắc chắn đối phương sẽ rất biết ơn. Nhưng mà anh ta không ngờ người này lại nói năng thô lỗ với mình như vậy. Điều này khiến sắc mặt của Nhậm Viễn bỗng nhiên tối sầm xuống. Kể từ khi trở thành học trò của Diêm Đại Sư, đây là lần đầu tiên có người thô lỗ với anh ta như vậy, trong lúc nhất thời, anh ta cảm thấy hơi không quen rồi sau đó cơn tức giận bùng lên. Người đẹp không khách sáo với anh ta thì đó là đặc quyền của người ta. Anh là một người đàn ông, cho dù có đẹp trai đi chăng nữa thì điều đó cũng tuyệt đối không được phép. Nhãi danh, anh có biết nếu nói chuyện như thế sẽ mang đến tai họa cho mình hay không? Đôi mắt của Nhậm Viễn u ám, nghiêm nghị nói. Thưa anh, mời anh hãy trở lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn, máy bay sẽ lập tức cất cánh. Cảm ơn anh đã hợp tác, đúng lúc này, một nữ tiếp viên hàng không mặc đồ lụa đen đi tới, tức giận nói với Nhậm Viễn. Coi như là thằng nhãi anh may mắn, nghe thấy lời nói của tiếp viên hàng không, Nhậm Viễn chợt chán nản mà nói. Phải là anh may mắn mới đúng, Trần Triệu Dương lắc đầu, tỏ ra hờ hững không quan tâm. Không sai,
nếu cô tiếp viên hàng không ấy không đổi chỗ ngồi xa cho Nhậm Viễn thì có lẽ kết cục đang chờ đợi anh ta sẽ rất thê thảm. Không lâu sau đó, máy bay cất cánh. Sau khi máy bay đã vững vàng, Nhậm Viễn lập tức tháo dây an toàn ra, đứng dậy lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, nói, vừa rồi anh nói cái gì đấy? Có ngon thì lặp, lại nữa đi. Anh hơi nhíu mày, rõ ràng thằng ôn này đang kiếm chuyện đây mà. Anh bị điên à, chưa uống thuốc hay sao, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Trần Triệu Dương tháo dây an toàn ra rồi ấn nút gọi. Chào quý khách, xin hỏi anh cần gì ạ? Một nữ tiếp viên hàng không cao giáo có khuôn mặt ngọt ngào đi đến, nhẹ nhàng hỏi. Gọi quản lý đến đây một lát, ở đây có một tên điên làm phiền chúng tôi, Trần Triệu Dương nhìn lướt qua Nhậm Viễn đang đứng bên cạnh chừng mình, nói thẳng. Nhậm Viễn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ người này lại xử sự thế này. Điều này làm cho anh ta cực kỳ kinh ngạc vì hướng đi hoàn toàn không xảy ra như mình dự đoán. Thưa quý khách, mời anh trở lại vị trí của mình, nếu như anh cần gì thì có thể gọi tôi, nhưng xin đừng quấy rầy những hành khách khác, cảm ơn sự phối hợp của quý khách. Nét mặt của tiếp viên hàng không không thay đổi, vẫn hòa nhã mỉm cười khuyên Nhậm Viễn. Anh có hiểu phép tắc gì không vậy? Làm cái gì thế? Đi học bị bắt nạt cũng đòi mách giáo viên sao? Hay là về nhà ỉm bố mẹ, tưởng mình còn đi học à? Anh bảo họ phạt tôi thử xem, nghe cô ấy nói vậy, Nhậm Viễn không để ý đến mà cười lạnh, tiếp tục nói với Trần Triệu Dương. Thưa quý khách, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, xin hãy dừng việc quấy rầy hành khách khác lại ngay. Nếu không quản lý trên máy bay của chúng tôi buộc lòng áp dụng biện pháp an ninh với anh, mặc dù nụ cười trên gương mặt cô tiếp viên vẫn còn nhưng đã có chút khó coi. Hừ, cô làm thử xem, cô có biết tôi rất thân với ông tổng của công ty hàng không các cô không? Hơn nữa, nếu lát nữa trên chiếc máy bay này xảy ra sự cố gì thì các cô tìm ai để giải quyết? Có tin tôi bỏ xó đó không? Nhậm Viễn kiêu căng đe dọa. Lời nói của anh ta khiến cho cô tiếp viên nhíu mày, những hành khách xung quanh cũng nghe thấy. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Họ đang ở trên máy bay, nếu máy bay xảy ra sự cố gì thì chẳng phải các hành khách như họ sẽ bị liên lụy sao? Dù gì cũng đang ở trên độ cao 10.000 mét, lỡ như có chuyện không may thì ai cũng đừng hòng thoát nạn. Trần Triệu Dương lắc đầu, người này đúng là đần độn, dạo oai cũng được, ngạo mạn cũng thế, nhưng chẳng lẽ có cái óc cũng không chịu mang. Đang ở trên máy bay cao 10.000 mét đấy trời ạ, bất cứ vấn đề nào đều sẽ bị nghiêm túc xử lý. Vậy mà cái tên này lại nói thế ngay trước mặt mọi người, có lẽ kết cục sẽ thảm lắm đây. Nữ tiếp viên hàng không nghe vậy thì hơi dè chừng, lặng lẽ ấn thiết bị báo động trong tay. Chẳng mấy chốc, hai nhân viên quản lý cao o đi đến, cô ấy thì thầm chuyện vừa rồi cho hai người. Vừa nghe xong, nét mặt họ trở nên nghiêm túc, cảnh giác. Nhìn Nhậm Viễn. Thưa quý khách, anh đang đe dọa chúng tôi, làm quấy nhiễu trật tự nơi công cộng, gây khủng hoảng cho. Các hành khách. Xin hãy rút lại lời nói của mình, nếu không chúng tôi sẽ bắt giữ anh theo luật, một nhân viên quản lý lạnh lùng nói với anh ta. Thấy hai người họ đứng ra, trong lòng Nhậm Viễn chột dạ nhưng vẫn không cho là mình sai nên vẫy tay, hai tên vệ sĩ ở đằng sau lập tức đứng dậy chắn trước. Mặt anh ta, anh muốn làm gì, anh đang hành động như một băng nhóm tội phạm đấy, chúng tôi sẽ bắt giữ anh, hai nhân viên quản lý thấy tình hình như vậy thì lòng trùng xuống, rút rùi cui điện trong tay ra. Bật công tắc rồi đột nhiên xông về phía hai vệ sĩ của Nhậm Viễn. Trần Triệu Dương biết rõ hai tên vệ sĩ kia đều là người quen đấm đá, nếu chống lại trực diện thì hai nhân viên quản lý không thể nào là đối thủ của họ. Vì vậy, hai tay vệ sĩ đang chuẩn bị đánh trả thì đột nhiên cảm giác nửa người mình tê dại, không thể kiểm soát. Hai nhân viên quản lý không rõ là chuyện gì nhưng vẫn chạm rùi cui điện vào hai người kia, làm cho họ bị giật điện đến cứng người. Mấy người làm gì vậy hả? Tôi nói cho mấy người biết, tôi rất thân với ông tổng của công ty hàng không mấy người đấy, dám làm gì tôi à, có tin tôi khiến mấy người bị sa thải không, thấy dáng vẻ thê thảm kia của hai tên vệ sĩ mình mang đến, Nhậm Viễn tức khắc hốt hoảng, giữ tợn đe dọa hai nhân viên quản lý. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó dùng tốc độ nhanh nhất thúc chân vào bụng Nhậm Viễn, sau đó chạm rùi cui điện vào ngay khi anh ta cúi người xuống. Á, Nhậm Viễn bị giật điện run rẩy cả người. Hai mắt trợn trắng, trong miệng chỉ có thể phát ra âm tiết vô nghĩa. Cả tâm trí anh ta đều chìm trong nỗi sợ hãi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mấy người kia không sợ bị sa thải hay sao? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy? Tại sao kết quả lại thành thế này chứ? Nhậm Viễn suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không rõ, cứ thế đờ người ra trong khi vẫn nghỉ vấn đặt câu hỏi.
Nam Cung Yến và Julia không biết nên nói gì, hai người còn nghĩ rằng Trần Triệu Dương sẽ dũng mãnh ra tay dần cho tên Nhậm Viễn này một trận, vì với thực lực của anh mà muốn trừng trị Nhậm Viễn thì thật sự không còn gì đơn giản hơn. Thế mà Trần Triệu Dương chỉ nói mấy câu thôi đã có thể gài anh ta vài chòng, quả là đáng sợ mà. Trần Triệu Dương, nghe Nhậm Viễn này nói thì có vẻ anh ta quen biết với ông tổng công ty hàng không của họ đấy. Chẳng lẽ hai nhân viên quản lý và cô tiếp viên này không sợ bị sa thải sao? Nam Cung Yến khó hiểu hỏi anh. Tên ngu ngốc này nói ra những lời như thế trên máy bay, nhân viên quản lý không bắt anh ta thì bắt ai? Lời đe dọa của anh ta mà đem so với mạng sống thì có là gì đâu. Nếu cứ để mặc tên này sắng bậy thì hậu quả họ phải chịu không đơn thuần chỉ là bị sa thải mà còn là máy bay gặp sự cố. Nếu em là họ, em sẽ chọn cái nào? Trần Triệu Dương giang hai tay ra. Bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Yến và Julia. Và lại, nếu ra tay đánh tên ngu ngốc này ngay trên máy bay thì mặc dù anh có cách thoái thác nhưng cũng sẽ rất phiền toái, mà vừa hay tên này tự ăn nói ngông cổng nên cũng cho anh cơ hội, Trần Triệu Dương nói tiếp. Anh đúng là xấu xa, không ngờ lại dùng cách đó đấy, nghe những lời này của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến và Julia đều vô cùng bội phục. Dùng cách đơn giản nhất để xử lý chuyện phức tạp, rất phù hợp với lối kinh doanh của doanh nhân. Anh xấu xa như vậy mà không làm doanh nhân thì quá tiếc, Nam Cung Yến đùa. Cái này không phải xấu xa mà là thông minh, Trần Triệu Dương trợn mắt nhìn cô, buồn bực phản bác. Không còn bị Nhậm Viễn quấy rầy, cả chặng đường cực kỳ yên tĩnh, khoang hạng nhất đúng là rất dễ chịu, nhất là trên loại máy bay hàng không quốc tế này. Nếu phải ngồi ở khoang phổ thông mười mấy tiếng đồng hồ thì thật sự quá mệt mỏi, may mà ghế ngồi trong khoang hạng nhất có thể điều chỉnh thành giường nằm. Tuy nhiên, với thực lực của Trần Triệu Dương và hai cô gái thì cho dù có phải ngồi mười mấy tiếng cũng không thành vấn đề. Cô gái định xin Nhậm Viễn xem tướng giúp mình hoàn toàn ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp phải loại chuyện thế này, nhưng cô ta không dám gây sự với bọn Trần Triệu Dương vì đến cả một đại sư như Nhậm Viễn cũng phải chịu thua cơ mà, cô ta không muốn bị còng tay theo đâu. Suốt chuyến bay đều bình lặng, mười mấy giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay Brussels. Nhóm ba người Trần Triệu Dương đi xuống. Tình cờ nhìn thấy nhân viên quản lý đang áp giải Nhậm Viễn xuống, bộ dạng bây giờ của anh ta cực kỳ tiêu tụy, rõ ràng là bị còng tay suốt mười mấy tiếng đồng hồ cũng không vui vẻ gì. Khi nhìn thấy Trần Triệu Dương và hai cô gái, trong mắt Nhậm Viễn hiện lên vẻ phẫn nộ và oán hận, cứ nhìn chòng chọc vào anh. Vốn đến đây để hưởng thụ nhưng cuối cùng lại bị áp giải mà tới, Nhậm Viễn thầm thề trong lòng rằng nhất định phải báo thù. Chúng ta đi thôi, loại người như vậy không đáng để thương hại, thấy cảnh này. Trần Triệu Dương giữ Nam Cung Yến lại, dẫn hai người ra sân bay. Sau khi ra ngoài, ba người còn chưa đứng được một lúc thì có một chiếc xe Việt dã đen tuyền chạy đến, lái xe là một người đàn ông trung niên. Nào, lên xe thôi, thấy người đó, anh lập tức nở nụ cười, đồng thời nhét vali vào trong cốp xe. Ông ấy là, Nam Cung Yến nghỉ hoặc hỏi, đây là ai vậy? Chị dâu, em là Tật Phong đây, khi cô hỏi câu đó. Tài xế trung niên nhoẻn miệng cười làm lộ ra hàm răng vàng khè, nói. Tật Phong, sao cậu lại biến thành thế này? Tôi không nhận ra được cậu luôn, nghe thấy giọng của Tật Phong, cuối cùng Nam Cung Yến mới tin đó là cậu ta. Cô rất tò mò tại sao cậu ta lại có thay đổi lớn đến vậy. Julia thì không thấy kỳ lạ, vì lúc đầu khi gặp những người này cô ta đã được thấy quá nhiều điều thần kỳ ở họ. Chị dâu, tạm thời chúng em không được để ai biết mình tới đây nên đành phải cải trang. Thế này thì cho dù gặp phải người quen thì cũng không sao cả, Tật Phong cười nói. Trần Triệu Dương, làm sao anh biết đó là Tật Phong? Nếu cậu ấy không lên tiếng thì em cũng không nhận ra, Nam Cung Yến tò mò nhìn Trần Triệu Dương. Bọn anh là chiến hữu có thể giao phó mạng sống cho nhau, dù cậu ta biến thành dáng vẻ kỳ lạ hơn thì anh vẫn có thể nhận ra thông qua một số chi tiết. Anh mỉm cười, mối quan hệ của họ đã thân thuộc đến mức không phải chỉ dựa vào mắt để nhận biết, nhiều khi đó còn là một loại trực giác. Hai người nắm rõ nơi này lắm sao, cô biết Tật Phong và những người khác đến đây trước để chuẩn bị, thấy Trần Triệu Dương lộ ra vẻ hoài niệm khi xe đi qua các con đường thì tò mò hỏi. Coi như là thế đi, anh từng làm vài nhiệm vụ ở đây, anh rời mắt sang chỗ khác, trả lời. Nơi này là thành phố M, thủ đô của đất nước. Brussels, cả con đường, thôn xóm và kiến trúc ở hai bên đường đều bộc lộ sự thê lương và thảm thiết, đâu đâu cũng là dấu vết chiến tranh. Thậm chí thỉnh thoảng họ còn có thể nghe thấy tiếng đại bác, nếu là ở nước Hoa thì tuyệt đối không thể thấy được. Đằng trước có người cầm súng và đạn cối kìa, giữa lúc đó, Nam Cung Yến đột nhiên chỉ vào hai người da đen đang xách súng côi trên con đường ở phía đối diện,
một người khác thì ôm cây súng máy, trên người treo không ít lựu đạn, nhìn hoàn toàn không giống như đạo cụ, chắc chắn là hàng thật. Vợ ơi, cái này bình thường lắm, nhưng đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ các em, nói rồi Trần Triệu Dương vỗ vỗ Tật Phong đang ngồi lái xe ở đằng trước. Cậu ta hiểu ý, lập tức từ phía trước lấy hai cái huy hiệu ra đưa cho anh. Vợ, Julia, hai người cầm đi, lỡ chúng ta có lạc nhau, hai người gặp phải nguy hiểm thì đưa vật này cho đối phương xem, vừa nói, anh vừa đưa hai chiếc huy hiệu cho hai người. Đây là, nhận lấy hai chiếc huy hiệu, Nam Cung Yến và Julia nghỉ hoặc hỏi. Trên huy hiệu chỉ có một con sói màu đỏ, ngoài nó ra thì không còn gì khác. Đây là huy hiệu thường được sử dụng trong tổ chức. Huyết lang bọn anh, hai em cầm đi, nếu dùng nó thì 90% sẽ được cứu đấy, Trần Triệu Dương mỉm cười, kiêu ngạo nói. 90%, vậy 10% còn lại thì sao, nghe anh nói vậy, trái tim Julia run lên, vội vàng hỏi. 10% còn lại là nhân tố không xác định, vì ở đây mỗi ngày đều xảy ra trò đổi thủ lĩnh, anh cũng không biết mấy tay thủ lĩnh mới có biết huyết lang hay không, lỡ như không thì sẽ nguy hiểm lắm, Trần Triệu Dương hơi bất đắc dĩ. Thật ra còn có một nghĩa khác nữa, ở đâu cũng có mặt tốt mặt xấu, mặc dù hơn 90% thế lực tại thành phố này đều có mối quan hệ hữu hảo với huyết lang, nhưng còn một số thế lực chưa biết họ hoặc mới xuất hiện thì huyết lang không nắm rõ cụ thể, có lẽ bọn người này sẽ xem họ là kẻ địch. Các anh ở đây lợi hại thế sao? Nam Cung Yến nghe xong lời anh nói thì hơi phấn khích, nếu nơi này an toàn đối với Trần Triệu Dương thì có phải cô có thể xem đây như một chuyến du lịch rồi không? Không những thế. Là chuyến du lịch tuần trăng mật đấy. Nghĩ đến đây, cô hơi thẹn thùng nhìn Trần Triệu Dương. Đương nhiên anh cũng cảm nhận được ánh mắt của vợ mình, điều này làm cho lòng anh nóng như lửa đốt. Vừa lúc đó, đạn cối bùng nổ ở phía trước cách xe bọn họ không xa, Tật Phong nhanh chóng đạp thắng phanh xe lại rồi thoăn thoắt xuống xe, mở cửa ra làm chỗ núp, trong tay xuất hiện một cây súng trường bán tự động. Đằng sau thùng rác bên trái 100 mét phía trước, sau rèm cửa đỏ hướng 2 giờ. Đôi mắt Trần Triệu Dương hiện lên vẻ lạnh lùng, không ngờ có kẻ dám cản xe anh lại còn trong lúc vợ anh cũng đang ở đây nữa. Vừa mới nói với hai cô gái rằng 90% thế lực nơi này đều hữu hảo với họ, giờ thì đụng phải 10% còn lại, thật sự là vả mặt quá đau. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tật Phong nhanh chóng bắn hai phát súng về hướng 2 giờ, bắn xong, cậu ta đứng dậy thu súng, lên xe tiếp tục lái về phía trước. Nam Cung Yến và Julia bị hành động của Tật Phong làm cho kinh ngạc, vậy là xong chuyện rồi sao? Quả là vậy, khi xe đi, họ vừa lúc nhìn thấy đằng sau thùng rác có một kẻ ngã xuống đất, còn người nấp sau rèm cửa tầng 2 thì không thấy đâu. Sắc mặt của Nam Cung Yến và Julia trở nên khó coi, vì kẻ đó bị bắn ngay đầu, dáng vẻ trông rất kinh tởm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là những chuyện xảy ra hàng ngày ở các khu vực bị chiến tranh tàn phá, nếu đã tới đây thì phải làm quen mới được, nhìn hai người như vậy, mặc dù Trần Triệu Dương hơi đau lòng, nhưng cũng không an ủi quá nhiều. Dù sao sau này bọn họ còn phải ở lại đây một thời gian ngắn, phải để hai người họ thích ứng với hoàn cảnh ở đây mới được. Tật Phong, cắm cờ lên đi, nhìn sắc mặt hai người họ đều không tốt, Trần Triệu Dương sợ rằng sẽ lại có mấy quả rocket không có mắt bay về phía xe của bọn họ, nên trực tiếp nói với Tật Phong. Vâng, đại ca, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tật Phong gật đầu, móc một lá cờ trong ngực áo ra, ló người ra, cắm cờ vào cạnh kính chắn gió. Đó là một lá cờ màu đỏ, phía trên thêu hình chó sói, trông rất dũng mãnh. Quả nhiên, sau khi cắm cờ lên, dọc đường, xe bọn họ đi vô cùng suôn sẻ, không bị ai bắn lén nữa. Rất nhanh, xe đến một khách sạn ở trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài, khách sạn này cũng không phải loại đặc biệt sang trọng. Nhưng sau khi đi vào, Nam Cung Yến và Julia lập tức hưng phấn. Bởi vì đồ trang trí bên trong thật sự quá xa hoa. Lâu nay vẫn chỉ thấy những bức tường đổ nát, bây giờ mới thấy được một kiến trúc hoàn chỉnh, sang trọng, khiến người ta thích thú như vậy, hai người rất vui vẻ. An ninh của khách sạn này thế nào? Nam Cung Yến và Julia nhìn nhau rồi mở miệng hỏi. Hai người cũng không muốn đang ngủ lại bị người ta chĩa súng vào đầu. Dù sao thì thời gian vừa rồi. Chuyện này xảy ra quá nhiều, nơi này thật sự quá hỗn loạn, hai người đều không dám tin tưởng. Yên tâm đi, khách sạn này do một người giàu có vô cùng nổi tiếng ở đây xây dựng, bất kể là quân đội chính quy hay quân nổi loạn cũng đều không dám đến khách sạn của ông ấy gây chuyện, cũng không có ai dám đánh đến đây, Trần Triệu Dương cười nói. Nghĩ đến ông già vóc người thấp bé mà cái gì cũng thích lớn đó,
Trần Triệu Dương lập tức cười lên. Ông ấy tên La Sâm, là một doanh nhân, thứ gì ông ấy cũng dám kinh doanh, hơn nữa, ông ấy vận chuyển hàng hóa khắp lục địa Nam Phi, không có nơi nào ông ấy không dám đến, Trần Triệu Dương giải thích tiếp. Ông ấy có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không sợ bị cướp sao, nghe Trần Triệu Dương giải thích, Julia bật thốt lên. Dù sao lục địa Nam Phi cũng là nơi hồn loạn như vậy, chuyện bị cướp không phải rất bình thường sao? Sẽ không có ai ngu đi cướp của ông ấy cả, vì nếu ông ấy xảy ra chuyện, thì toàn bộ Nam Phi sẽ tê liệt. Lục địa Nam Phi có một câu nói được lưu truyền rộng rãi. Nam Phi có thể không có bất kỳ ai, nhưng nhất định phải có La Sâm. Như vậy đã đủ cho thấy tầm quan trọng của ông ấy, Trần Triệu Dương lắc đầu, vô cùng khẳng định nói. Bởi vì La Sâm đã từng bị bắt cóc một lần, mà lần đó có thể nói là lần bạo loạn lớn nhất toàn bộ lục địa Nam Phi. Gần như tất cả các nước đang có chiến tranh và các nước không có chiến tranh cũng đều bị cuốn vào. Lần đó, người bắt cóc La Sâm bị tra tấn suốt mười mấy ngày mới chết, mà trong tình trạng rối loạn đó, mấy trăm ngàn người cũng chết do ảnh hưởng. Từ đó trở đi, toàn bộ lục địa Nam Phi, không ai dám dòm ngó La Sâm nữa. Cho dù thật sự có người có ý tưởng hay kế hoạch bắt cóc ông ta, cũng sẽ bị người ngoài ngăn chặn, thậm chí bị tố giác, kết cục cuối cùng vô cùng thê thảm. Thật ra thì nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, đội buôn của La Sâm nắm trong tay hơn 60% hoạt động thương mại của cả lục địa Nam Phi. Nếu ông ta xảy ra chuyện, thì việc kinh doanh quốc tế của ông ta cũng sẽ dừng lại. Như vậy không bạo loạn mới lạ. Đúng lúc đó, cửa khách sạn bị đẩy ra, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào, người đi đầu lại là Nhậm Viễn đã bị nhốt lại. Điều này khiến cho mấy người Trần Triệu Dương đang chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng sửng sốt. Xem ra Nhậm Viễn này cũng có chút bản lĩnh, mới nhanh như vậy mà đã được thả ra, hơn nữa chỉ chậm hơn bọn họ một bước mà thôi. Thằng nhãi, mày giỏi lắm, nhớ đấy, nhất định phải đàng hoàng ở trong khách sạn, một khi mày ra ngoài, vậy thì, bùm, Nhậm Viễn liếc thấy Trần Triệu Dương, lập tức bước nhanh tới, mặt đây giận dữ nhìn anh, rồi miệng anh ta bắt bước một tiếng nổ. Bùm một tiếng, đầu mày sẽ bị nổ tung, ha ha, Nhậm Viễn cười như điên, uy hiếp Trần Triệu Dương. Thù hận của anh ta với Trần Triệu Dương bây giờ khiến anh ta quên mất bên cạnh còn có hai cô gái sắc nước hương trời. Ngu ngốc, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, rồi bảo. Tật Phong làm thủ tục nhận phòng. Cho tôi một phòng tổng thống ở đây đi, thấy Trần Triệu Dương không để ý tới mình, mặt Nhậm Viễn tức khắc lộ ra vẻ giận dữ, vỗ một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, hung hăng nói với nhân viên lễ tân. Xin lỗi anh, phòng tổng thống đã được đặt, bây giờ chỉ có phòng giường lớn thôi. Hiển nhiên tư chất của nhân viên lễ tân vô cùng cao, cô ấy trực tiếp dùng tiếng Hoa Hạ nói chuyện. Cái gì, cô bảo tôi ở phòng giường lớn ấy hả? Có lầm không đấy, có biết tôi tới làm gì không? Là ông chủ của các người tự mình gọi điện thoại, mời tôi sang đây xem bệnh, cô lại đối xử với tôi vậy sao? Có tin tôi gọi một cuộc điện thoại, sẽ khiến cô cuốn gói cút khỏi đây không? Nhậm Viễn nghe xong, phát giận tại chỗ, chỉ cô nhân viên lễ tân mà quát lên. Anh à, thật sự xin lỗi. Quả thật phòng tổng thống đã được đặt trước hết rồi. Hơn nữa, ông chủ của chúng tôi cũng không bảo chúng tôi để dành phòng tổng thống cho anh. Vậy nên, vô cùng xin lỗi anh mặc dù ngoài miệng cô lễ tân cực kỳ khách khí, nhưng giọng lại rất kiên định. Được, được lắm, vậy tôi đi đây. Nếu ông chủ các, người trách tội thì cũng không phải vấn đề của tôi đã tới nhưng lại chịu đãi ngộ bất công. Hơn nữa các người cũng đừng mong mời tôi đến khám bệnh nữa, ông chủ của các người sống chết thế nào cũng không liên quan đến tôi. Giọng Nhậm Viễn ngày càng lớn, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với việc mình bị đối xử như vậy. Thưa anh, xin hãy dừng bước, đợi tôi gọi điện thoại, nhân viên lễ tân nhìn thấy đối phương có vẻ không nói dối, nhất thời cô ấy hơi dao động. Lỡ như người này nói sự thật, vậy thì kết cục của cô ấy sẽ vô cùng thê thảm. Giờ cô gọi luôn đi, Nhậm Viễn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi đặt mông ngồi xuống ghế salon cạnh quầy lễ tân, dùng ánh mắt u ám nhìn Trần Triệu Dương. Sau khi nghe Nhậm Viễn nói vậy, Trần Triệu Dương nhíu mày lại. Ý của Nhậm Viễn là, La Sâm đang bị bệnh, đang tìm bác sĩ khắp nơi trên thế giới, Nhậm Viễn được La Sâm mời đến khám bệnh. Lúc này Trần Triệu Dương nháy mắt với Tật Phong. Tật Phong gật đầu, đi ra xa một chút rồi bấm điện thoại gọi đi. Một lát sau, Tật Phong quay về, nói nhỏ mấy câu bên tai Trần Triệu Dương. Nghe Tật Phong nói xong, sắc mặt anh có chút nặng nề. Anh không ngờ La Sâm lại thật sự đang tìm bác sĩ. Mặc dù không biết La Sâm có bị bệnh thật hay không, nhưng anh cảm thấy mình nhất định phải gặp ông ta xem sao. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Nhậm Viễn vang lên.
Ha ha, cô đến mà xem, đây có phải ông chủ của các người không? Bây giờ ông ấy gọi điện thoại cho tôi, các người cứ chờ đi. Nhậm Viễn cầm điện thoại lên nhìn số điện thoại, lập tức cười như điên, sau đó lại phách lối hướng màn hình điện thoại về phía nhân viên lễ tân cho cô ấy nhìn. Mặc dù nhân viên lễ tân không biết số điện thoại của ông chủ là gì, nhưng nhìn đối phương như vậy, chỉ sợ không phải nói dối. Alo, chào ông, phải, tôi lập tức tới, yên tâm đi, có tôi ở đây, nhất định không có vấn đề gì. Nhậm Viễn nhận điện thoại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nhưng rất nhanh, mặt anh ta lại bắt đầu hưng phấn. Bởi vì người gọi cho anh ta chính là quản gia của La Sâm, ông ta nói có rất nhiều bác sĩ tới thăm bệnh, nhưng bệnh nhân không có chút khởi sắc nào, trái lại còn nghiêm trọng hơn, vậy nên mới gọi đến giúp anh ta nhanh chóng tới. Hừ, chờ tôi đến trang viên của ông La Sâm quay về, tôi hy vọng chuyện phòng tổng thống đã được giải quyết. Nhậm Viễn tỏ ra cao quý, hừ lạnh với nhân viên lễ tân, ánh mắt lại liếc qua Nam Cung Yến và Julia. Vẻ tham lam trong mắt không hề che giấu chút nào. Nhưng mà, có chuyện gấp, anh ta cũng không có cách nào thực hiện suy nghĩ trong đầu cả, chỉ có thể chờ đến lúc quay về thôi. Nghĩ đến đây, Nhậm Viễn mang theo hai vệ sĩ vội vàng ra ngoài. Chúng ta cũng đi theo xem thử, thấy Nhậm Viễn rời đi, Trần Triệu Dương nói với ba người còn lại. Đại ca, ông La Sâm bị bệnh thật sao? Nếu ông ấy bị bệnh, nhất định sẽ liên lạc với anh, không thể nào lại tìm bác sĩ khắp thế giới được. Tật Phong có chút nghi ngờ nói. Tin tức vừa rồi nghe được chắc chắn không phải giả, nếu như La Sâm không kịp báo cho người của ông ấy tìm tôi thì sao? Có lẽ bây giờ ông ấy đã bất tỉnh nhân sự rồi, sắc mặt Trần Triệu Dương vô cùng nghiêm túc. Nếu quả thực giống như anh đoán, thì tình hình thật sự rất nghiêm trọng. Sau đó, Tật Phong lái xe đi theo xe Nhậm Viễn. Rất nhanh đã đi tới Thành Đông, nơi này không đổ nát thê lương, trái lại là kiến trúc và đường phố vô cùng trật tự. Tốc độ xe cũng thay đổi nhanh hơn. Khi hai chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn thì bị cản đường. Thằng nhãi kia, tao tới xem bệnh cho ông La Sâm, mày đi theo tao suốt cả đường rồi, có bản lĩnh thì đi theo. Tiếp đi, đột nhiên Nhậm Viễn thò đầu ra khỏi cửa kính, cao giọng hô vang với mấy người Trần Triệu Dương. Hiển nhiên anh ta biết Trần Triệu Dương đi theo mình, nhưng anh ta cũng không ngăn lại mà chờ đến thời khắc này. Mấy người Trần Triệu Dương ở trong xe lại không có chút phản ứng nào. Đương nhiên là không thèm để ý mấy lời này rồi. Kiểm tra ước chừng 5-6 phút, rốt cuộc xe của Nhậm Viễn thông qua chốt kiểm tra ở cửa lớn, tiếp theo đến phiên xe của Trần Triệu Dương. Sau khi nhìn thấy lá cờ trên đầu xe, hai mắt bảo vệ cửa lập tức trợn to, rồi đứng thẳng người lên, đột nhiên cúi chào với mấy người Trần Triệu Dương, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Những bảo vệ khác nhìn thấy như vậy cũng nhanh chóng chào theo. Trần Triệu Dương và Tật Phong đang lái xe không có phản ứng gì lớn với chuyện này cả, trực tiếp lái xe vào trang viên. Bên trong chiếc xe đang chạy phía trước, Nhậm Viễn thấy xe của anh đuổi sát theo xe mình. Điều này khiến vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi anh ta nói với bảo vệ rằng xe phía sau không đi chung với anh ta, vậy tại sao mình kiểm tra mất 5-6 phút, đối phương lại không bị kiểm tra chứ? Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Nhậm Viễn cũng không quan tâm nữa. Trang viên của La Sâm vô cùng lớn, dọc theo đường đi từ cửa trở vào có thể thấy được trang viên này xây dựng trên một ngọn núi, cả ngọn núi đều bị cải tạo thành trang viện. Từ cửa đi lên, dọc đường có cây cỏ hoa lá vô cùng đẹp, còn có vài kiến trúc hình dạng kỳ lạ. Hiển nhiên, trang viên này được xây dựng vô cùng xa hoa. Trang viên này thật đẹp, nhưng mà, hình như không được lớn cũng không được đẹp bằng Hồ Lộc Minh của chúng ta. Nam Cung Yến nhìn trang viên to lớn này, lập tức sửng sốt cảm thán. Nhưng vừa nghĩ đến Hồ Lộc Minh, vẻ mặt cô lại trở lại như thường. Đợi lúc về tìm đủ tài liệu, anh sẽ cải tạo Ti Minh trở nên đẹp hơn, nghe vợ mình nói vậy, Trần Triệu. Dương không nhìn được túm tay cô, thâm tình mà nói. Này, em nói này, hai người có thể chú ý ảnh hưởng chút không? Trong xe còn có người khác nữa đớ, Julia ở bên cạnh lại không chịu nổi mà phản bác. Sau khi xe dừng lại tại một cái sân thật ở giữa sườn núi. Một vài bảo vệ bên trong đi ra. Những bảo vệ này, mang theo một số thi thể dính đầy máu ra ngoài, đặt thi thể lên một chiếc xe rồi lái xe rời đi. Nhậm Viễn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì anh ta nhận ra trong số những thi thể này có người mặc đồ bác sĩ. Nói cách khác, những người chết này đều là bác sĩ. Vậy có phải có nghĩa là nếu như không chữa hết bệnh thì sẽ bị giết chết không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Nhậm Viễn trắng bệch cả da. Tay bắt đầu run rẩy, trong lòng lại hối hận. Anh ta nhận vụ này,
đồng ý không do dự chút nào, bởi vì đối phương ra giá 10 triệu đô la. Đối với anh ta, đây là một khoản tiền vô cùng lớn. Nhưng sau khi nhìn thấy kết cục của những bác sĩ kia, tâm trạng anh ta trở nên phiền muộn. Cậu Nhậm Viễn thân ái, cảm ơn cậu đã tới, bệnh của ông chủ nhà chúng tôi đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, mời cậu rời bước. Đúng lúc đó, quản gia từ trong trang viên đi ra, nhìn về phía xe của Nhậm Viễn mà nói. Nghe quản gia nói vậy, mặc dù Nhậm Viễn có chút sợ hãi, nhưng anh ta biết, nếu anh ta dám có hành động trốn chạy, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Nghĩ vậy, anh ta làm bộ bình tĩnh, chậm rãi xuống xe. Anh có lòng tin về thủ đoạn của mình. Mấy người Trần Triệu Dương cũng xuống xe theo. Quản gia đối đãi với Nhậm Viễn cũng không quá nhiệt tình mà đi trước dẫn đường. Đi vào trong trang viên, mấy người Trần Triệu Dương nhìn thấy, một cái lồng sắt to lớn bị kéo ở tám góc bằng xích sắt, cố định ở giữa trang viên, xung quanh lồng sắt có một dãy bác sĩ đang ngồi suy nghĩ với khuôn mặt khó coi. Người trong lồng sắt khiến tâm trạng Trần Triệu Dương trở nên tệ hại, bởi vì người bị nhốt chính là La Sâm. Nhưng mà trạng thái lúc này của La Sâm khiến anh có chút không rõ lắm. La Sâm vốn gầy gò già nua, bây giờ lại cao hơn 10cm. Ngoài điều đó ra, cơ bắp trên người ông A cũng nở ra. Điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ là móng tay của ông A, vô cùng nhọn, vô cùng dài. Những song sắt trên lông sắt có rất nhiều vết xước, có lẽ do móng tay của La Sâm tạo ra. Cậu Nhậm Viễn, đây chính là ông chủ của chúng tôi, quản gia chỉ La Sâm ở trong lồng, nói với Nhậm Viễn. Đây là bị ma nhập, sau khi nhìn thấy trạng thái kinh khủng này của La Sâm, trong lòng Nhậm Viễn run lên. Bác sĩ NG, ông nên đi vào rồi, đúng lúc đó, một vệ sĩ cạnh đó đẩy một bác sĩ tới, áp giải ông ấy đi vào lồng. Quản gia, tôi không cần tiền nữa, tôi trả lại cho ông, bác sĩ NG đó nhìn La Sâm ở trong lồng sắt, cả người run rẩy, nói gì cũng không vào. Nếu không có bản lĩnh, sao dám nhận tiền công của ông chủ chúng tôi? Nếu đã nhận tiền công rồi, thì bất kể thế nào cũng phải vào. Nếu như ông có thể chữa được bệnh cho ông chủ chúng tôi, thì cả đời ông sẽ được giàu sang sung túc, quản gia vừa nghe, lập tức híp mắt lại, rồi dụ dỗ. Người đâu, ném ông ta vào cho tôi, không chờ bác sĩ NG đáp lời, quản gia đã trực tiếp sai người đè ông ấy lại, mở lồng sắt ra rồi đẩy vào. Khi tiếng mở lồng sắt phát ra, La Sâm vốn đang ngồi trong góc đột nhiên mở mắt ra, nhưng con ngươi lại biến thành màu đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Sau khi người đi vào, răng trong miệng ông ta cũng trở nên sắc nhọn. Gào! La Sâm gào to một tiếng, cơ thể điên cuồng lao tới. Bác sĩ NG đó liều mạng muốn chạy trốn, nhưng hành động lại chậm chạp, trực tiếp bị La Sâm đè lại, rồi. Cần một miếng lên cổ ông ấy. Mau lên, kéo người ra, quản gia nhìn thấy, sắc mặt xấu đi, hô lên với, gần đó. Rất nhanh, vệ sĩ mở cửa sắt ra. Dùng một cây gậy sắt có cột dây phía trên móc vào chân bác sĩ NG, kéo ông ấy ra. Nhưng mà, kéo người ra, mạng lại không còn. Các vị, 10 triệu đô la này cũng không dễ lấy như, vậy, mọi người mau bàn xem nên giải quyết bệnh của ông chủ nhà chúng tôi thế nào đi. Sắc mặt quản gia vô cùng lạnh lùng, thậm chí có thể nói là có chút tức giận. Những ngày qua, ông ta đã tốn không ít tiền, nhưng đổi lại, đám bác sĩ ngu ngốc này lại không ai biết gì cả. Vậy nên... ông ta đã mất kiên nhẫn. Sau đó, chỉ cần những bác sĩ này lùi nước, đều bị ông ta ném vào lồng. Trần Triệu Dương theo sau đi vào, mắt xuyên thấu quét qua cơ thể La Sâm. Đột nhiên anh phát hiện, tốc độ chảy của máu trong người La Sâm nhanh hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa quá trình trao đổi chất của ông ta cũng rất nhanh, rất nhiều phương diện cũng đều hướng về phía phát triển của răng và tứ chi. Đây cũng là lý do vì sao ông ta gầy nhỏ như vậy, lại có thể lập tức đè chết một người sống. Tim Nhậm Viễn đập như đánh trống, anh ta không ngờ bệnh tình của La Sâm lại quỷ quái như vậy, nhất thời anh ta cũng có ý định rút lui. Anh, đi lên, sau đó, quản gia lại lần nữa chỉ vào một bác sĩ. Bác sĩ bị quản gia chỉ lập tức tái mặt, cả người run rẩy. Không chút do dự, gã liều mạng chạy ra ngoài. Gã biết, nếu bây giờ không chạy, chút nữa đi vào nhất định sẽ phải chết. Bà Hằng. Đúng lúc đó, một tiếng súng vang lên. Vị bác sĩ đang chạy như điên đó lập tức ngã nhào xuống đất, trên đầu xuất hiện một lỗ máu, cơ thể co giật vài cái rồi không cử động nữa. Mà người nổ súng chính là vị quản gia thoạt nhìn tao nhã lễ phép, vô cùng lịch sự đó. Ông ta thu súng lại, ánh mắt lại quét qua những người khác, trong mắt lộ ra vẻ cảnh cáo. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều hít khí lạnh. Bọn họ không ngờ vị quản gia này lại hung ác như vậy.
Nói cách khác, khám cũng chết, không khám cũng chết, dù thế nào cũng phải chết. Quản gia kính mến, ở đây chúng tôi có một bác sĩ đến từ phương Đông thần bí, có lẽ anh ấy có thể trị hết bệnh của ông La Sâm. Đúng lúc mọi người đang phiền muộn, một bác sĩ có râu quai nón đột nhiên chỉ vào Nhậm Viễn mà nói. Nghe người râu quai nón đó nói vậy, trên mặt quản gia lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Không sai, sở dĩ ông ta dùng số tiền cao gần gấp đôi những bác sĩ khác để mời Nhậm Viễn, chính là vì xem trọng xuất thân Hoa Hạ của anh ta. Trong mắt ông ta, người Hoa Hạ đều vô cùng thần kỳ, bác sĩ lại càng quỷ thần khó lường. Cậu Nhậm Viễn thân mến, cậu xem đi, bệnh của ông chủ quả thực gấp lắm rồi. Hay là cậu chịu khổ chút, khám thử xem, vị quản gia đó nói tiếng thủ đô vô cùng tiêu chuẩn, trái lại khiến Nhậm Viễn cảm thấy thân thiết với ông ta hơn một chút. Quản gia, tôi bằng lòng thử, Nhậm Viễn biết, lúc này anh ta không được phép lùi bước, cho dù sau lưng anh ta có hai vệ sĩ, nhưng cũng không làm gì được vệ sĩ có trang bị súng đạn nhà người ta. Nếu đi cũng chết, không bằng thử xem sao, dù sao thì anh ta cũng không phải kẻ vô tích sự, vẫn có chút bản lĩnh thực sự. Được. Cậu Nhậm Viễn thật sự rất khừ, xin mời, quản gia nghe Nhậm Viễn nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ. Vui mừng, giơ ngón cái với Nhậm Viễn. Những bác sĩ khác nhìn thấy vị bác sĩ đến từ Hoa Hạ này đồng ý đi vào, bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Nhậm Viễn cũng mang vẻ khâm phục. Cảm nhận được ánh mắt khâm phục của những người xung quanh, vẻ mặt Nhậm Viễn trở nên bình thản, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng, mấy tên khốn kiếp này lại đẩy ông đây lên. Tự tôi vào được. Anh lui về sau đi, tránh cho anh bị thương, Nhậm Viễn nhìn vệ sĩ kia đang muốn mở lồng sắt ra, anh ta vung tay lên, sảng khoái nói. Vệ sĩ đó không hiểu tiếng Hoa Hạ, nhưng quản gia bên cạnh lại vui thầm, vội vàng vẫy tay, bảo vệ sĩ đó lui ra. Mọi người đều mang đầy mong đợi nhìn Nhậm Viễn, lúc này bọn họ không còn ghen tị ai có thể chữa khỏi bệnh của La Sâm nữa. Ai bị La Sâm cắn chết thì cũng là đồ bỏ đi thôi, chỉ có người sống mới có thể có được hết thảy. Chỉ cần có người có thể chữa khỏi bệnh cho La Sâm, thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ không cần vào thử nữa, vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội sống sót. Mặc dù trong lòng run rẩy, nhưng cơ thể Nhậm Viễn lại vô cùng bình tĩnh mở cái lồng sắt đó ra, rồi liếc qua bên trong, ánh mắt bình thản, chậm rãi đi vào trong lồng. Mọi người đều bị khí thế của Nhậm Viễn ảnh hưởng, ai cũng ngừng thở, không dám có hành động gì, rất sợ ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh của Nhậm Viễn. Chồng à, anh ta có được không thế? Nhìn qua đáng sợ quá, Nam Cung Yến nhỏ giọng hỏi Trần Triệu Dương. Chỉ dựa vào anh ta, không được đâu, Trần Triệu Dương lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn Nhậm Viễn. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến và Yulia đều thầm khẩn trương. Hai người không muốn nhìn thấy cảnh cắn xé trước đó nữa, thật sự quá đẫm máu. Gào! Quả nhiên, La Sâm biến dị cảm nhận được hơi thở của người sống, mắt lộ ra vẻ hung ác, đột nhiên xoay người, nhìn về phía Nhậm Viễn. Súc sinh, còn không mau cút khỏi cơ thể ông La. Nếu mày chủ động đi ra, tao sẽ tha mạng cho mày, nếu không sẽ khiến mày hồn bay phách lạc, vẻ mặt Nhậm Viễn vô cùng nghiêm túc, dùng vẻ chính khí ngời ngời quát La Sâm. Nghe Nhậm Viễn quát, ánh mắt La Sâm lộ ra vẻ nghi ngờ, vốn đang định nhào qua lại dừng lại. Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả mọi người đều mừng thầm trong lòng, bọn họ cảm thấy lần này La Sâm nhất định có thể cứu được, mà vị quản gia kia cũng thầm vui mừng. Nhậm Viễn thấy cảnh này cũng vô cùng vui vẻ, rốt cuộc anh ta không cần phải chết nữa rồi. Ngay lúc này, La Sâm ban đầu đã dừng tiến lên, cứ như là nghe rõ ý trong lời nói của Nhậm Viễn vậy, đôi mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng hung dữ, răng nanh nhô dài, móng vuốt hai tay vốn đã mọc dài ra, lần này càng trở nên lớn hơn. Như thế còn chưa phải kết thúc, cơ thể của ông ta cũng trở nên to lớn theo, ban đầu chỉ có 1m5 mấy, bây giờ lại biến thành một người to con cao đến 1m8 mấy. Đã sắp chạm đến đỉnh chiếc lồng. Nhìn thấy biến hóa này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nhậm Viễn phản ứng nhanh nhất, đột nhiên quay đầu lại chạy ra bên ngoài chiếc lồng. Mau, mau đóng cửa lồng lại cho tôi, thấy cảnh này, không cần người khác nói, ai cũng đều biết thực lực của La Sâm lại mạnh lên rồi, cho nên, quản gia kia liền gào lên với một tên bảo vệ ở cửa. Bảo vệ ở cửa lồng sắt phản ứng cũng không chậm, trước khi quản gia kêu lên đã đưa tay đóng cửa lại. Thế nhưng tốc độ phản ứng của Nhậm Viễn cũng rất nhanh, lúc cánh cửa sắt sắp được đóng lại, anh ta lại đẩy mạnh cánh cửa đó ra khiến bảo vệ bị đẩy lui lại mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất. Buông ra cho tôi, nếu không tôi sẽ bắn chết cậu, quản gia lấy súng ra chỉ thẳng vào Nhậm Viễn, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhậm Viễn không ngờ quản gia này lại phản ứng nhanh như vậy,
Trong phút chốc, Nhậm Viễn lựa chọn lui lại, sau đó anh ta lấy một lá bùa từ bên hông ra, tay phải điểm một cái lên trên lá bùa, cả người anh ta bỗng nhiên thu nhỏ lại, chui qua dưới người La Sâm. Ngay sau đó, không đợi La Sâm kịp phản ứng, lá bùa trong tay anh ta đã đột nhiên rơi vào sau gáy ông ta rồi. Hành động của La Sâm lập tức chậm chạp lại, rồi đứng tại chỗ không nhúc nhích nữa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây ra, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Viễn toàn là vẻ khâm phục. Mà Nhậm Viễn ban đầu còn chưa kịp bình tĩnh đã thở dài một hơi, sau đó anh ta kiêu ngạo đứng dậy, lạnh nhạt nhìn về phía quản gia. Ông ta đã bị tôi khống chế rồi, yên tâm đi, tất cả cứ giao cho tôi, Nhậm Viễn kiêu ngạo vỗ ngực mình, cực kỳ có trách nhiệm nói. Tên ngốc này sắp xong đời rồi, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn Nhậm Viễn, nhưng mà anh cũng không có ý định ra tay, dù sao tên Nhậm Viễn này là người ở tầng dưới cùng của thiên môn. Loại người này xưa nay hành động đều không quan tâm đến hậu quả, như thế tự bọn họ gây ra phiền phức, đương nhiên bọn họ cũng phải tự gánh chịu hậu quả. Ngay lúc này, La Sâm vốn đã được ổn định lại từ từ động đậy, mà lá bùa sau gáy ông ta cũng bắt đầu lay. Động, rất nhanh, lá bùa kia liền bay xuống mặt đất. Mà Nhậm Viễn còn chưa phát hiện ra được, đương nhiên chỉ có mấy người quản gia và Trần Triệu Dương mới nhìn thấy cảnh này. Anh ta vốn đang không hề cảm giác được gì. Nhưng làm nghề này lâu rồi, anh ta vẫn có năng lực phán đoán nguy hiểm nhất định, liền không hề do dự cúi người xuống một cái, sau đó ôm đầu gối lăn về phía trước một vòng, lăn thẳng ra chỗ cánh cửa, hai chân đá mạnh vào cửa. Cánh cửa sắt kia vốn không khóa, chỉ mới đóng lại, bị Nhậm Viễn đá một cú thì mở ra, sau đó anh ta lao thẳng một mạch ra ngoài. Mà La Sâm đã biến hóa kia cũng có phản ứng không chậm, bám theo sát Nhậm Viễn xông ra khỏi lồng sắt. Đáng chết! Mau, cản ông ấy lại cho tôi, lúc này. Quản gia và một đám bác sĩ vệ sĩ đều luống cuống, phải biết, vừa rồi bọn họ đã được chứng kiến sự kinh khủng của La Sâm rồi, lúc vẫn ở trong lồng sắt thì mọi người còn có thể yên tâm, nhưng bây giờ ông ta đã lao ra khỏi lồng sắt, chuyện lúc này đã không giống trước đó nữa. Hai, tên ngu ngốc kia, còn phải để mình đến thu dọn tình hình hỗn loạn này nữa, nhìn thấy thế, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày, anh biết mình không ra tay là không được. Nếu như mình không ra tay thì sẽ chỉ có hai kết quả, những người này nổ súng để bắn chết La Sâm, một kết quả khác chính là La Sâm tàn nhẫn sát hại hết những người ở chỗ này. Nhưng cho dù là kết quả nào cũng đều không phải là điều mà Trần Triệu Dương muốn. Mấy người tự chú ý an toàn, Trần Triệu Dương căn dặn một tiếng, sau đó cơ thể lóe lên, lao thẳng về chỗ La Sâm. Mà lúc này sau khi La Sâm lao ra liền tìm đến tên bảo vệ canh cửa đầu tiên, móng tay bén nhọn mang theo từng tia sáng lạnh. Vung mạnh về phía cổ họng của bảo vệ kia. Tên bảo vệ kia cảm thấy mình chỉ cách cái chết có mỗi một bước, nhưng quản gia lại không hạ lệnh nổ súng, bởi vì ông ta cảm thấy, sự sống chết của một tên bảo vệ cũng không quan trọng cho lắm. Hả? Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng tên bảo vệ này sẽ bị xé rách cổ họng, Trần Triệu Dương lại xuất hiện, bắt lấy bả vai La Sâm, cho dù ông ta có lao về phía trước như thế nào cũng không thể dịch chuyển được. Tên bảo vệ kia đợi nửa ngày mà không chờ được cảm giác đau đớn truyền đến khi cổ họng mình bị xé nát, điều này khiến hắn ta thấy cực kỳ khó hiểu, lúc này mới chậm rãi mở to mắt, vừa hay nhìn thấy ông chủ đang dương nanh múa vuốt ở trước mặt mình, nhưng ông chủ lại giống như đang hù dọa hắn ta chứ căn bản không hề chạm vào hắn ta được. Lão La, là tôi là Huyết Lang, Trần Triệu Dương truyền tinh thần lực của mình vào trong giọng nói, chậm rãi đưa vào trong não của La Sâm. Ông ta vốn đang điên cuồng cào xé đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo hơn. Trần Triệu Dương nhìn thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, lúc này điểm tay một cái, khiến La Sâm hôn mê bất tỉnh. Người đâu, giúp tôi đưa ông chủ của mấy người lên trên giường đi, Trần Triệu Dương đỡ lấy La Sâm, sau đó. Nói với quản gia vẫn còn đang sững sờ ở bên cạnh. À, vâng, nhanh, người đâu, đưa ông chủ lên trên giường đi, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, quản gia mới kịp phản ứng. Vừa rồi trong lòng ông ta còn đang đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc là nên bắn chết ông chủ hay là bỏ trốn đây. Nhưng mà bây giờ xem ra đã không cân chọn nữa mặc dù quản gia nói như vậy, nhưng lại không có một tên vệ sĩ nào dám đi ra, hiển nhiên là đã bị vừa mới xảy ra dọa sợ. Yên tâm đi, lão La đã ngủ rồi, không tỉnh lại đâu, nhìn thấy thế, Trần Triệu Dương liền trấn an bọn họ. Nghe thấy anh nói vậy, lại nhìn ông chủ đúng là đã ngất đi. Lúc này mới có hai người tới đỡ La Sâm đi vào. Cảm ơn cậu, nếu như không có cậu ra tay, sợ là ông chủ của chúng tôi đã, đợi đến khi ông chủ được đưa lên chiếc giường phía sau, quản gia mới cảm kích nói với Trần Triệu Dương.
Không cần cảm ơn tôi là bạn của lão La, hẳn phải ra tay giúp đỡ ông ấy, vì sao không gọi điện thoại cho tôi trước khi xảy ra chuyện, Trần Triệu Dương nhìn quản gia kia, hỏi. Cậu chính là Huyết Lang đúng không? Vừa rồi tôi đã nghe thấy cậu nói, nhưng mà ông chủ của chúng tôi chưa từng nói cho chúng tôi biết làm sao để liên hệ với cậu. Ông chủ vừa xảy ra chuyện đã mất hết tỉnh táo, căn bản không có biện pháp để liên lạc với cậu. Quản gia kia nghe Trần Triệu Dương hỏi vậy thì vội vàng cung kính đáp lại. À, được rồi, tôi đi vào chữa trị cho ông ấy trước đã, chờ lão La tỉnh lại rồi nói sau, Trần Triệu Dương cảm. Thấy hơi xấu hổ, có không ít người biết chuyện anh và La Sâm là bạn bè, nhưng mà chỉ có mỗi mình ông ta nhìn thấy mặt anh, chứ ngay cả quản gia thân tín của La Sâm cũng chưa từng nhìn thấy Trần Triệu Dương bao giờ. Thật ra điều này cũng là do anh cố ý làm thế, dù sao, không có cái gì đáng sợ hơn một kẻ địch vĩnh viễn không biết mặt, có thể nói thế này, ở nước ngoài, mấy người tật phong còn được biết đến hơn cả Trần Triệu Dương, bởi vì chỉ có anh là thần bí nhất, đến nay những người từng nhìn thấy Huyết Lang, ngoài anh ra thì chỉ còn những người đã chết rồi thôi. Ông quản gia, tên Nhậm Viễn kia chạy mất rồi, ngay lúc này, có một vệ sĩ đột nhiên nói với quản gia. Ngu ngốc, vô dụng, thế mà lại để cậu ta chạy trốn ở ngay địa bàn của chúng ta, mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Nghe vệ sĩ nói vậy, quản gia lập tức biến sắc, sau đó chửi ầm lên với bọn họ. Được rồi, đừng để ý tới anh ta, một kẻ không có tên tuổi mà thôi, chạy thì chạy, bây giờ nhiệm vụ quan trọng là làm cho lão La khôi phục lại. Trần Triệu Dương khoát tay, ra hiệu cho quản gia không nên tức giận. Anh biết rất rõ, với cách làm của loại người trong thiên môn như Nhậm Viễn, muốn chạy trốn, chỉ bằng những người này thì chắc chắn sẽ không có khả năng bắt lại được, trừ khi mình ra tay, thế nhưng chỗ La Sâm đang rất cấp bách, anh không có nhiều thời gian như vậy. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, quản gia kia vội vã gật đầu. Đúng rồi, ba người kia là bạn bè của tôi, để bọn họ vào cùng đi, những người khác thì ông cứ tự xem mà làm thôi. Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói với quản gia. Nghe thấy lời của anh, trong lòng quản gia run lên, trịnh trọng gật đầu. Sau khi nói xong, Trần Triệu Dương dẫn mấy người Nam Cung Yến đi vào. Rất nhanh, quản gia đã đến, trên người còn có một mùi máu tanh và sát khí nhàn nhạt, hiển nhiên, ông ta đã tự mình đi làm chuyện này, chuyện mà Huyết Lang bảo. Làm, ông ta tuyệt đối không dám mập mờ. Cậu Huyết Lang, ông chủ nhà chúng tôi thế nào rồi? Quản gia thận trọng hỏi Trần Triệu Dương. Yên tâm đi, cứ làm theo lời tôi nói, không có vấn đề gì quá lớn. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, lúc này. Viết một bài thuốc bắc cực kỳ bình thường, ở một nơi như Nam Phi, muốn tìm được thuốc bắc bình thường cũng không dễ dàng, mà anh lại viết một vài thứ được sản xuất ở Nam Phi ra phía sau để ông ta đi chuẩn bị. Hãy nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng những thứ này, tôi sẽ dùng ngân châm giúp ông ấy kéo dài một khoảng thời gian trước, nếu như vượt quá 3 giờ. Chỉ sợ ông chủ sẽ không còn là ông chủ của mấy người nữa, Trần Triệu Dương nghiêm túc mở miệng nói với quản gia kia. Vâng, tôi sẽ cho người đi làm ngay, nghe thấy Trần quản gia không hề do dự chút nào, lập tức cầm lấy đơn thuốc của anh đi ra ngoài. Triệu Dương nói năng nghiêm trọng như vậy. Ông xã, anh thật sự có thể chữa khỏi cho ông ấy sao, sau khi quản gia rời khỏi đây, Nam Cung Yến mới quan tâm hỏi. Đương nhiên, không có bản lĩnh đó thì sao anh dám làm chứ? Nghe bà xã mình lại dám chất vấn mình, Trần Triệu Dương tỏ vẻ kiêu ngạo nói. Phụt, dáng vẻ khoác lác đó của anh đúng là khiến người ta thấy khó chịu. Julia ở bên cạnh cũng bật cười, sau đó tức giận nói. Đúng thế, giống y như tên Nhậm Viễn vừa rồi vậy, Nam Cung Yến cũng che miệng khế cười, nói. Có sao, rõ ràng anh đẹp trai hơn anh ta nhiều, hơn nữa, anh là đẹp trai theo kiểu bên trong bí ẩn, còn tên kia gọi là vô dụng. Trần Triệu Dương hiếm khi trêu đùa các cô. Được rồi, có mỗi anh đẹp trai nhất trên đời này, nghe Trần Triệu Dương tự biên tự diễn, hai người bọn họ đã bị chọc cười. Đương nhiên là Trần Triệu Dương cố ý, bởi vì anh phát hiện, từ khi đến đại lục Nam Phi này, cảm xúc của hai người Nam Cung Yến và Julia cực kỳ khẩn trương, cho nên anh mới dùng đủ mọi cách để các cô có thể thả lỏng hơn một chút. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm để các cô biết được thực lực của mình. Chỉ cần biết được thực lực của mình, hai người bọn họ sẽ không còn gì phải lo lắng về hành trình đến Nam Phi lần này nữa. Sau khi điều hòa bầu không khí một chút, cảm xúc của bọn họ cũng bắt đầu ổn định lại. Ngay lúc này, quản gia kia cũng tiến vào. Quản gia, ba người bạn này của tôi rất thích trang viên của lão La, hay là ông dẫn bọn họ đi dạo một vòng đi, Trần Triệu Dương muốn châm cứu, Nam Cung Yến và Julia ở đây có lẽ sẽ không tiện lắm. Vâng. Tôi sẽ cho người dẫn bọn họ đi dạo một vòng,
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, đương nhiên quản gia không thể không cho phép, lúc này bảo người dẫn bọn Nam Cung Yến rời đi. Đợi đến khi mấy người Nam Cung Yến đi rồi, Trần Triệu Dương mới lấy ngân châm của mình ra bắt đầu châm cứu giúp La Sâm. Ngân châm này đương nhiên là châm Phượng Vĩ lúc trước Trần Triệu Dương thắng được, bây giờ đã thuộc về anh. Dùng châm Phượng Vĩ này để châm cứu, hiệu suất và xác suất thành công sẽ cao hơn. Đương nhiên, với thực lực của anh, cho dù không cần cũng không sao cả, nhưng dùng châm Phượng Vĩ thì sẽ thuận tay hơn. Sau khi châm cứu, bộ lông đen xì ban đầu của La Sâm đã bắt đầu chóc ra, mà hai chiếc răng nanh kia cũng chậm rãi thu về, cứ như là có cơ quan ở trong miệng của ông ta vậy. Trừ cái đó ra, còn có bộ móng sắc bén trên tay chân của ông A cũng được thu vào trong cơ thể, lúc này ngoại trừ chiêu cao và cơ bắp khủng bố hơn trước, thì nhìn qua La Sâm hoàn toàn giống như một người bình thường. Quản gia vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, lúc đầu Trần Triệu Dương dùng ngân châm đâm vào trên người ông chủ, ông ta còn cảm thấy như vậy thì có thể làm được cái gì chứ, thế nhưng sau khi biến hóa xuất hiện, ông ta không thể không thừa nhận, quốc gia phương Đông thần bí như Hoa Hạ tuyệt đối là sâu không lường được. Về phần tên Nhậm Viễn trước đó, căn bản chính là một tên lừa đảo, có lẽ cũng có một chút tài năng thật, nhưng chắc chắn không phải kẻ mạnh có tiếng tăm lừng lẫy như cậu Huyết Lang, chỉ là, trước đó chưa từng nghe nói cậu Huyết Lang có y thuật tốt đến thế. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng mà chỉ cần có thể chữa trị cho ông chủ khỏi bệnh, vậy tất cả đều là đáng giá. Đương nhiên chỉ châm cứu không thì sẽ không có khả năng hiệu quả như vậy, Trần Triệu Dương vừa dùng đôi mắt xuyên thấu để nhìn, vừa khống chế hiệu quả ngân châm, thu dọn hết những thứ hỗn loạn trong cơ thể La Sâm, như thế mới khiến đặc điểm của thú dữ trên người La Sâm biến mất, nếu không, cuối cùng ông ta chỉ có thể biến thành một con quái thú. Cậu Huyết Lang, bây giờ ông chủ của chúng tôi đã ổn hơn chưa? Sau khi Trần Triệu Dương rút ngân châm trên người La Sâm ra, quản gia liền tiến lên mong đợi hỏi. Vẫn chưa, bây giờ chỉ mới thu lại đặc điểm của thú dữ trong cơ thể của ông ấy thôi, muốn hoàn toàn loại trừ ẩn gốc, còn cần thứ vừa rồi tôi bảo ông đi tìm nữa, tốt nhất là tìm ra trong vòng 3 tiếng, nếu không cho dù là tôi cũng không thể cứu được ông ấy đâu, cuối cùng ông ấy sẽ biến thành một con quái thú không còn lý trí, chỉ có giết chóc. Trần Triệu Dương lắc đầu, cực kỳ trịnh trọng nói, lúc anh chữa trị mới phát hiện tình trạng trên cơ thể của lão là đã nằm ngoài dự đoán của anh rồi. Cậu Huyết Lang, cậu cứ yên tâm đi, tôi đã điều động tất cả sản nghiệp dưới tay ông chủ tôi rồi, chỉ cần là thứ có thể lấy được trên vùng đất Nam Phi này, nhất định sẽ có thể tìm ra. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, quản gia nghiêm túc gật đầu. Được rồi, đừng quấy rầy tôi nữa, để tôi nghỉ ngơi trước một chút. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất bên cạnh giường của La Sâm, bắt đầu khôi phục. Vừa rồi châm cứu nhìn như dễ dàng, thật ra Trần Triệu Dương đã dùng hết sức lực, chân khí trong cơ thể tiêu hao khoảng 5 phần, mà bởi vì đôi mắt xuyên thấu tăng cấp, ngược lại đã không còn cảm giác không lưu loát nữa, nhưng tinh thần lực vẫn có chút không chịu đựng nổi. Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Triệu Dương, quản gia cực kỳ sáng suốt lui về phía sau mấy bước, đứng ở ngay cửa, sợ có người tùy tiện xông tới, quấy rầy cậu Huyết Lang nghỉ ngơi. Mà bởi vì mấy người Nam Cung Yến nhớ đến chuyện ở chỗ Trần Triệu Dương, cho nên không đi chơi được bao lâu đã trở về. Vừa đến cửa, biết được anh đang nghỉ ngơi, bọn họ cũng chỉ đành chờ ở ngoài. Thời gian một tiếng đã trôi qua, ngay lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên mở mắt ra, sau đó đứng dậy. Theo động tác của anh, một vệ sĩ ôm dương lớn điên cồng vọt vào, lại bị quản gia kia ngăn cản. Để hắn ta vào đi, chắc hẳn đã đủ hết đồ rồi, vừa rồi Trần Triệu Dương cảm nhận được mùi của các vị thuốc, cho nên mới mở mắt. Có phải đã đủ đồ rồi không? Lúc này quản gia mới thấy rõ đúng là người của mình, vội vàng hỏi hắn ta. Thưa ông, đã chuẩn bị đủ đồ rồi, không thiếu một thứ nào, hơn nữa vì sợ không đủ, mỗi thứ đều được chuẩn bị dư thêm 3 phần. Hiển nhiên tên vệ sĩ kia đã từng được huấn luyện, mặc dù thở hồng hộc, nhưng lúc nói những lời này, hắn ta không phải dừng lại chút nào, đến khi nói xong mới phải thở hổn hển. Tốt, làm tốt lắm, đi xuống đi, quản gia khẽ gật đầu, sau đó phất tay bảo hắn ta rời đi. Cậu Huyết Lang, mời cậu xem qua, nhìn xem những thứ này có chính xác không, mặc dù người của mình đã nói cực kỳ chắc chắn, nhưng nhất định vẫn phải để Huyết Lang kiểm tra một chút. Trần Triệu Dương mở cái dương ra nhìn lướt qua, sau đó khẽ gật đầu, nói, chuẩn bị rất tốt, đều là đồ tốt cả, không hề có đồ kém chất lượng. Vậy là được rồi, nghe thấy lời khẳng định của anh, quản gia lập tức thở phào. Đương nhiên tiếp theo Trần Triệu Dương muốn luyện chế đan dược, chỉ là lần này anh cũng không mang theo dược đỉnh. Chỉ có thể dùng phương pháp luyện chế dung dịch thuốc lúc trước,
mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng vẫn đủ để chữa khỏi bệnh cho La Sâm. Sau đó, dưới cái nhìn chằm chằm ngơ ngác của quản gia, Trần Triệu Dương đã hoàn thành việc chắt lọc. Dung dịch thuốc, ít nhất ở trong mắt quản gia, tất cả hành động của anh đều rất kỳ diệu và thần bí. Ông ta không thể hiểu nổi, Trần Triệu Dương chỉ mới lắc lắc mấy cái, tại sao đã biến một vị thuốc nguyên lành thành dung dịch thuốc được, cuối cùng còn biến một đống đồ lớn thành một bình nhỏ, đúng là còn thần kỳ hơn cả nhà ảo thuật. Được rồi, cho ông chủ của mấy người uống đi, Trần Triệu Dương đưa dung dịch thuốc đã chắt lọc xong vào. Trong tay quản gia vội vàng dùng hai tay nhận lấy, sau đó đi đến trước mặt ông chủ, cẩn thận chậm rãi đổ dung dịch thuốc trong tay vào miệng La Sâm. Cũng may, sau khi được Trần Triệu Dương châm cứu, tình trạng của La Sâm đã tốt hơn rất nhiều, khi dung dịch thuốc được đổ vào trong miệng, ông ta đã chủ động nuốt xuống. Được rồi, ông trông ông ấy đi, chờ đến khi ông ấy tỉnh lại thì ông hãy gọi tôi, trước lúc đó, đừng động vào ông ấy, lúc này Trần Triệu Dương lại ngồi xuống khôi phục lần nữa. Quản gia vô cùng lo lắng nhìn ông chủ của mình, sợ ông chủ lại xảy ra chuyện gì, mặc dù bây giờ ông chủ không giống lúc trước lắm, nhưng ít nhất cũng là con người bình thường, lúc đầu ông chủ đúng là quá đáng sợ, còn không thể nói là người, mà chính là một con quái thú. Cho nên, ông ta vô cùng tin tưởng Trần Triệu Dương. Thời gian dần dần trôi qua, La Sâm đang nằm trên giường cũng chậm rãi mở máy. Ông chủ, ông tỉnh rồi, ông có nhận ra tôi là ai không? Quản gia thấy ông chủ đã tỉnh, trong lòng cực kỳ mừng rỡ, sau đó thận trọng hỏi. Jerry, có phải ông điên rồi rồi? Ngay cả ông chủ mà cũng dám đùa giỡn, cho dù ông có hóa thành cho, tôi cũng nhận ra, La Sâm nằm ở trên giường nghe quản gia của mình nói vậy thì trừng mắt, sau đó tức giận nói. Ông chủ, cuối cùng ông cũng đã trở về, hu hu, quá tốt rồi, thần phù hộ cho ông chủ. Quản gia cộng Jerry nghe thấy giọng nói và giọng điệu quen thuộc của ông chủ thì vui đến phát khóc. Trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu dập đầu. Tôi nói này, có phải ông điên rồi không? Tôi chỉ là ngủ thiếp đi mà ông làm gì thế? La Sâm ngây ra, ông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện sau khi mình hôn mê cả. Tôi nói này lão La, ông được lắm, học cách quyệt nợ rất nhanh, không phải vừa tỉnh lại đã không nhớ rõ là tôi cứu ông chứ? Lúc này Trần Triệu Dương đột nhiên đứng lên, nổi giận nói với La Sâm. Ôi, trời ơi, lão Trần, tại sao cậu lại ở chỗ này? La Sâm nghe thấy giọng Trần Triệu Dương thì giật nảy mình, cường điệu kêu lên, ngay sau đó, ông ta liền nhảy xuống giường, kết quả dùng sức quá lớn, cả người vọt thẳng ra ngoài, đâm mạnh vào một cây cột cạnh giường. Rầm. Cây cột kia cứ như một miếng đậu, bị La Sâm đâm thành một cái hố lớn, cả người ông ta cũng xuyên qua cây cột. Tôi nói này, cho dù ông có thấy hổ thẹn, cũng không cần tự mình hại mình như thế chứ, thấy cảnh này, Trần Triệu Dương bật cười ha ha. Hiển nhiên biết rất rõ về trạng thái của La Sâm bây giờ. Quản gia, Jerry lại trợn tròn mắt, ông ta cực kỳ rõ ràng ông chủ của mình chính là một người bình thường, thế nhưng sau khi bị bệnh, thế mà ông chủ lại biến thành siêu nhân, bởi vì lúc này ông chủ hoàn toàn cứ như không có chuyện gì mà bò dậy từ dưới đất, vỗ vỗ đầu của mình, vẻ mặt mờ mịt. Đây là chuyện gì, cuối cùng bây giờ La Sâm đã cảm giác được không đúng lắm, nhìn về phía Jerry và Trần Triệu Dương hỏi. Cứ để quản gia của ông nói với ông đi, anh nhún vai, chỉ vào, Jerry. Ông chủ, tôi khuyên ông vẫn nên soi gương trước đã. Jerry cũng không quen thuộc với hình tượng của ông chủ mình cho lắm, vì thế ông ta chạy sang một bên, mang một chiếc gương cả người đến, ra hiệu cho La Sâm nhìn một chút. What the fuck, khi ông ta nhìn thấy cả người mình trong gương thì sổ một câu nói tục, rơi vào trong sự sụp đổ. Hơn nửa ngày sau, cuối cùng ông ta mới chấp nhận được hình tượng bây giờ của mình. Sau đó, quản gia, Jerry dùng ngôn ngữ để miêu tả, lại thêm video bằng chứng, La Sâm mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Người anh em của tôi, lần này may mà có cậu, nếu không cái mạng già của ông anh này đã đi đời rồi, khi biết được đầu đuôi tất cả mọi chuyện, La Sâm đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, ôm lấy anh một cái, sau đó cực kỳ kích động nói với anh. Tôi nói này, ông có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không, bây giờ ông cứ như là một con quái vật ấy, sắp xiết chết tôi rồi. Hơn nữa, tôi cũng không thích như thế lắm, nhanh chóng buông tôi ra, đối mặt với cái ôm gấu của La Sâm, Trần Triệu Dương cực kỳ tức giận nói. Bây giờ tôi có dáng vẻ thế này, hẳn không có vấn đề gì chứ, La Sâm có chút lúng túng buông Trần Triệu Dương ra, sau đó lo lắng hỏi anh. Trước hết ông hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao ông lại biến hóa thành như vậy đã, Trần Triệu Dương không trả lời, mà khó hiểu nhìn La Sâm, hỏi. Phải biết, loại độc mà La Sâm chúng cũng không mạnh lắm.
nói một cách chính xác, là lấy ra được gen sói, sau đó đưa gen sói vào trong cơ thể, mới khiến ông A có được tính chất đặc biệt của loài sói, nhưng cùng lúc đó còn có cả đặc điểm của loài người, có thể nói là người sói, hơn nữa còn là người sói phiên bản nhân tạo. Bởi vì Trần Triệu Dương cảm nhận được có thuốc còn sót lại ở trên người La Sâm, nói cách khác, tình trạng bây giờ của ông ta là do con người gây ra. Hai, là do tôi gặp phải người không tốt, một khoảng thời gian trước, lúc này La Sâm nói với Trần Triệu Dương về chuyện ông ta đã phải trải qua trong thời gian này, nghe La Sâm nói xong, anh mới hiểu được ông A đã phải trải qua cái gì. Hóa ra, trước đó La Sâm có bỏ ra rất nhiều tiền để mua một bình thuốc nghe nói là có thể làm cho đàn ông trở nên lợi hại hơn từ một người bạn tốt, sau khi mua được loại thuốc này, đúng là ông ta đã lấy lại được lòng tự tin của mình, nhưng cũng chỉ duy trì được thời gian tối đa là một tháng, về sau lại phải liên tục sử dụng mấy lần. Sau lần sử dụng cuối cùng, cơ thể của ông ta bắt đầu xảy ra vấn đề, mà người bạn tốt kia thì cứ như bốc hơi khỏi thế giới. Về sau, ông ta nhân lúc mình còn tỉnh táo, chuyển một ít tiền tài cho quản gia, nếu như mình thật sự xảy ra vấn đề gì, cũng tiện để người ta chữa trị cho mình. Quả nhiên, về sau ông ta đã hoàn toàn mất hết nhận thức, cho tới bây giờ, Trần Triệu Dương đã biết hết chuyện sau đó rồi. Ông đúng là trong họa có phúc đấy, sau khi sử dụng loại thuốc này, tố chất về các phương diện trên người ông đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, đơn giản chính là một chiếc xe tăng hình người, Trần Triệu Dương nói đùa với ông ta. Thật ra anh đang nói sự thật, La Sâm đã được thuốc. Mà anh luyện chế giải trừ hết tất cả những ảnh hưởng trái chiều rồi, nhưng loại thuốc trước đó đã cải tạo cơ thể của ông ta trở nên càng thêm ổn định, ở một trình độ nào đó, cơ thể của ông ta đã giống như là siêu nhân rồi. Đó là do tôi may mắn, nếu không phải cậu trùng hợp tới đây cứu tôi tỉnh lại, chỉ sợ tôi đã biến thành một con quái vật, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người ta bắn chết. La Sâm lại lắc đầu, ông ta có thể tung hoành ở Nam Phi lâu như thế, tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên ông ta biết rất rõ, tất cả những gì ông ta có bây giờ đều nhờ vào Trần Triệu Dương. Nếu ông đã tỉnh táo lại rồi, vậy hãy giúp tôi một việc, có người bắt cóc một người em gái của tôi, là bộ lạc Som ta, Trần Triệu Dương cảm thấy không quan trọng lắm, dù sao anh cũng không có tổn thất gì, ngược lại trên vùng đất Nam Phi này, cái tên La Sâm sẽ dùng được tốt hơn. Còn có chuyện như vậy ư, cậu chờ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho bộ lạc Som ta, nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Vẻ mặt La Sâm đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, sau đó bảo quản gia, Jerry lấy điện thoại ra. Thế nhưng gọi nửa ngày, đầu bên kia điện thoại vẫn không hề có động tĩnh gì, không có ai bắt máy hết. Đi, tôi sẽ tự dẫn mọi người đi một chuyến, không thể gọi điện thoại được, sắc mặt La Sâm có chút khó coi, dù sao nơi này cũng được coi như địa bàn của ông ta, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế, có lẽ bộ lạc Som ta cũng không biết người bị bắt cóc là em gái của Trần Triệu Dương. Nhưng chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến lửa giận của La Sâm. Được rồi, tôi biết bộ lạc Som ta, tộc trưởng căn bản không có tác dụng gì quá lớn, thật ra lãnh đạo lớn nhất hẳn là linh vu của bọn họ, cho dù ông có quan hệ tốt với tộc trưởng, chỉ sợ cũng không có cách nào can thiệp vào chuyện trong tộc bọn họ đâu. Trần Triệu Dương lại lắc đầu, bây giờ điều anh lo lắng chỉ là làm như thế nào để tìm ra bộ lạc Som ta, còn có sau khi cứu được người thì rút lui như thế nào. Mà muốn làm được những điều này, chỉ có La Sâm mới có năng lực như thế, cho nên, nhất định ông ta không thể để lộ quan hệ với mình, mà là dẫn anh đi tìm bộ lạc Som ta, chờ đến khi anh cứu được người rồi, lại dùng con đường của ông ta để đưa bọn họ rời đi. Như thế này nhé, lúc này Trần Triệu Dương bàn bạc với La Sâm về kế hoạch cứu viện. Rạng sáng ngày hôm sau, có hai chiếc xe lái ra khỏi trang viên của La Sâm, chạy ra vùng ngoại ô. Đương nhiên người lái xe là mấy người Trần Triệu Dương. Còn có một chiếc xe là đội dẫn đường mà La Sâm đưa cho bọn họ, tiến vào bộ lạc Nguyên Thủy ở Nam Phi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trên đường đi còn phải liên lạc với từng bộ lạc Nguyên Thủy khác, mà ngôn ngữ của những bộ lạc này cũng không tương thông, cho nên, trong đêm đó La Sâm đã xác định trước con đường phải đi qua để vào bộ lạc Som ta, đồng thời tìm nhân tài hiểu rõ về ngôn ngữ của các bộ tộc ven đường. Hai chiếc xe cũng không có ký hiệu về thế lực của La Sâm, mặc dù lấy thế lực của ông ta, cũng không phải sợ bộ lạc Som ta này. Nhưng Trần Triệu Dương lại không muốn mang đến phiền phức cho bạn bè của mình, La Sâm có thể cung cấp những sự trợ giúp này là anh đã thấy cực kỳ thỏa mãn rồi. Trần Triệu Dương cũng không để cho mấy người dẫn đường ngồi cùng một xe với bọn anh, mà để Tật Phong ngồi chung xe với họ, Trần Triệu Dương tự mình lái xe chở Nam Cung Yến và Julia, bởi vì mấy người da đen dẫn đường kia khiến Trần Triệu Dương vô cùng khó chịu, luôn luôn dùng loại ánh mắt lén lút để nhìn bà xã mình và Julia.
Trên đường đi, anh đã dẫn hai người bọn họ đi tìm hiểu những thứ đặc biệt của bộ lạc nguyên thủy trên đại lục Nam Phi, có rất nhiều thứ mà các cô chưa bao giờ nghe nói đến, cũng có những thứ mà từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có vài bộ lạc làm lễ trưởng thành cực kỳ tàn khốc, đó là dùng dao cứa một ít vết thương ở trên người, sau đó bôi một vài loại thuốc đặc biệt của bộ lạc trên đại lục Nam Phi lên đó, khiến nó đông lại thành hoa văn đặc biệt làm lễ trưởng thành. Còn có một số bộ lạc cho rằng miệng rộng là đẹp, phụ nữ ở bộ lạc này từ nhỏ đã bắt đầu dùng đủ mọi đồ để làm căng miệng của mình ra, thậm chí còn có người lấy dao chọc một lỗ ở giữa môi và lợi, để môi mình càng thêm nới lỏng. Một chuyện khác chính là những bộ lạc nguyên thủy này có một số kiểu tóc rất thần kỳ, thậm chí tóc của vài người đàn ông còn phức tạp và đẹp đẽ hơn cả kiểu tóc của phụ nữ, những kiểu tóc này đều khiến hai người Nam Cung Yến và Julia phải than thở. Bởi vì có người dẫn đường, cho nên Trần Triệu Dương đã dẫn Nam Cung Yến và Julia đi ăn rất nhiều đặc sản của các bộ tộc, đương nhiên, đúng là có một số đặc sản rất khó mà nuốt được, dù sao không phải tất cả đặc sản đều phù hợp với vị giác của người phương Đông. Những bộ lạc không thể đi vào, bọn họ mang theo một vài món quà để phân phát cho các bộ tộc đó, nhận được ấn tượng tốt của bọn họ. Còn có một số bộ lạc có quan hệ tốt với thế lực của La Sâm thì trực tiếp cho đi, điều này cũng làm cho mấy người Trần Triệu Dương nhận thấy được La Sâm mạnh đến thế nào ở trên vùng đất đại lục Nam Phi này. Đương nhiên, có một số thân thiện với bọn họ, nhưng cũng có một số không hề thân thiện, chỉ là dưới sự uy hiếp bằng vũ lực của Trần Triệu Dương, bọn họ vẫn có thể vượt qua được. Cho dù như thế, bọn họ cũng làm chậm trễ không ít thời gian, lúc đến bộ lạc Somta đã là ngày thứ ba sau khi bọn họ xuất phát rồi, mà trong khi đó, Julia lại nhận được một cuộc điện thoại, nói nếu như ba ngày sau không mang tiền chuộc đến, thì sẽ dùng lửa để hiến tế Iris. Cho nên hai ngày sau, bọn họ liền tăng thời gian đi đường lên, cuối cùng đã đến được bộ lạc Somta trước khi trời tối, mà lúc này bộ lạc đã sáng rực ánh lửa, một đống lửa lớn được đặt ở trung tâm của bộ lạc. Mà người của bộ lạc Somta thì đang khiêu vũ quanh đống lửa đó. Em gái! Ngay lúc này, Julia lại đột nhiên nhìn về phía đối đống lửa, nghẹn ngào hô lên. Mặc dù Julia không nói quá lớn, nhưng cũng đã khiến người bộ lạc Somta phát hiện ra, một đám người bộ lạc mặc váy rơm, cầm trường mâu trong tay bao vây lấy bọn họ. %$%, lúc này người dẫn đường tinh thông ngôn ngữ của bộ lạc Somta bắt đầu giao tiếp với những người đó, chỉ là hình như cũng không có tác dụng lớn lắm. Những người đó trực tiếp áp giải mấy người Trần Triệu Dương đi về phía đống lửa. Đối với chuyện này, mấy người Trần Triệu Dương cũng không phản kháng, để mặc cho những người đó trói bọn họ lại. Tất cả mọi người nhẫn nại một chút, chờ lát nữa cứu người xong thì nói sau, cũng không phải mấy người Trần Triệu Dương bị bắt lại hết, bây giờ chỉ có ba người bọn anh và cả một người dẫn đường tỉnh thông ngôn ngữ của bộ lạc Somta thôi. Về phần Tật Phong và những người dẫn đường còn lại vẫn chưa đến đây, mà đã chuẩn bị xong để tiếp viện rồi. Khi mấy người Trần Triệu Dương áp giải đến gần đống lửa, bọn họ mới phát hiện, cũng không chỉ có mỗi mình Iris bị trói trên cột, mà còn có 10 nam nữ nữa, chỉ là nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không phải là người của bộ lạc nguyên thủy, mà là tới từ thế giới văn minh bên ngoài. Những người bạn thân yêu của tôi, chào mừng mọi người đã đến, hả? Mấy người lại đến tay không như thế sao? Lúc bọn Trần Triệu Dương bị áp giải vào sân cúng tế, những người da đen đưa bọn họ đến cũng nhanh chóng đi vào trong sân, nói ra một tràng. Một lão già mặc áo choàng màu đỏ, tóc tai bù xù, trên mặt là nụ cười kinh khủng đang ngồi ở vị trí trung âm, ngẩng đầu lên nhìn mấy người Trần Triệu Dương rồi nói. Ông Linh Vu tôn kính, lần này chúng tôi đến đây là muốn chuộc người bạn của chúng tôi về, nhưng mà chúng tôi không thể cho mấy người lương thực và vũ khí được. Dưới sự chỉ dẫn của Trần Triệu Dương, người phiên dịch kia mở miệng nói với Linh Vu áo đỏ. Linh Vu ngay từ đầu không thấy được đồ đã có chút tức giận rồi, nghe người phiên dịch này nói thế thì lập. Tức nổi giận, hét lên, nếu đã không mang đến, vậy tất cả không cần phải đi nữa, hiến tế cho thần linh hết đi. Chờ một chút, mặc dù chúng tôi không mang những thứ đó đến, nhưng lại mang đến thứ tốt hơn, tuyệt đối có thể khiến ông Linh Vu tôn kính hài lòng. Lúc này người phiên dịch vội nói khoan đã với Linh Vu kia, sau đó mới nói kế hoạch của mình ra. Nghe như thế, Linh Vu liền khoát tay, hiển nhiên lão A rất có hứng thú với thứ mà người phiên dịch nhắc đến. Ồ, thứ gì thế? Linh Vu nghe xong, lúc này phất tay cho người tiến lên chuẩn bị lục soát bọn họ, nếu bọn họ đã bị bắt rồi, không muốn nộp những thứ đó lên cũng không được. Thấy cảnh này, ban đầu Trần Triệu Dương không có ý định vội vàng ra tay, lúc này lại không nhịn được, bởi vì nghe Linh Vu kia nói soát người, đôi mắt của những người da đen trong bộ lạc Somta liền tỏa sáng, vội vàng.
lao về phía Nam Cung Yến và Julia, hiển nhiên, đối với những người đàn ông của bộ lạc Nguyên Thủy chưa bao. Giờ thấy phụ nữ ở bên ngoài này, Nam Cung Yến và Julia chính là thiên thân hạ phàm. Cho nên, nghe Linh Vu nói muốn lục soát người, đương nhiên bọn họ sẽ tranh nhau chen lấn muốn đi kiểm tra Nam Cung Yến và Julia rồi. Lúc Trần Triệu Dương đang chuẩn bị ra tay, Linh Vu vốn ngồi trên ghế cao của tế đàn lại đột nhiên biến sắc, sau đó lão ta ngã xuống đất. À, người đâu mau đến đây, Linh Vu xảy ra chuyện. Rồi, lúc Linh Vu vừa ngã xuống đất, những tên vốn đang tranh nhau chen lấn muốn âu yếm kia lập tức dừng lại, bọn họ biết rất rõ, nếu như Linh Vu xảy ra chuyện thật, như vậy thứ đang chờ đợi bọn họ sẽ là tai họa. Lúc này cả bộ lạc đều vô cùng hỗn loạn, căn bản không có ai để ý đến mấy người Trần Triệu Dương. Mà sau đó, anh đã cảm giác được có cái gì không đúng, anh hít một hơi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút do dự bóp nát dây thừng đang trói anh lại, rồi lấy gạch dưới một cái bình ngọc từ trong túi của mình ra, nhanh chóng đổ đan dược trong bình ngọc vào trong miệng hai người kia. Đồng thời, Trần Triệu Dương cũng bóp nát dây thừng của các cô, lại lấy ra một cái bình ngọc, để các cô cho. Người dẫn đường và Iris ăn vào, hai người bọn họ đi cứu người. Mà Trần Triệu Dương thì đưa tay kéo một cây cột đến để bảo vệ khu vực này, một khi những người kia kịp phản ứng, chỉ sợ sẽ tới tấn công, anh chính là một chỗ để phòng ngự. Mặc dù không biết vì sao Trần Triệu cho các cô ăn thứ kia, nhưng mà biết anh sẽ không hại mình, cho nên sau khi bọn họ ăn đan dược rồi bắt đầu đi cứu người. Lúc hai người Nam Cung Yến đi cứu người khác, Trần Triệu Dương cũng đang quan sát Linh Vu kia. Linh Vu vẫn có mấy phần bản lĩnh, một năng lượng quỷ dị vận chuyển trong cơ thể lão ta. Mà năng lượng từ bên ngoài xâm nhập vào trong người lão ta lại đang bị ép rút lui ra bên ngoài từng chút một. Chỉ là, Trần Triệu Dương lại phát hiện ra một hiện tượng cực kỳ thú vị, đó chính là năng lượng từ bên ngoài nhìn như đang phải rút lui này, thật ra là đang cắn nuốt năng lượng trong cơ thể thuộc về Linh Vu để làm mình lớn mạnh hơn. Trần Triệu Dương biết, sớm muộn gì năng lượng trong cơ thể Linh Vu cũng sẽ bị nuốt hết, mà loại độc đó tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện được, nhất định là có người đang muốn giết Linh Vu. Trần Triệu Dương cũng không muốn bị cuốn vào trong cuộc đấu tranh này, bởi vì đối với anh mà nói, tốt nhất là đừng tham gia vào cuộc chiến giữa các bộ lạc, nếu không sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Vừa rồi Trần Triệu Dương cũng đã phát hiện ra một vấn đề, có lẽ loại độc này chỉ làm người bình thường bị chóng mặt, chứ không có tác dụng quá lớn, nhưng nó lại là một loại tai họa đối với người tu luyện. Loại độc này có thể cắn nuốt năng lượng trong cơ thể người tu luyện, cho dù là ở hình thức gì. Chỉ là loại độc này không hề có tác dụng gì với Trần Triệu Dương, mà giải độc đan do anh luyện chế ra cũng có thể khác. Chế được loại độc này. Có chuyện gì thế, lúc đầu Trần Triệu Dương tính toán đợi đến khi Nam Cung Yến cứu được Iris thì sẽ rời đi, nhưng khi anh nhìn thấy một đám người đi theo sau Nam Cung Yến, lập tức giật nảy mình. Bởi vì tất cả những người bị trói đều đã được hai người Nam Cung Yến cứu ra, ban đầu dẫn các cô rời đi đã rất khó khăn rồi, bây giờ lại dẫn theo cả đám người này nữa. Có thể đi ra được mới là lạ. Mà lúc này, người của bộ lạc Somta cũng đã kịp phản ứng, bọn họ lao ra ngăn cản mấy người Trần Triệu Dương, có điều sự chú ý của bọn họ đã bị Linh Vu thu hút mất, nên chỉ có thể bị động ngăn bọn Trần Triệu Dương lại thôi. Em thấy bọn họ thật đáng thương, vậy nên đã tiện thể cứu bọn họ, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến không vui, cô cảm thấy mình không làm sai. Thôi bỏ đi, cứu cũng cứu rồi, thấy vợ mình như vậy. Trần Triệu Dương không nỡ trách móc. Bạn bè Hoa Hạ thân yêu, thật sự rất cảm ơn, nếu không có sự xuất hiện của các bạn thì chúng tôi đã bị lũ người man dợ này thiêu chết rồi. Trần Triệu Dương đang nhức đầu thì một người đàn ông trung niên cảm kích nói. Ông ta có da trắng, mặc áo trùng màu trắng, trông vô cùng thê thảm. Cứu các người chỉ bởi vì chúng tôi tiện tay thôi, không cần cảm ơn. Trần Triệu Dương lắc đầu, không quan tâm tới sự cảm kích của người đó. Trần Triệu Dương biết. Nếu không giải quyết bộ lạc Somta, bọn họ sẽ rất khó rời khỏi đây, dù sao hiện tại không chỉ đơn giản là đưa nhóm Rhys đi nữa, mà còn có cả đám người này. Mau chóng khống chế nhóm người ngoài này lại, chính bọn họ đã mang tai họa tới đây, mới khiến thầy Pháp biến thành như thế, lúc này, tù trưởng của bộ lạc. Somta bỗng lên tiếng, chỉ vào nhóm Trần Triệu Dương và cao giọng nói. Rốt cuộc người của bộ lạc Somta cũng có phản ứng, cả đám bao vây Trần Triệu Dương, ham hè nhìn bọn họ. Làm sao bây giờ, nhìn thấy cảnh này, Nam Cung Yến phát hoảng, đồng thời cô cũng hiểu rằng mình cứu người như vậy sẽ mang tới rất nhiều phiền phức cho quá trình trốn chạy. Nếu chỉ có bọn họ, với thực lực của Trần Triệu Dương,
anh hoàn toàn có thể dẫn hai chị em, Julia và người dẫn đường kia xông ra ngoài. Nhưng hiện tại lại có thêm mười mấy người bình thường nữa, đó chắc chắn sẽ là gánh nặng lớn nhất. Không sao, trò hay sắp ra sân rồi, nhìn thấy vẻ tự trách trong mắt vợ mình, Trần Triệu Dương cảm thấy không đành lòng, bèn vươn tay ra khoác lên vai cô, nhẹ giọng an ủi. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến hơi sửng sốt. Trò hay gì? Đúng lúc này, một đoàn người chạy từ phía xa tới. Bọn họ vừa gõ trống vừa hô hào khẩu hiệu thống nhất, xuất hiện một cách đột ngột, khiến người của bộ lạc Som Ta sững sờ. Là thầy Pháp Tabu, người của bộ lạc Som Ta đang rất cảnh giác, nhưng... Khi nhóm người đó tới gần, bọn họ lập tức thả lỏng, đồng thời tách ra một con đường. Thấy vậy, đám Trần Triệu Dương nghệt mặt ra, không ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này. Thầy Pháp của bộ lạc mình trúng độc, người trong tộc không mau chóng nghĩ cách cứu người và ngăn cản đối phương vào đây, ngược lại còn để bọn họ vào. Là thế này, bộ lạc Som Ta và một vài bộ lạc nguyên thủy đều rất kỳ lạ, thầy Pháp ở đây chưa chắc đã là người của bộ lạc bọn họ, người của những bộ lạc khác. Cũng có thể tới khiêu chiến. Nếu chiến thắng, cho dù là người ngoài cũng có thể trở thành thầy Pháp của bộ lạc Som Ta, hưởng thụ quyền lực tối cao. Lúc này, hiển nhiên người phiên dịch kia cũng nhận ra nỗi nghỉ hoặc của nhóm Trần Triệu Dương, bèn mở miệng giải thích. Nghe hết những gì phiên dịch nói, cả đám ngẩn tò te. Quả nhiên, bộ lạc nguyên thủy này chẳng phải kiểu lương thiện, mà dù sao lúc này cũng không đi được, ở lại đây xem hai vị thầy Pháp so tài vậy. Chỉ có điều ông thầy Pháp mới tới này cũng có thủ đoạn đấy, kiếm ra được loại thuốc độc này. Hừ, lúc liếc nhìn thầy Pháp đang nằm mê man trên mặt đất, trên mặt Trần Triệu Dương hiện lên nét quái lạ. Thú vị đấy, xem ra lần này sẽ xuất hiện tình trạng kẻ tám lạng, người nửa cân rồi, Trần Triệu Dương không vội nghĩ cách rời khỏi đây, anh muốn xem hai vị thầy Pháp này định so đấu kiểu gì. Nào, ngồi xuống mà xem kịch, Trần Triệu Dương kéo Nam Cung Yến ngồi xuống một chiếc ghế được làm từ gốc cây, thuận tay vơ một đống thức ăn trên bàn tới, cả một bình rượu nữa. Trần Triệu Dương ăn rất thoải mái, còn bình rượu kia, anh chỉ uống một ngụm là lập tức nôn ra. Cái quái gì thế này? Chẳng có vị rượu gì cả, rõ là sỉ nhục từ rượu mà. Nhưng thức ăn của bộ lạc Som Ta này không tệ, ít nhất cũng bình thường hơn mấy bộ lạc trước nhiều, mùi vị khá ngon. Anh còn có tâm trạng ăn uống nữa, không nghĩ cách rời khỏi đây à, lúc này, Iris đột nhiên mở miệng. Từ khi được cứu ra, Iris chẳng đoái hoài gì đến chị gái Julia của mình, và cũng chẳng nói năng gì với những người khác. Tôi còn tưởng cô câm điếc cơ đấy, chúng tôi cứu cô. Biết nói mà đến một câu cảm ơn cũng không có, có phải là hơi quá đáng rồi không? Trần Triệu Dương liếc nhìn Iris, sau đó thản nhiên nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Iris thay đổi sắc mặt, khẽ cắn răng rồi nói lý nhí, cảm ơn. Cô phải cảm ơn chị gái của cô mới đúng, nếu cô ấy không cầu xin chúng tôi, cô nghĩ ai muốn tới cái nơi quái quỷ này để cứu cô? Bây giờ chính chúng tôi còn rơi vào tình cảnh nguy hiểm nữa, Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Iris rồi hờ hững nói. Anh nhìn ra được rằng trong lòng Iris cũng có sự cảm kích, nhưng lại không muốn nói ra, nhất là đối với người chị gái cùng cha khác mẹ của mình, vậy nên Trần Triệu Dương định hàn gắn mối quan hệ của bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là lý do Trần Triệu Dương nhất quyết phải dẫn Julia tới bộ lạc Som Ta. Julia xuất hiện thì mới có thể làm Iris cảm động. Cái gì, anh bảo tôi cảm ơn chị ta? Đừng mơ, tuyệt đối không thể nào, nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, Iris lại lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng càng nói, giọng của cô ta càng nhỏ. Nghe Iris nói thế, ánh mắt của Julia dần trở nên ảm đạm. Quả nhiên, cô ấy vẫn chưa buông bỏ khúc mắc trong quá khứ. Hai, bỏ đi, vốn tôi còn nghĩ trước khi chết, chị em có sẽ hóa giải mâu thuẫn, trở thành người một nhà, nhưng bây giờ xem ra, hai cô sẽ phải chết đi trong nỗi oán hận sâu đậm mất thôi, chỉ mong hai cô đừng hối hận, Trần Triệu Dương thở dài một hơi rồi thản nhiên nói. Nghe vậy, trái tim của hai cô gái run lên, nhất là Iris, trong mắt cô ấy mang theo nét giấy giụa. Thực ra, ngay từ khi Julia dẫn Trần Triệu Dương xuất hiện ở trước mặt cô ấy, nội tâm cô ấy đã đón nhận Julia rồi, dù sao thì, không phải ai cũng dám bất chấp nguy hiểm để cứu người khác. Chỉ có điều, lòng tự trọng bấy lâu nay không cho. Phép cô ấy buông bỏ, hiện tại cô ấy chỉ đang cố nhịn thôi. Thế nhưng, sau khi Trần Triệu Dương nói xong câu ấy, Iris không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô ấy biết, tất cả đều là chấp niệm mà mẹ truyền sang cho mình, vậy nên ngay. Từ đầu cô ấy đã có thành kiến với Julia. Hiện tại, bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này,
nếu thật sự mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian, chắc chắn cô ấy sẽ hối hận. Sau khi nói xong, Trần Triệu Dương không để ý đến hai người nữa vì cuộc đấu pháp của hai linh vu đã sắp bắt đầu. Hoàn toàn không có ai quan tâm đến họ vì cho rằng đó chỉ là những kẻ ngoại tộc, cho dù chạy được thì có thể chạy đến đâu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ đương nhiên là cuộc đấu pháp của hai vị linh vu, bởi vì kết quả sẽ quyết định ai là lãnh tụ tương lai của bộ lạc Somta. Khi một linh vu được gọi là Tabu đi đến trước mặt đối thủ, trong tay hắn ta đột nhiên xuất hiện một cây súng lục, không do dự nổ một phát súng về phía linh vu đang nằm dưới đất. Đoàng! Tiếng bắn súng vang lên, linh vu đang nằm dưới đất đột nhiên mở mắt, che ngực nhưng máu tươi chảy ra không ngừng, không thể cầm lại nổi. Đôi mắt gã ta đầy vẻ khó tin, không ngờ đối phương lại dùng thứ như súng ống trong lúc đấu pháp, nhưng máu nóng đang chảy đầm đìa lại chứng tỏ toàn bộ đều là sự thật. Anh! Tên linh vu kiệu oán hận nhìn Tabu, đồng tử dần dần tan rã, cuối cùng chết không nhắm mắt. Tiếng súng này khiến cho tất cả những người thuộc bộ lạc Somta đều ngỡ ngàng, ai cũng biết một điều rằng trong các cuộc đấu pháp của linh vu chưa bao giờ có ai dùng súng cả.